siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 31. Bàn Hoàng giận tím mặt, nói, lẽ nào lại như vậy, tiểu tặc, bản Hoàng hôm nay không giết ngươi, thề không làm người. Ngươi vốn cũng không phải là người, La Quân cười lạnh. Bàn Hoàng đột nhiên trực tiếp thì cầm ra Minh Thần Chi Mâu, lần nữa đối La Quân phát ra công kích. Cái kia Minh Thần Chi Mâu hạng gì hung mãnh, một khi phát ra, giống như trường hồng quán nhật. Bất quá lần này, La Quân lại là không chút hoang mang. Hắn đột nhiên xuất thủ, một giây sau, cái kia Minh Thần Chi Mâu đã đến trên tay hắn. Cái này một cái chớp mắt, Bàn Hoàng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này, thế mà tay không tiếp được Minh Thần Chi Mâu, có lầm hay không? Mà thực, La Quân chiêu này công phu thật không đơn giản, hắn là trong nháy mắt xuyên thấu qua Thái Vũ Quyền Trượng cải biến không gian quy tắc. Cái gì gọi là cải biến không gian quy tắc? Hư không chi môn đem xa xôi hai cái địa phương xuyên kết hợp lại, hình thành thuấn gian truyền tống. Đây là một loại không gian quy tắc cải biến. Mà La Quân lúc này lại là cải biến trước mặt mình không gian quy tắc, sau cùng Minh Thần Chi Mâu lại y theo La Quân ý nguyện quán bắn tới. Kể từ đó, La Quân đã sớm chuẩn bị, cho nên một chảo phía dưới liền tóm lấy Minh Thần Chi Mâu. Trả lại cho ngươi, La Quân cười lạnh một tiếng, đột nhiên đem Minh Thần Chi Mâu chấn động, tiếp lấy buông tay. Minh Thần Chi Mâu lập tức xé rách ra lộng lẫy sóng lửa, mang theo nóng rực vô cùng khí tức, hung mãnh tuyệt luân xông về phía Bàn Hoàng. Cùng lúc đó, không gian quy tắc lần nữa bị La Quân cải biến. Minh Thần Chi Mâu xuyên toa hư không, đột nhiên thì xuất hiện sau lưng Bàn Hoàng, lại là từ Bàn Hoàng sau lưng quán bắn xuyên qua. Rõ ràng là từ tiền phương vọt tới, chính diện bắn về phía Bàn Hoàng. Nhưng sau cùng lại là từ Bàn Hoàng phía sau phóng tới. Chiêu này quả nhiên là quỷ thần khó đoán. Bàn Hoàng hãi nhiên thất sắc, hắn hiện tại thân thể tu vi cũng không được tốt lắm a. Chỗ dựa vào cũng là pháp bảo. Hắn tại trong nguy cơ đã cảm giác được cũng là huyền thiên hỏa vân thần khải đều khó mà tới La Quân cái này một Minh Thần Chi Mâu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bàn Hoàng đột nhiên thì tế ra Thái Ất Luân Quang Kính. Không gian chuyển di, Bàn Hoàng hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, cái kia Thái Ất Luân Quang Kính phát ra lóa mắt quang mang tới. Trong một sát na, Bàn Hoàng đã đến La Quân sau lưng. Nguyên lai cái này Thái Ất Luân Quang Kính chính là Thượng Cổ Thánh Hoàng, Nguyên Hoàng một kiện tuyệt thế pháp bảo. Thái Ất Luân Quang Kính là Nguyên Hoàng thu thập 5 màu thần hoàng lông chim cùng tinh huyết, lại lấy Ngọc Long Tuyết Sơn Địa Sơn hồn tinh thạch chế tạo. Sau cùng, Nguyên Hoàng lại lấy tự thân tinh huyết ngưng luyện này kính trăm năm lâu, như thế mới rốt cục thành tựu Thái Ất Luân Quang Kính. Tại Thái Ất Luân Quang Kính kính thân thể bên trong, có Nguyên Hoàng đối không gian quy tắc lĩnh ngộ, có các loại trận pháp bố trí, Thái Ất Luân Quang Kính không chỉ có thể cải biến không gian quy tắc, mà lại Thái Ất Luân Quang Kính một khi phát động, có thể phát ra kính mát hỏa thần mang tới. Loại này kính mát hỏa thần mang bắn phá mặt đất trăm mét đều là thành đất khô cằn. Bắn phá tại trên thân người, lập tức thịt nát xương tan. Cái này hung mãnh pháp bảo theo thi pháp giả tu vi càng sâu, liền càng là lợi hại. Bàn Hoàng trước đó một mực đang ngưng luyện U Minh Hoàng Tuyển Đồ, cho nên một mực không nghĩ tới muốn tới hiểu thấu đáo Thái Ất Luân Quang Kính. Nhưng giờ phút này là bị La Quân một tay Minh Thần Chi Mâu bức cho đến không có cách nào. Bàn Hoàng xuất hiện sau lưng La Quân, hắn lập tức liền thi pháp tại Thái Ất Luân Quang Kính lên. Thái Ất Luân Quang Kính kính thân thể bên trong, trận pháp hoàn toàn khởi động. Tiếp lấy không trung vật chất biến hóa, sở hữu Thái Dương Tinh Hỏa tụ tập ở Thái Ất Luân Quang Kính lên. Thái Ất Luân Quang Kính lập tức bắn phá ra một đoàn kính mát hỏa thần mang. Cái này giống như là một chiếc gương phản xạ ra ánh sáng mặt trời đến, nhưng là nơi bao bọc diện tích cùng chiều dài là so tấm gương phản xạ lợi hại hơn. La Quân lập tức cũng cảm giác được Thái Ất Luân Quang Kính hung mãnh. Ánh sáng mặt trời còn chưa chiếu xạ qua đến, La Quân cấp tốc di động thân hình. Ngay sau đó, ngón tay hắn liền bóp pháp ấn, lại đem Thái Vũ Quyền Trượng tế ra tới. Thái Vũ Quyền Trượng trong nháy mắt tại La Quân bốn phía đem không gian quy tắc hoàn toàn vặn vẹo. Thế là mặt trời kia kính hỏa thần mang rõ ràng chiếu xạ hướng La Quân, nhưng lại chiếu không tới La Quân trên thân. Đây là cực quỷ dị. Nhưng mặc kệ kính mát hỏa thần mang như thế nào lợi hại, lại không cách nào qua phá hư không gian quy tắc. Đáng giận, Bàn Hoàng giận dữ, hắn trực tiếp đem U Minh Hoàng Tuyền Đồ tế ra, tiếp lấy hắn, toàn lực một chỉ điểm tại U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trên.
U Minh Hoàng Tuyền đổ bên trong, Hoàng Tuyền nước sông bên trong dâng lên thao thiên cự lãng. Sau đó, U Minh Hoàng Tuyền đổ bên trong, 10 đầu cốt long phóng lên tận trời, đồng thời mang theo hung mãnh sóng lớn phóng hướng thiên khoảng không. Tại La Quân bốn phía, trong lúc nhất thời tất cả đều là màu đen U Minh Hoàng Tuyền nước. Quả thực cũng đã là che khuất bầu trời. Bộ dạng này tựa như là ngày tận thế tới, lại như là nước khắp Kim Sơn. 10 đầu cốt long vây lại La Quân, U Minh Hoàng Tuyền thủy ngưng luyện 10 đầu cốt long. Ngay sau đó, 10 đầu cốt long tại U Minh Hoàng Tuyền thủy ngưng luyện dưới, dần dần co lại thành 10 khỏa lôi đan. Đó là 10 khỏa to lớn lôi đan. Lôi đan kéo theo tiếng sấm ầm ầm. Sở hữu U Minh Hoàng Tuyền nước đều ngưng luyện đến lôi đan bên trong. Một chiêu này chính là U Minh Hoàng Tuyền đổ thập phương lôi động. Mỗi một đầu cốt long đều là được không dễ. Bàn Hoàng vì đối phó La Quân, thế mà hao phí 10 đầu cốt long, cái này cũng đủ để chứng minh hắn là động thật giận. 10 khỏa lôi đan lẫn nhau xoay tròn, va chạm. Sau đó kích xạ ra chói lọi tia lửa đến, sau cùng U Minh Hoàng Tuyền thủy biến thành lôi điện chi thủy. Lôi điện chi thủy như 10 ngụm cự kiếm một dạng, đồng thời có linh tính, chém giết điên cuồng hướng La Quân. Cái này 10 ngụm lôi điện chi kiếm vô cùng sắc bén, ngộ thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Mà lại, thập phương lôi động một khi phát động, chỗ có không gian quy tắc đều bị vứt bỏ bên ngoài. Đây là thập phương lôi động chiến trường. Thiên địa thất sắc. La Quân một người thân ở thập phương lôi động trong đại trận. Bên ngoài người đã nhìn không thấy La Quân. Lục Nguyệt Hoa cũng lui qua một bên, dạng này chiến đấu để cho nàng hãi hùng khiếp vía, đây không phải nàng có thể tham dự chiến đấu, cũng không phải nàng cấp độ này chiến đấu. Đồng thời, Lục Nguyệt Hoa trái tim đã nâng lên cuống họng miệng, nàng nhiều sợ La Quân sẽ xảy ra chuyện a. Lena Hoya ẩn núp trong bóng tối, nàng một mực đang quan sát. Lúc này nàng nhìn thấy Bàn Hoàng rốt cục xuất động tuyệt chiêu. Trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm may mắn. Xem ra cùng Bàn Hoàng hợp tác là đúng, cái này U Minh Hoàng Tuyền đồ có quá nhiều sự không chắc chắn. Huyền Nguyệt chờ nữ thấy thế cũng là thất sắc, các nàng sợ hãi La Quân sẽ xảy ra chuyện a. Giờ này khắc này, thân ở vòng xoáy trung tâm La Quân sắc mặt chưa biến, áo quần hắn bay phất phới, cả người thần sắc lại là bình tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, hư không chi môn đã vô pháp ngưng tụ. Bởi vì tại thập phương lôi động bên trong, không gian quy tắc vô pháp cải biến. Ta nếu muốn có, thiên không thể không. Ta nếu muốn không, thiên không thể có. La Quân trong tay cấp tốc bóp ra thập đại pháp ấn, cái tốc độ này nhanh như điện quang. Liên tiếp vô lượng ấn, trí tuệ ấn, ba la ấn, ma ha ấn chờ chút. Sông núi, dòng sông, thiên, địa, hết thảy, đều muốn y theo ta ngoài ý muốn nguyện đến vận chuyển. La Quân trong mắt bỗng nhiên tuôn ra vô cùng tinh quang, thanh âm hắn bỗng nhiên trở nên to lớn vô cùng, thiên địa pháp tướng. Theo La Quân thi triển, trước mặt hắn hình thành một khỏa đại kim đan. Viên này đại kim đan thì là La Quân quang não. Ánh vàng rực rỡ đại trong kim đan ẩn chứa vô cùng lực lượng, ảo nghĩa. Oanh một tiếng, đại kim đan xông tới giết, nương theo tại đại kim đan chung quanh sinh ra một tầng năng lượng màu vàng óng sóng. 10 đạo lôi điện chi kiếm cấp tốc bị năng lượng màu vàng óng sóng luyện hóa thành cho tàn. Đại kim đan tiếp lấy tiếp tục oanh sát hướng 10 đạo đại lôi đan. Ầm ầm, đại kim đan đột nhiên trở nên to lớn vô cùng, trực tiếp đem 10 đạo đại lôi đan toàn bộ đụng thành phấn vụn. Chiêu này thập phương lôi động đại tuyệt chiêu liền bị La Quân chiêu này thiên địa pháp tướng cho phá. Bàn Hoàng hãi nhiên muốn tuyệt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Cái này mới mấy giờ không thấy. Hắn tu vi làm sao tiến triển được kinh khủng như vậy? Cái kia Lena Hoya cũng là thất sắc. Lục Nguyệt Hoa cùng Huyền Nguyệt chúng nữ nhìn thấy La Quân phá vây mà ra, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lena Hoya, chúng ta hợp lực giết hắn. Bàn Hoàng lệ hống một tiếng, hắn lần này là phát động vốn ban đầu. Lena Hoya cũng không dám chỉ hoãn, nàng ý thức được La Quân đã vượt qua trưởng khống. Người trẻ tuổi này, tiến bộ quá nhanh. Như không sớm cho kịp giết chết, đợi một thời gian, chính mình cũng phải cắm lại trên tay hắn. Bất quá tại lúc này, La Quân lại là đối Bàn Hoàng thi triển ra liệt không đại thủ ấn. Liệt không đại thủ ấn chính là ngưng tụ 10 đạo nguyên thần, lấy nguyên thần chi lực tụ tập thành chiêu số. La Quân tại dài rằng giặc trong 10 năm, thì vì một chiêu này mà chuyên môn luyện chế 10 đạo nguyên thần. 10 đạo nguyên thần toàn bộ mang theo lộng lẫy vầng sáng,
trong một chớp mắt liền đem bàn hoàng vây lại. 10 đạo nguyên thần vây quanh bàn hoàng, đè ép bốn phía không khí, rút ra hết thảy nguyên tố chi lực. Liệt không đại thủ ấn dưới, bất luận cái gì thời không quy tắc, không gian quy tắc toàn bộ mất đi hiệu dụng. Ngay cả nguyên tố chi lực cũng bị rút khô, cho nên địch nhân tại liệt không đại thủ ấn dưới, hội có một loại vô kế khả thi tuyệt vọng. Đây chính là La Quân muốn hiệu quả. Bàn hoàng đột nhiên cảm giác được bốn phía đứng trước siêu cường khí áp bạo liệt mà đến, hắn biết cái này là sinh tử tồn vong thời khắc. Lập tức, bàn hoàng bạo giống một tiếng, hắn lấy huyền thiên hỏa vân thần khải sông giết ra ngoài. Ngồi xuống, La Quân người ở trên không, hét lớn một tiếng. Cái kia 10 đạo nguyên thần hóa thành một đạo thất thải quang hoàn liệt không đại thủ ấn đem bàn hoàng chăm chú nắm. Mặc cho bàn hoàng huyền thiên hỏa vân thần khải như thế nào vận kinh, lại là thủy chung dẫy không giãn nứt khoảng không đại thủ ấn. Tiểu tặc nhìn tiễn, Lena Hoya đột nhiên thì tế ra xạ tinh cung, chấn thiên tiễn. Tay nàng cầm xạ tinh cung, dương cung trăng tròn bắn ra chấn thiên tiễn. Giờ khắc này Lena Hoya tư thế hiên ngang tới cực điểm. La Quân trong nháy mắt cũng cảm giác ra xạ tinh cung, chấn thiên tiễn lợi hại. Xạ tinh cung cùng chấn thiên tiễn tốc độ cùng lực lượng, đã liền không gian quy tắc đều không thể đem ngăn cản. Có thể đánh vỡ hết thảy trở ngại. Có thể đánh vỡ hết thảy quy tắc. Cái kia chấn thiên tiễn tới quá nhanh, bẻ gãy nghiền nát, không thể địch nổi. La Quân cảm giác chính là mình phổ độ kiếm cũng ngăn không được chấn thiên tiễn uy lực, nếu là lấy phổ độ kiếm ngăn cản, phổ độ kiếm lập tức hội đứt gãy. Chấn thiên tiễn hoàn toàn là đơn thuần lực lượng, lớn đến để người tuyệt vọng đơn thuần lực lượng. Muốn tránh cũng không được. La Quân khẽ nhíu mày, điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, hắn đã tới không kịp có bất kỳ dư thừa ý nghĩ. Đúng lúc này, hắn tâm niệm nhất động, lấy thái vũ quyền trượng vì điểm chống đỡ, hét lớn một tiếng, nói, vòng xoáy ngân hà. Trong một chớp mắt, ngôi sao đầy trời rơi xuống, thiên diêu địa động. Vô số vật chất, nguyên tố chi lực chờ một chút hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này là linh hồn lốc xoáy thăng cấp bản. Mọi người tại đây, bao quát Lục Nguyệt Hoa chờ người đối mặt lấy to lớn vòng xoáy ngân hà, các nàng lập tức cảm thấy tâm thần chập chờn. Loại này tâm thần chập chờn cũng không phải hình dung từ, mà chính là cảm giác mơ màng muốn ngã, giống như linh hồn đều muốn bị cái kia vòng xoáy ngân hà cho thu đi. Đồng thời, chấn thiên tiễn lập tức liền bắn vào vòng xoáy ngân hà bên trong. Cái kia chấn thiên tiễn hung mãnh tuyệt luân, cấp tốc xông phá vòng xoáy ngân hà tầng tầng trở ngại. Bất quá, vòng xoáy ngân hà bên trong có đủ loại trận pháp cùng cường hãn tinh thần lạc ấn. Chúng nó không ngừng trở ngại, phân giải chấn thiên tiễn lực lượng. Mà lại, vòng xoáy ngân hà bên trong to lớn lốc xoáy chi lực để chấn thiên tiễn còn muốn chống cự cái này cố cường đại hấp lực. Đang không ngừng phân giải bên trong, chấn thiên tiễn tình thế rốt cục chậm xuống dưới. Một khi chậm xuống dưới, cái kia vòng xoáy ngân hà lập tức liền đem chấn thiên tiễn phân giải, đồng thời rảo nhập vòng xoáy bên trong, xoắn thành phấn túy. Cái này cường đại vô cùng chấn thiên tiễn, cứ như vậy bị La Quân một chiêu vòng xoáy ngân hà cho hủy diệt. Từ đó trên đời chỉ có xạ tinh cung, lại không chấn thiên tiễn. Bàn hoàng bị liệt không đại thủ ấn khống chế lại, bất quá ngay tại La Quân ứng đối chấn thiên tiễn thời điểm. Bàn hoàng đạt được một tia cơ hội thở dốc, hắn vội vàng tế ra thái ất luân quang kính. Thái ất luân quang kính bắn ra kính mát hỏa thần mang bắn phá liệt không đại thủ ấn là 10 đạo nguyên thần. Phích lịch răng rắc. Cái kia thập đại nguyên thần bị thái ất luân quang kính một trận bắn phá, lập tức bị luyện hóa tan thành mây khói. Bàn hoàng như vậy chạy ra liệt không đại thủ ấn khống chế. La Quân tân tân khổ khổ ngưng luyện 10 đạo nguyên thần cũng theo đó bị hủy diệt. Bàn hoàng tiếp lấy bạo giống một tiếng, lại lấy thái ất luân quang kính công kích La Quân. La Quân cấp tốc lấy thái vũ quyền trượng chỉ định không gian trùng điệp, cái kia thái ất luân quang kính liền rốt cuộc chiếu xạ không đến. Lúc này, Lena Hoya cũng xuất thủ, nàng thi triển ra âm dương hỗn động bí thuật. Cái kia âm dương lốc xoáy thế mà trên không trung ngưng kết thành một mảnh khoảng chừng 300 mét vuông lôi đình điện vân. Tựa như là một cái lôi điện ao một dạng. 300 mét vuông trong hồ nước tất cả đều là lôi điện chi lực. Đồng thời, âm dương lốc xoáy hình thành vòng xoáy khổng lồ. Lena Hoya bản tôn thi triển ra âm dương hỗn động bí thuật, cái kia lại là tuyệt đối không thể khinh thường. Trước đó biên thành ta ma những người kia, thật hẳn là may mắn Lena Hoya trước kia không có mang nguyên thủy thánh điển tới. Không phải vậy những người kia, đều phải chết thành cặn bã.
Âm dương lốc xoáy hình thành to lớn điện lưu, cấp tốc đem La Quân vị trí địa phương bao phủ. Cái này vô cùng điện quang diệt giết tới, có thể đem cái này toàn bộ hải đảo san thành bình địa. La Quân không gian quy tắc cấp tốc bị âm dương lốc xoáy điện quang toàn bộ phá hủy. La Quân trong một chớp mắt thì phải đối mặt Thái Ất Luân quang kính kính mát hỏa thần mang, còn phải đối mặt âm dương hỗn động điện quang. Cái này quả nhiên là bốn bề thọ địch. Đồng thời, bàn hoàng lại thi triển ra U Minh Hoàng Tuyền đồ bên trong trung cực tuyệt chiêu, mạt nhật thiên tai. Cái kia U Minh Hoàng Tuyền đồ Hoàng Tuyền chi thủy đều trùng sát đi ra, sau cùng hình thành như là ngày tận thế thiên tai. Mãnh liệt đánh giết, đầy trời Hoàng Tuyền thủy bên trong mang theo vô tận sát phạt ý chí. Những này Hoàng Tuyền thủy đều là ngưng luyện ra đến, có thể ăn mòn hết thảy hình thái đồ, vật tồn tại. Cuồn cuộn Hoàng Tuyền thủy quay chung quanh, đây là mạt nhật thiên tai. La Quân đỉnh đầu là âm dương hỗn động hình thành lôi trì hải dương. Cái này quả nhiên là trên trời dưới đất đều không chỗ tới. Mà lại cả hai lực lượng trong một chớp mắt có thể đem La Quân ở chỗ đó mặt oanh chìm đến trong biển. Đây hết thảy phát sinh thực là điện quang thạch hỏa. La Quân lần nữa thi triển ra thiên địa pháp tướng. Viên kia ánh vàng rực rỡ đại kim đan trong nháy mắt oanh sát đi ra, tiếp lấy biến lớn, biến đến vô cùng lớn. Lớn đến trong mắt mọi người cũng chỉ còn lại có viên này đại kim đan. Một chiêu này thiên địa pháp tướng bao hàm không gian quy tắc, bao hàm La Quân tinh thần ảo nghĩa, thông qua 10 năm này lĩnh ngộ, La Quân tinh thần đã tăng lên một cái cấp độ, trở nên to lớn vô cùng. Không còn là chi lúc trước cái loại này tiểu tình tiểu ái. Như vậy, thiên địa pháp tướng tinh thần ảo nghĩa là cái gì? Chính là thiên địa diệt mà ta bất diệt, chúng sinh hủ mà không bất hủ. Chính là, ta nếu muốn có, thiên không thể không, ta nếu muốn không, thiên không thể có bá khí. Chính là, thiên địa, sông núi, dòng sông, hết thảy đều muốn y theo ta ngoài ý muốn nguyện đến vận hành. Ở chỗ này, sở hữu nguyên tố chi lực đều là tinh khiết, khi chúng nó lĩnh ngộ La Quân tinh thần ảo nghĩa về sau, thì sẽ trở nên theo La Quân tinh như thần to lớn vô cùng. La Quân một người tinh thần là có hạn. Nhưng cho dù là La Quân một người, hắn phát động hắn đại thánh đạo tràng về sau, cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Mà khi tất cả nguyên tố chi lực cùng một chỗ thi triển ra loại lực lượng này lúc đến, cái kia chính là thiên hạ vô địch lực lượng. Vô luận là âm dương hỗn động lực lượng vẫn là U Minh Hoàng Tuyền đồ mạt nhật thiên tai, chúng nó đều là lực lượng. Nhưng La Quân lực lượng lại là một loại to lớn, không gì không phá tinh thần lực lượng. Thiên địa pháp tướng, đại kim đan trực tiếp đem âm dương hỗn động lôi điện lực lượng thu nạp, đồng thời tuôn ra vô cùng kim quang. Kim quang lấy bốn phương tám hướng phương hướng oanh tạc quá khứ. Ầm ầm, những U Minh Hoàng Tuyền đó nước thế mà trực tiếp bị kim quang luyện hóa thành không khí, mà âm dương hỗn động lôi chỉ bị đại kim đan đụng thành phấn vụn. Trong một chớp mắt, trong thiên địa cũng chỉ còn lại có một khỏa ánh vàng rực rỡ, to lớn vô cùng đại kim đan. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Hết thảy tận thế cảnh tượng đều đã biến mất. Đại kim đan tại giữa không trung, giống như thái dương. Đồng thời còn tản ra lóa mắt kim mang. La Quân sau đó vung tay lên, cái kia đại kim đan thu nhỏ, sau cùng trực tiếp bị hắn thu đến trong não vực. Lena Hoya cùng bàn hoàng đồng thời ra đại tuyệt chiêu, đều bị La Quân một chiêu thiên địa pháp tướng phá. Lúc này, Lena Hoya cùng bàn hoàng trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh hãi. Mấy giờ trước, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào đối mặt La Quân, đều là tuyệt đối nghiền ép La Quân a. Làm sao mới mấy giờ thoáng qua một cái, gia hỏa này lại có thể đồng thời đối mặt bọn hắn hai đại tuyệt thế cường giả, còn vững vàng chiếm thượng phong. Lục Nguyệt Hoa cũng là nhìn ngốc, nàng không nghĩ tới La Quân cư nhưng đã cường hãn đến nước này a. Liền cũng tại lúc này, La Quân nói với Lena Hoya, người ta ở giữa vốn không thâm cừu đại hận. Hôm nay, người đem bằng hữu của ta thả, chúng ta cừu hận toàn bộ xóa bỏ. Đến tại giữa chúng ta chỗ kinh lịch không thoải mái chờ một chút hết thảy, ta đều sẽ mang theo trở lại chủ thế giới. Điểm này, người có thể yên tâm. Hắn đón đến, còn nói thêm, cái này bàn, bị ổi vô sỉ, vong ân phụ nghĩa, người có thể ở chỗ này nhìn lấy, ta giết bàn về sau, chiếm lấy hắn pháp bảo. Đến lúc đó lại chia đều ngươi. Bàn hoàng nghe được La Quân nói như vậy, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Hắn cùng Lena Hoya hợp lực đều nhanh muốn làm không xong La Quân. Nếu như Lena Hoya quay lại đầu thương cùng La Quân đến hùn vốn, như vậy hắn hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a.
Ngay vào lúc này, Lena Hoya nhìn về phía La Quân, nàng không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt nàng lại đó có thể thấy được, nàng tại châm trước chuyện này khả năng. Bàn hoàng lập tức nói ra, Lena Hoya, người cũng đừng quên. Tiểu tặc này quỷ kế đa đoan, đã mấy lần đưa ngươi đùa bỡn tại vỗ tay. Hắn bây giờ căn bản không có nắm chắc đối phó hai người chúng ta, cho nên mới ra này kế ly gián. Nếu là ngươi cùng hắn đem bản hoàng giết, hắn trước tiên thì muốn giết ngươi. Bản hoàng đã từng ở bên cạnh hắn nghe hắn nói qua, hắn muốn đem ngươi đặt ở hắn dưới hông, như thế mới có thể trong lòng thống khoái. Lena Hoya nghe xong bản hoàng lời này, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ phẫn nộ tới. La Quân khe khẽ thở dài, hắn nói ra, lời này, chỉ ít ta không có ở bàn trước mặt nói qua. Đương nhiên, Lena Hoya ngươi là xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta không phủ nhận ta nghĩ như vậy qua. Hắn đón đến, nói ra, lúc đầu ta là không muốn để cho sự tình quá mức phức tạp hóa, nhưng là hiện tại xem ra, đó là không thành. Đã như vậy, ta chỉ có đem hai người các ngươi đều cầm xuống. Cuồng vọng, bàn hoàng làm bộ giận tím mặt, lập tức lại lần nữa xông La Quân xuất thủ. Hắn trước lấy thái ất luân quang kính đối phó La Quân, tiếp lấy lại lấy ra bạo viêm thần phù kiếm. Bạo viêm thần phù kiếm bay bắn ra, kéo theo tầng tầng sóng lửa liệt diễm, lại hóa thành vô số kiếm quang hung mãnh rảo sát hướng La Quân. Cùng lúc đó, bàn hoàng lại huy động U Minh Hoàng Tuyển Đồ, phát ra vô số màu đen U Linh đến công sát La Quân. La Quân lại không nhiều nói, trực tiếp thi triển ra vòng xoáy ngân hà. Vòng xoáy ngân hà đem vô số kiếm quang rảo nhập vào nhập, cũng đem những cái kia vô số màu đen U Linh toàn bộ thu nạp vào qua. Tựa như là trong nháy mắt, ngôi sao đầy trời bị bàn tay vô hình quấy. Cái kia thái ất luân quang kính kính mát hỏa thần mang chiếu xạ qua đến, La Quân lần nữa phát động không gian quy tắc, đem quang mang khúc xạ đến nơi khác phương. Bàn hoàng chỗ nào cam tâm, lập tức lại từ U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong phái ra vô số vong linh quái thú, còn có một số hiếm lạ quái thú vây giết hướng La Quân. Bất quá những quái thú kia một khi đi ra, lập tức liền bị vòng xoáy ngân hà hút vào đi vào. U Minh Hoàng Tuyền Đồ thật là lợi hại. Nhưng vô luận là mạt nhật thiên tai vẫn là thập phương lôi động đại tuyệt chiêu, đều đã bị La Quân thiên địa pháp tướng phá. Bây giờ, bàn hoàng thật đúng là cầm La Quân không có biện pháp gì. Liền cũng tại lúc này, Lena Hoya đột nhiên xuất thủ. Chỉ bất quá, nàng cũng không phải là ra tay với La Quân. Cái này rất làm cho người khác ngoài ý muốn, tại cái kia trong một chớp mắt, Lena Hoya lấy chúng diệu chi môn xuất hiện sau lưng bàn hoàng. Tiếp theo. Lena Hoya trước lấy hắc ám kỷ luật vây khốn bàn hoàng. Bàn hoàng còn không kịp phản ứng tới, Lena Hoya lại lấy nguyên thủy thánh điển bên trong thu thập mấy đạo thiên sát kiếm cương đi ra. Cái này thiên sát kiếm cương chính là tuyệt đối lợi khí, một khi dùng liền không có. Lena Hoya vẫn luôn không nỡ dùng, nhưng dưới mắt vì phá vỡ bàn hoàng huyền thiên hỏa vân thần khải, nàng cũng là không quan tâm. Trong một chớp mắt, mấy đạo thiên sát kiếm cương bắn vào đến bàn hoàng trong thân thể. Cái kia huyền thiên hỏa vân thần khải ngăn cản một số, nhưng cuối cùng vẫn làm bị thương bàn hoàng căn bản. Bàn hoàng phát ra kêu thê lương thảm thiết, lúc này, hắn sở hữu thuật pháp đều mất đi uy lực. La Quân liền cũng liền thu hồi vòng xoáy ngân hà. Biến cố này không chỉ là vượt quá bàn hoàng ngoài ý liệu, liền xem như La Quân cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bàn hoàng ở trong nháy mắt này, hắn đột nhiên đem huyền thiên hỏa vân thần khải cởi ra, hướng Lena Hoya ném đi qua. Đồng thời lại đem bạo viêm thần phù kiếm, vị ương vũ phiến, thái ất luân quang kính, tố sắc vân giới kỳ, thần xa chờ một chút hết thảy mười mấy món tốt nhất pháp bảo vứt ra. Lena Hoya gặp pháp bảo, tự nhiên là không khách khí, trực tiếp liền đem cái kia huyền thiên hỏa vân thần khải thu vào nguyên thủy thánh điển bên trong. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. La Quân không khỏi thất sắc. Lúc này, bàn hoàng cũng đã thừa dịp mọi người sững sờ thời khắc, cả người tiến vào U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Lena Hoya, người chết không yên lành. Bàn hoàng tại U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong thống khổ gào thét, đồng thời phát ra lớn tiếng nguyền rủa. Thanh âm kia bên trong vô cùng sung mãn oán hận. Giờ này khắc này, cái này bàn hoàng hận nhất không là La Quân, mà chính là Lena Hoya. Mà đối với bàn hoàng nguyền rủa, Lena Hoya lại là không có coi ra gì. Chỉ có thể nói, bàn hoàng thật tuyệt đối không nghĩ tới Lena Hoya ở thời điểm này hội phản chiến tương hướng. Hắn đột nhiên toàn lực tiến công, không có không bảo lưu,
cái kia là chuẩn bị cùng Lena Hoya hợp lực giết La Quân A. Nào nghĩ tới Lena Hoya lúc này đột nhiên ra tay với hắn. La Quân cũng có chút cả không hiểu, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức cũng liền minh bạch. Bởi vì Lena Hoya trong tay có con tin, cho nên Lena Hoya cảm thấy cùng La Quân hợp tác muốn so cùng bàn hoàng hợp tác đỡ một ít. Đó là cái rất dễ dàng tính toán minh bạch chướng. Lena Hoya hợp tác với La Quân, giết bàn hoàng 10 phần chắc 9. Nhưng nàng nếu là hợp tác với bàn hoàng, hai người cũng đã bắt không được La Quân. Bàn hoàng rơi vào đến U Minh Hoàng Tuyền đồ bên trong, La Quân cùng Lena Hoya trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem bàn hoàng tìm ra. Cái kia U Minh Hoàng Tuyền Hà tuy nhiên không bằng đại hải rộng lớn, nhưng muốn ở bên trong đem bàn hoàng tìm ra, cái kia còn thật không dễ dàng. Bất quá, La Quân không khỏi hiếu kỳ, cái kia chính là bàn hoàng ở bên trong có thể còn sống sót sao? Bên trong Hoàng Tuyền Thủy toàn bộ đều là tính ăn mòn kịch độc, người ở bên trong làm sao có thể sống sót đâu? Bàn hoàng tiến vào U Minh Hoàng Tuyền đồ về sau, cái kia U Minh Hoàng Tuyền đồ liền tung bay rơi xuống đất. Dưới mắt, đầy đất đều là pháp bảo cực phẩm. Lena Hoya dù sao cũng là giáo thần, nàng đem Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải thu chi về sau, cũng không tiện nhanh chóng đem sở hữu pháp bảo đoạt. Ăn, dù sao cũng phải để ý cái tướng ăn. Đây là ngươi đồng bạn. Lena Hoya lúc này rất lợi hại thoải mái, sau đó vung tay lên, liền thấy ánh sáng thoáng hiện chỗ, Đa Luân Tư, Phê Y Kê Lua cùng Duẫn Nhi đều xuất hiện tại La Quân trước mặt. Ngoài ra còn có cái kia Lan Si theo sát Duẫn Nhi, ngốc manh ngốc manh. Nàng đã so trước đó đại mấy số, dáng dấp đẹp mắt rất nhiều, nhìn cũng là đầu hiện ra kim lân ấu long. Lan Si nhìn về phía chung quanh, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng e ngại. Mà Duẫn Nhi trông thấy La Quân, không khỏi vui đến phát khóc, nàng bước nhanh đi vào La Quân trước mặt, hô, La đại ca. La Quân đem Duẫn Nhi nhu di nắm chặt, mỉm cười, nói ra, không có việc gì liền tốt. Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua làm theo là có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bọn họ trông thấy Lena Hoya chính là tâm sinh kính sợ. Hai người trong lúc nhất thời, cũng không làm rõ ràng được hiện tại tình huống. Lena Hoya nói ra, ngươi muốn, bản tôn đều làm. Bản tôn hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. La Quân mỉm cười, nói ra, thần tôn là cái người đáng tin, ta có thể cam đoan với ngươi, nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Hắn đón đến, nói ra, nơi này sở hữu pháp bảo, ngươi đều có thể lấy đi. Bất quá ta còn muốn hướng ngài cầu cái sự tình. La Quân bây giờ là tuyệt đối cường giả, cho nên Lena Hoya cũng liền thừa nhận La Quân địa vị, cũng đã cảm thấy La Quân có cùng hắn nói chuyện tư cách. Mà dưới mắt, La Quân dùng một cái cầu tự, Lena Hoya trong lòng hiển nhiên là hưởng thụ vô cùng, tựa như là chúng ta thiên triều thượng quốc, nhìn thấy tiểu quốc tới triều bái, đó cũng là thực tình hoan hỉ, cũng là muốn chiêu hiền đãi sĩ. Lena Hoya nhân tiện nói, người nói. La Quân nói ra, Nguyệt Ảnh Cung thượng hạ chính là bằng hữu ta hy vọng ta sau khi đi, thần tôn có thể nhiều chiếu cố một chút Nguyệt Ảnh Cung. Có thể. Lena Hoya đến nhiều như thế pháp bảo cực phẩm, tự nhiên là muốn nhận La Quân nhân tình này. La Quân liền nói ra, đa tạ, hắn sau đó còn nói thêm, ta giới tu di cùng chữ vật giới chỉ, thần tôn có thể trả lại sao? Lena Hoya gật gật đầu, lập tức đem giao ra. La Quân đưa tay tiếp, hắn cũng hơi hơi thở phào, chính mình những vật này cuối cùng là vật quy nguyên chủ. Sau đó, Lena Hoya ngay sau đó lại vung tay lên. Đem cái kia sở hữu pháp bảo đều thu nạp vào Nguyên Thủy Thánh Điển bên trong, bao quát U Minh Hoàng Tuyền Đồ. Sau đó, nàng cũng không nhìn Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua, quay người định rời đi. Thần tôn chậm đã, La Quân bỗng nhiên hô. Lena Hoya ánh mắt hơi đổi, nàng lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói ra, chẳng lẽ người muốn đổi ý? La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải, chỉ là ta muốn nhắc nhở thần tôn ngài, bàn cái này tiểu nhân tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Chỉ sợ hắn sẽ không như vậy tử vong, ngược lại là muốn ở bên trong mưu đồ cái gì. Ngài đem U Minh Hoàng Tuyền đồ phóng tới Nguyên Thủy Thánh Điển bên trong, ta chỉ sợ hắn cho tàn lại cháy, đem ngài cái này Thánh Điển bên trong sở hữu pháp khí thôn phệ, ngược lại là thành tựu hắn. Lena Hoya hơi hơi run lên, nàng nói ra, tốt, người nhắc nhở bản tôn thu đến. La Quân nói ra, thần tôn nếu là bỏ được, tốt nhất đem U Minh Hoàng Tuyền đồ phá hủy. Như thế để bản vĩnh thế không được siêu sinh. Lena Hoya nói ra, bản tôn từ có chừng mực, nàng sau khi nói xong,
liền bước vào Trúng Diệu Chi Môn, cứ thế mà đi. La Quân trong lòng có một tia hơi hơi bất an, hắn tự cũng biết, Lena Hoya khẳng định không bỏ được đem U Minh Hoàng Tuyền đổ phá hủy. Thật không biết cái này bàn hoàng vẫn sẽ hay không quấy xảy ra sóng gió gì tới. Thôi thôi, La Quân lập tức liền nghĩ, dù sao tiếp lấy chính mình phải đi tìm Trầm Mặc Nùng các nàng. Sau đó liền rời đi cái này Mê Thất Đại Lục, về phần về sau Mê Thất Đại Lục hội chuyện gì phát sinh, cũng không liên quan tới mình. Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua cũng liền hướng đi La Quân. Đa Luân Tư không khỏi tràn đầy hiếu kỳ, nói ra, cái này đến là chuyện gì xảy ra, giáo thần thế mà tốt như vậy nói chuyện, cùng ngươi đạt thành hiệp nghị. Phi Kê Lua cũng nói, thật sự là hiếm lạ, giáo thần thế mà thật mặc kệ chúng ta. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này không tính là gì, các ngươi không biết là, vừa rồi ta như không muốn để cho nàng đi, nàng liền đi không thành. Ta chịu cùng với nàng đạt thành hiệp nghị, trong nội tâm nàng đã đang cười trộm. Phê Y Kê Lua cùng Đa Luân Tư không khỏi hãi nhiên thất sắc. Đa Luân Tư nói, người bây giờ lợi hại như vậy. Một bên Lục Nguyệt Hoa nói ra, các người đại khái còn không biết đi, La Quân vừa rồi lực lượng một người đối chiến giáo thần Lena Hoya cùng Bàn Hoàng. Mà lại đã đem Bàn Hoàng bức tử tại U Minh Hoàng Tuyền đồ bên trong. Bàn Hoàng, Phê Y Kê Lua lập tức nói, Bàn Hoàng không phải đã sớm chết sao? Nói rất dài dòng, La Quân nói ra, hãy cho ta về sau mới hảo hảo nói chuyện với các ngươi. Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua gặp La Quân nói như thế, ngay sau đó cũng thì không hỏi thêm nữa. La Quân quay người đối mặt Lục Nguyệt Hoa. Huyền Nguyệt chúng nữ cũng đều bốn phía, các nàng thần sắc hưng phấn mà kích động. Ta nên đi, các ngươi bảo trọng, La Quân nói với Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa mắt nhìn La Quân bên người Duẫn Nhi, nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phiền muộn cùng không muốn. Nhưng nàng cuối cùng không nói gì. Bởi vì nàng là Lục Nguyệt Hoa, chính là Nguyệt Ảnh Cung cung chủ. Nàng và La Quân ở giữa trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng đến sau cùng, cũng chỉ là quân tử chi giao đạm như thủy. Lúc đầu, ta không phải không nghĩ tới muốn cho các ngươi lưu thêm một số tốt pháp bảo. La Quân nhìn về phía Lục Nguyệt Hoa, hắn nói ra, nhưng là ngẫm lại, những pháp bảo kia trên người các ngươi sẽ chỉ rước lấy tai kiếp. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu. Nàng nói ra, ta minh bạch, người không cần nhiều lời. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, Thái Vũ quyền trưởng, ta cũng không thể giao cho ngươi. Ta sẽ đem đưa cho Thiên Lăng Lão Tổ, sau đó cũng cầu Thiên Lăng Lão Tổ cho các ngươi một cái che chở. Lục Nguyệt Hoa nao nao. Sau đó, nàng nói ra, ngươi tùy ý, ta không có ý kiến. Cáo từ, La Quân ngay sau đó liền nói. Gặp lại, Lục Nguyệt Hoa đón đến, lại khe khẽ thở dài, nói ra. Hẳn là rốt cuộc khó gặp đi, người thuận buồm xuôi gió. La Quân mỉm cười, hắn sau đó theo Huyền Nguyệt chúng nữ khua tay nói đừng. Sau cùng, hắn đối Duẫn Nhi, Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua nói ra, các ngươi đều tiến ta chữ vật giới chỉ bên trong đi. Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua còn có Duẫn Nhi gật gật đầu. Sau đó, ba người thêm Lan Si liền tiến vào đến chữ vật giới chỉ bên trong. La Quân tiếp lấy liền trực tiếp mở ra hư không chi môn, sau đó một chân bước vào đi vào. Sau đó, La Quân biến mất tại Lục Nguyệt Hoa một trước mặt mọi người. Đối với Lục Nguyệt Hoa tới nói, La Quân lại là nàng sinh mệnh bên trong một cái đặc thù truyền kỳ. Như vậy lúc này, La Quân muốn đi đâu đâu? Hắn tự nhiên là muốn đi tìm Thiên Lăng Lão Tổ, thỉnh cầu Thiên Lăng Lão Tổ vận dụng Thiên Huyền La Bàn tìm tới Trầm Mặc Nùng các nàng. Đợi khi tìm được Trầm Mặc Nùng các nàng về sau, La Quân liền sẽ trực tiếp vận dụng Thái Vũ quyền trượng mở ra trở lại người thế giới thông đạo chi môn. Chỉ một lúc sau, La Quân đã đạt tới Xuân Minh Đảo. Hắn trực tiếp đáp xuống Xuân Minh Đảo, Lão Tổ động phủ phía trước. Người Lão Tổ kia động phủ phía trước, có hai tên Lão Tổ môn nhân chấn giữ. Bọn họ gặp người xa lạ đến đây, lập tức lớn tiếng quát lớn, người đến người nào, lại dám xông vào Lão Tổ động phủ. La Quân mỉm cười, nói ra, ta nhưng không có tự tiện xông vào. Hắn đón đến, nói ra, còn mời hai vị hướng Lão Tổ thông báo một tiếng, liền nói La Quân cầu kiến. Cái kia hai tên môn đồ thế mà cũng biết La Quân tên tuổi. Bên trong một cái nói, ngươi chính là bị thần giáo thần tôn một mực đang đuổi bắt La Quân. Không sai, chính là ta, La Quân nói ra. Ngươi chờ một chút, cái này môn đồ lập tức nói. La Quân nói ra, tốt. Sau đó,
kia danh môn đồ liền vào lão tổ động phủ. Sau một lát, từ lão tổ trong động phủ đi ra ba người này lại không phải lão tổ, mà chính là Thiên Lăng lão tổ ba tên đệ tử. Ba tên đệ tử theo thứ tự là nhị sư đệ Ngô Lực Tử, tam sư muội Phiêu Tuyết, còn có tứ sư đệ Lưỡi Đao Chân Trời. Ba người sau khi đi ra, cái kia Phiêu Tuyết gặp La Quân, lập tức ánh mắt phát lạnh. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ La Quân, trước đó mấy người bọn họ đối phó Ngưng Mâu. Cái này La Quân thì ở một bên tay trái ngư ông chi lợi đào tẩu. Người tiểu tặc này, thế mà còn dám đến nơi đây. Phiêu Tuyết giận dữ. Ngô Lực Tử cùng Lưỡi Đao Chân Trời cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. La Quân mỉm cười, nói ra, ta yêu cầu gặp lão tổ, còn mời ba vị thông báo một tiếng. Phiêu Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói ra, tiểu tặc, cô nãi nãi ta trước bắt ngươi, sau đó lại cho ngươi đi gặp sư phụ ta. Nàng sau khi nói xong, lập tức tế ra một món pháp bảo. Pháp bảo này lại là một ngụm tuyệt tiên kiếm. Tuyệt tiên kiếm vừa ra, mang theo một màn hàn quang, sau đó liền quậy tung như ý, đồng phát ra trăm đạo kiếm quang cùng nhau chém tới La Quân. Ngô Lực Tử cùng Lưỡi Đao Chân Trời không khỏi bị kinh ngạc. Ngô Lực Tử nói ra, sư muội, người cái này đều giết hắn, còn thế nào bắt hắn đi gặp sư phụ. Hai người là lo lắng La Quân bị Phiêu Tuyết giết. Bất quá hiển nhiên, bọn họ lo lắng là dư thừa. La Quân duỗi bàn tay, Phiêu Tuyết tuyệt tiên kiếm đột nhiên thì thu sở hữu kiếm quang, sau đó ngoan ngoãn bay đến La Quân trên tay. La Quân tay cầm tuyệt tiên kiếm chuôi kiếm, hắn mỉm cười, nói ra, cây kiếm này không tệ, bất quá tại vị sư muội này trên tay có chút lãng phí. Hắn sau đó đem ngón tay tại trên thân kiếm một vòng. Nói ra, nguyên lai là tuyệt tiên kiếm, này bên trong kiếm có chút lực lượng không đủ thuần túy, mà lại thiếu khuyết một cái tốc độ gió ma pháp trận. Ta đã vì sư muội người bố trí tốc độ gió ma pháp trận, người nhìn nhìn lại đi. Hắn sau khi nói xong, đem cái kia tuyệt tiên kiếm ném hướng Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết hồ nghi tiếp nhận. Lúc này, Ngô Lực Tử cùng Lưỡi Đao Chân Trời đã ngây người. Bởi vì La Quân vừa rồi cái kia một tay nhìn không có gì, nhưng trên thực tế biến nặng thành nhẹ nhàng, phi thường khủng bố. Loại tu vi này, đã có thể cùng sư phụ Thiên Lăng lão tổ cùng so sánh. Ngay sau đó, Ngô Lực Tử cùng Lưỡi Đao Chân Trời đã không dám lỗ mãng. Phiêu Tuyết cầm tuyệt tiên kiếm, nàng lập tức liền cảm nhận được tuyệt tiên kiếm biến hóa. Phiêu Tuyết sắc mặt cổ quái, nhìn La Quân ánh mắt đã tràn ngập kính sợ. Bọn họ đều không nghĩ ra, mới mấy ngày ngắn ngủi không thấy La Quân. Cái này La Quân làm sao đột nhiên thì lợi hại đến nước này. Rõ ràng trước đó gặp hắn, đều chẳng qua là cái nhị lưu cao thủ A. Thế gian này biến hóa thật sự là quá nhanh. Liền cũng tại lúc này, lão tổ trong động phủ, Thiên Lăng lão tổ thanh âm truyền đến. Nhiệt đồ không được vô lễ, còn không mau mời khách quý tiến đến. Vâng, sư phụ, ba người vội vàng đáp ứng. Ngô Lực Tử nói với La Quân, vừa rồi nhiều có đắc tội, ta thay thầy muội bồi cái không phải. La Quân cười một tiếng, nói, không sao cả. Sau đó, ba người liền dẫn La Quân tiến lão tổ động phủ. Động phủ thọc sâu chỗ, Thiên Lăng lão tổ tại chính mình trong phòng ngủ. Hắn đang tính tọa tham gia. La Quân theo Ngô Lực Tử ba người tới Thiên Lăng lão tổ trước mặt. Thiên Lăng lão tổ tóc trắng tung bay, tiên khí bốn phía. La Quân đứng tại Thiên Lăng lão tổ trước mặt, hắn liền ôm quyền, nói ra, vãn bối La Quân, đặc biệt đến gặp qua tiền bối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên Lăng lão tổ mặt mũi hiền lành, hắn nhìn về phía La Quân, sau đó mỉm cười, nói ra, tiểu ca nhi, ngươi rốt cục tới. La Quân nao nao, hắn đột nhiên cảm thấy Thiên Lăng lão tổ câu nói này tựa hồ thâm ý sâu sắc. Cái gì gọi là chính mình rốt cục đến? Chẳng lẽ hắn sớm biết mình muốn tới? La Quân ngay sau đó nói ra, tiền bối chẳng lẽ biết ta muốn tới nơi này? Thiên Lăng lão tổ nói ra, ngươi bây giờ tu vi đã công tham tạo hóa, tay ngươi cầm cái kia thái vũ quyền trượng, liền xem như giáo thần Lena Hoya cũng không phải đối thủ của ngươi. Đến giờ này khắc này, ngươi duy nhất phải làm liền là tìm về ngươi còn lại đồng bạn. Cho nên, ta lại sao lại không biết ngươi muốn tới tìm ta? La Quân trong lòng giật mình, hắn đột nhiên ý thức được một chuyện, chẳng lẽ lúc trước, vô trần tử mấy vị sư huynh tiến đến tìm Lena Hoya đòi người, thực là tiền bối đang giúp đỡ tại ta. Thiên Lăng lão tổ cười nhạt một tiếng, nói ra, không thể nói như vậy, ta chỉ là thuận thế mà làm.
các ngươi chủ thế giới bên trong có một vị thánh nhân lão tử nói qua, vô vi mà không vô vi. La Quân nói ra, nói cách khác ta nếu không có cái này tạo hóa, cái kia bị Lena Hoi A giết, hoặc là bị vô trần tử mấy vị sư huynh chộp tới, tiền bối đồng dạng sẽ giết ta. Thiên Lăng lão tổ nói ra, không sai. La Quân nói ra, ta đại khái hiểu. Hắn đón đến, nói ra, như vậy tiền bối, ngươi có bằng lòng hay không trợ giúp ta tìm tới ta đồng bạn? Tiền bối yên tâm, tìm về đồng bạn về sau, vãn bối tất có thâm tạ. Thiên Lăng lão tổ nói ra, tiểu ca nhi không cần nhiều lời, ngươi như là đã đến, mà lại ngươi còn có cái này một thân bản sự. Chỉ là tiện tay mà thôi, ta quả quyết không có không giúp ngươi đạo để ý. Đa tạ tiền bối, La Quân không khỏi đại hỉ. Thiên Lăng lão tổ nói ra, ngươi đưa ngươi các đồng bạn một số tin tức cáo chi tại ta, ta dùng la bàn vì ngươi thôi diễn. La Quân liền nói ra Trầm Mặc Nùng tục danh, ngày sinh tháng đẻ chờ chút. Như vậy, Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng, còn có Varai đến đi chỗ nào? Bọn họ phải chăng cùng một chỗ đâu? Sự thật chính là, ba người các nàng vẫn luôn cùng một chỗ. Mà lại, ba người các nàng từ tiến vào cái này mê thất đại lục bắt đầu, liền phảng phất là đưa thân vào địa ngục. Tại rơi vào mê thất đại lục thời điểm, các nàng còn chưa rơi xuống đất. Trong lúc vô hình liền xuất hiện một đạo đại thủ ấn đem ba người chộp trong tay. Sau đó, Trầm Mặc Nùng ba người liền mất đi chi giác. Khi tỉnh dậy, Trầm Mặc Nùng ba người phát hiện các nàng đưa thân vào một cái tối tăm không mặt trời trong sơn động. Này sơn động rất lớn, mà lại chung quanh còn thật nhiều người. Những người này toàn bộ đều lộ ra rất lợi hại suy yếu, bọn họ đều là thanh tráng niên nam nam nữ nữ, nhưng từng cái trên mặt đều là sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có Varai cùng một chỗ. Ba người rất nhanh liền tỉnh lại. Trong sơn động tràn ngập một mùi mồ hôi thối, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có Varai gặp tình này hình, giật mình vô cùng. Bọn họ cấp tốc đứng lên, liền muốn rời đi cái sơn động này. Nhưng lại tại các nàng đến sơn động trước mặt, chỗ ấy đã có thể trông thấy bên ngoài ánh sáng. Ngay vào lúc này, cái kia bàn tay vô hình lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp liền đem ba người chộp trong tay. Bàn tay này lực lượng là Trầm Mặc Nùng ba người căn bản là không có cách chống cự, dù là các nàng tại thế giới bao la bên trong đều xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng ở cái này bàn tay vô hình lực lượng dưới, các nàng lại là lộ ra suy yếu vô cùng, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Tiếp theo, Trầm Mặc Nùng ba người liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Ba người các nàng cũng là bị bàn tay to kia bắt được bên ngoài sơn động. Nơi này là một cái bên dưới vách núi mặt hẻm núi lớn. Tứ phía đều là còn quấn vách núi, cái kia vách núi treo leo cao mấy trăm mét, nhìn không thấy cuối. Mà lại, vách núi treo leo bên trên kết đầy thật dày hàn băng, người muốn leo đi lên, căn bản chính là không có một chút khả năng. Nhưng cái này hạp cốc khí hậu cũng không lạnh lẽo, ánh sáng mặt trời cũng rất mạnh liệt. Lúc này, nơi này hẳn là giữa trưa, nhiệt độ có 28 độ C. Chỉ có như vậy nhiệt độ, những này hàn băng lại không hòa tan. Nơi này hết thảy đều bị Trầm Mặc Nùng còn có Lâm Băng cùng Varai cảm thấy cổ quái, quỷ dị. Cái kia bàn tay vô hình đến là cái gì lực lượng? Vô tri phàm nhân, ngay vào lúc này, hạp cốc trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại đầu người hình ảnh. Người này đầu giống như Phật tổ, tràn ngập thần kỳ. Hắn tóc dài đầy đầu, sắc mặt uy nghiêm mà đứng đắn. Hắn cứ như vậy miệt thị nhìn lấy Trầm Mặc Nùng ba người. Thiên! Trầm Mặc Nùng ba người hãi nhiên thất sắc. Các nàng xem gặp cái kia trống rỗng xuất hiện đầu người, tựa như là nhìn thấy quỷ. Cái này quá quỷ dị. Ngươi là ai, đến là người hay quỷ? Trầm Mặc Nùng nhìn không được A Xích hỏi. Bổn tọa chính là Thần Hoàng Đế Thích Thiên, người kia đầu mở miệng nói ra. Thần Hoàng Đế Thích Thiên, trong lòng ba người hiện ra cùng một câu nói, cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Ngươi tại sao muốn đem chúng ta bắt tới đây đến? Varai trầm giọng hỏi. Cái kia Đế Thích Thiên nói ra, bổn tọa trước đó đang giám sát mê thất đại lục, bỗng cảm thấy ba người các ngươi từ chủ thế giới xẹt qua hư không mà đến. Các ngươi ba người này huyết dịch đều là tinh khiết nhất huyết dịch, vừa vặn tới làm bổn tọa thuốc bổ. Trầm Mặc Nùng ba người nghe xong lời này không khỏi cảm thấy phát lạnh. Đế Thích Thiên còn nói thêm, bất quá các ngươi tạm thời không cần lo lắng, bổn tọa muốn tại tháng sau 15. Chính là đêm trăng tròn mới đến hấp thu các ngươi tinh túy huyết dịch, như thế liền thành thì hoàn mỹ chân thân.
Cái này trong vòng hơn một tháng, các ngươi tốt sinh đợi, không cần thiết đừng có bất luận cái gì ngỗ nghịch hoặc là chạy trốn tâm tư. Không phải vậy có các ngươi ăn không hết đau khổ, các ngươi cũng nên nhìn thấy, ở chỗ này, không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi nhóm, các ngươi cũng căn bản không có khả năng chạy đi. Đế Thích Thiên lời nói này sau khi nói xong, tiếp lấy cái kia bàn tay vô hình xuất hiện, lại đem ba người bắt vào trong hang mặt. Trầm Mặc Nùng ba người cảm thấy không biết cái này một gốc dạ còn tốt, biết cái này một gốc dạ, quả nhiên là cả người cũng không tốt. Cái này Đế Thích Thiên lực lượng lợi hại đến mức lạ thường, Trầm Mặc Nùng ba người tuyệt đối không có bất kỳ cái gì có thể chiến thắng khả năng. Mà lại, nơi này tứ phía vách núi treo leo, muốn chạy trốn ra qua cũng không có một chút khả năng. Mà lại nơi này cái địa phương quỷ quái này, chính mình cũng không biết đến ở nơi nào, là cái chơi tử tình huống. Như vậy thì càng không thể nào có người tới cứu. Cho nên, Trầm Mặc Nùng ba người duy nhất có thể làm cũng là chờ chết, còn có cũng là tuyệt vọng. Chết cũng tìm không thấy cứu rỗi cơ hội a. Tại dạng này trong khi chờ đợi, mỗi một phút, mỗi một giây đối với Trầm Mặc Nùng các nàng tới nói đều là dày vò. Mỗi sáng sớm, Đế Thích Thiên hội đưa một số quả dại đến cho mọi người chia ăn, như thế về sau, liền cũng không tiếp tục tới. Trầm Mặc Nùng tâm lý không chỉ một lần chờ đợi kỳ tích, tại dạng này dày vò bên trong, các nàng đợi đến ngày thứ 15. Trầm Mặc Nùng nói với Lâm Băng, La Quân luôn luôn am hiểu chế tạo kỳ tích, các ngươi nói hắn có thể hay không đột nhiên xuất hiện, trước tới cứu chúng ta. Lâm Băng cùng Varai không khỏi cười khổ. Varai nói ra, bệ hạ xác thực là tuyệt đối nhân tài, cũng am hiểu sáng tạo kỳ tích. Nhưng là, Hoa Hạ có câu chuyện xưa gọi là dốc hết toàn lực. Cái này Đế Thích Thiên lực lượng, đã không phải là phàm nhân lực lượng. Bệ hạ coi như lại thế nào thông minh, muốn lại nhiều biện pháp, đó cũng là không có cách nào đối phó Đế Thích Thiên. Bệ sượng mặt còn tốt, nếu là đến, một con đường chết. Varai lời nói này khiến người ta càng thêm tuyệt vọng, nhưng Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nhưng cũng là không phản bác được, vô pháp phản bác. Trầm Mặc Nùng thở dài, nói ra, trong lòng ta cũng biết tuyệt không có khả năng này. Đừng nói La Quân không có khả năng có bản sự này, dù cho có bản sự này, hắn cũng sẽ không biết chúng ta bị bắt tới nơi này. Lâm Băng nói ra, đại khái đây chính là chúng ta mệnh số đi. La Quân cùng Duẫn Nhi vận mệnh thì khác biệt, bọn họ tại tới quá trình bên trong nhưng không có bị Đế Thích Thiên bắt được. Đồng nhân không đồng mệnh. Không có người có thể cứu đi chúng ta duy nhất có thể làm, chỉ có chờ chết. Ngay vào lúc này. Một cái công tử áo trắng bộ dáng người từ tốn nói. Thân thể của hắn rất lợi hại suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Hắn đang nghe Trầm Mặc Nùng ba người nói chuyện về sau, nhịn không được mở miệng nói. Hắn một sau khi nói xong thì kịch liệt ho khan. Trầm Mặc Nùng nhịn không được nói, cái này Đế Thích Thiên đến ra sao cần người ư? Hắn tại sao muốn đem chúng ta chộp tới? Các ngươi thế mà không biết Đế Thích Thiên là ai? Công tử áo trắng có chút kinh ngạc. Trầm Mặc Nùng ba người đều là lắc đầu. Công tử áo trắng nói ra, Đế Thích Thiên chính là thượng cổ thời đại, ma tộc lãnh tụ, hắn là đại danh đỉnh đỉnh ma hoàng. Thượng cổ thời đại, Trầm Mặc Nùng tâm lý toát ra một câu, thượng cổ thời đại là cái quỷ gì? Ma hoàng lại là cái gì quỷ? Nơi này đến là địa phương nào? Varai hỏi. Ba người bọn họ rốt cục phát giác được nơi này giống như mẹ nó không phải thế giới bao la a. Công tử áo trắng nói ra, các ngươi thật giống như cái gì cũng không biết, vậy các ngươi lại là người nào? Varai trầm ngâm một cái chớp mắt, liền đem chính mình lai lịch nói đơn giản một chút. Như thế nói đến, các ngươi không phải người ở đây. Công tử áo trắng nói. Nơi này là nơi nào? Varai hỏi. Công tử áo trắng ngay sau đó cũng liền không phiền chán đại khái nói cái này mê thất đại lục tồn tại. Lúc này, còn lại người đều buồn ngủ, cũng không quản bên này đang nói cái gì. Trầm Mặc Nùng ba người cũng liền rốt cuộc biết, các nàng là thật đi vào một cái không gian kỳ dị bên trong. Sau đó, Trầm Mặc Nùng ba người cũng hiểu được công tử áo trắng gọi là Từ Tử Thanh. Từ tiên sinh, Đế Thích Thiên đem chúng ta bắt tới đây, là vì cái gì? Trầm Mặc Nùng hỏi Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh trên mặt hiển hiện đắng chát, hắn nói ra, Đế Thích Thiên tại thần ma đại chiến thời điểm, thân thể bị hủy. Hắn dựa vào hắn pháp bảo thái vũ quyền trượng ngưng tụ nguyên thần. Sau cùng trốn tới nơi này. Cái này mấy trăm năm qua, hắn thì là dựa vào loại này hấp huyết đại pháp dần dần ngưng tụ thân thể. Đế Thích Thiên đi qua cái này mấy trăm năm tu luyện,
hắn tu vi đã càng ngày càng tiếp cận năm đó hắn toàn thịnh thời kỳ thời điểm. Dưới mắt, toàn bộ Mê Thất Đại Lục, bao quát giáo thần, Thiên Lăng lão tổ những tuyệt đỉnh cường giả đó chỉ sợ đều đã không phải đối thủ của hắn. Hắn đón đến, nói ra, cho nên ta mới nói, chúng ta những người này rơi vào trong tay hắn, cái kia là tuyệt đối không sống được. Bất kể là ai đến, đều cứu không chúng ta. Chúng ta duy nhất có thể làm, trừ chờ chết, vẫn là chờ chết. Chờ đến tháng sau 15, hắn thành tựu hoàn mỹ chân thân. Tự tử thanh nói ra, đến lúc đó, hắn liền sẽ qua Thiên Lăng phần mộ đoạt lại Thái Vũ Quyền Trượng. Một khi Thái Vũ Quyền Trượng trở lại trên tay hắn, như vậy toàn bộ Mê Thất Đại Lục đều sẽ tại dưới chân hắn thần phục cùng run rẩy. Mà chúng ta những người này, cũng là hắn thành công trên đường pháo hôi cùng bàn đạp. Trầm Mặc Nùng ba người nghe được Từ Tử Thanh nói như vậy, trong lòng các nàng càng thêm ảm đạm cùng tuyệt vọng. Trầm Mặc Nùng không khỏi thở dài phiền muộn, nàng nói ra, nghĩ không ra ta kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Trầm Mặc Nùng có nàng thở dài cùng đau khổ, nàng luôn cảm giác mình kinh lịch thống khổ như vậy cùng sau tai nạn, liền sẽ giống như là nhân sinh nghênh tới một cái đại niết bàn, sẽ có bắt đầu mới. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, tiếp đó, nàng hội lần nữa đứng trước dạng này tuyệt vọng. So bất kỳ lần nào tuyệt vọng đều mãnh liệt hơn, vô pháp siêu thoát, không nhìn thấy mảy may hy vọng. Nhân sinh khổ nhất chính là cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi chết. Varai cùng Lâm Băng cảm thụ theo Trầm Mặc Nùng một dạng. Ba người lâm vào dạng này trong tuyệt cảnh, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Cũng không biết La Quân bọn họ hiện tại như thế nào. Trầm Mặc Nùng nói với Lâm Băng, nàng đón đến, nói, chỉ mong hắn cùng Duẫn Nhi đều vô sự mới tốt. Varai khẽ cười khổ, nói ra, bệ hạ nhất định sẽ cát nhân thiên tướng. Lâm Băng cũng nói, La Quân là thiên mệnh giả, chúng ta cùng một chỗ rơi vào đến, kết quả là chúng ta bị bắt tới. Hắn lại không sự tình, cái này cũng đã rất có thể nói rõ khí vận tác dụng. Khí vận vật này, chúng ta tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là kỳ diệu nhất, cũng là chân thật tồn tại đồ, vật. La Quân luôn luôn am hiểu sáng tạo kỳ tích, Trầm Mặc Nùng vẫn là không nhịn được vọng tưởng. Có thể nàng nói đến chỗ này cũng liền nói không được. Bởi vì đó căn bản không có khả năng mà. Thời gian một ngày trôi qua. Trầm Mặc Nùng ba người thì tại dạng này dày vò bên trong miễn cưỡng sống qua ngày, rốt cục, bọn họ nghênh đón ngày trăng rằm. Hôm nay chính là 15, nguyệt viên thời điểm. Trong động đã chết phần lớn người, toàn bộ là bị Đế Thích Thiên hấp thu tinh huyết cốt tủy mà chết. Cái này trong động tràn ngập một cỗ nói không nên lời thi xú vị. Thi xú vị tụ tập, trong động thật lâu không rời, sau cùng hình thành một loại chướng khí. Loại này chướng khí để thân thể hơi yếu người ngửi lâu, sẽ xuất hiện các loại không tốt phản ứng. Trầm Mặc Nùng ba người ngược lại là không có chuyện gì, bởi vì bọn hắn thân thể rất là cường đại. Trầm Mặc Nùng một đám người lúc này bị Đế Thích Thiên lấy đại pháp lực kéo xuống bên ngoài. Trăng sáng sáng sủa, vốn nên là tình thơ ý họa. Nhưng ở cái này vách núi chỗ sâu. Trong này âm khí âm u, lại là tràn ngập khủng bố. Vách núi bốn phía che kín một cỗ màu trắng mờ mịt khí, cỗ khí tức này vô cùng nồng đậm, để người đã sắp thấy không rõ lẫn nhau. Đế Thích Thiên lúc này thì xuất hiện ở trên không, đó là cái thân hình mơ hồ trung niên nam tử. Nam tử đầu đội hoàng quan, toàn thân áo đen, trang nghiêm cùng cực. Cùng lúc đó, Đế Thích Thiên đột nhiên khẽ vươn tay. Cái kia màu trắng mờ mịt khí bên trong. Đột nhiên thoát ra một cái tay, trực tiếp đem Varai nhấc lên. Varai liền khắc lăng không bắt được Đế Thích Thiên trong tay. Varai, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng đều là thất sắc. Varai ngược lại là chấn định cực kỳ, hắn đã biết kết cục này. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá, Varai cảm thấy hết thảy đều rất lợi hại cổ quái. Hắn lúc này khoảng cách gần quan sát Đế Thích Thiên, phát hiện Đế Thích Thiên hoàn toàn không có thân thể. Tựa như là hư vô mờ mịt khí thể một dạng. Bị hắn nắm lấy, cũng không có loại kia bị tay nắm lấy cảm giác, tựa như là bị bốn phía khí áp gạt ra, không thể động đậy, ở ngực khó chịu. Cái này kỳ quái không gian, quả nhiên là kỳ quái a. Đế Thích Thiên dò xét Varai, hắn bỗng nhiên cười cười, nói ra, ta tại toàn bộ đại lục bên trên tìm nhiều năm như vậy thân thể, nhưng không có một người có thân thể ngươi hoàn mỹ. Không tệ, không tệ. Người quả lại chính là tới thiên tứ cho ta lễ vật. Ta chờ lâu như vậy, chờ cũng là ngươi. Varai nhìn về phía Đế Thích Thiên, hắn biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Hắn đột nhiên hỏi,
ngươi muốn chiếm cứ ta thân thể. Đế Thích Thiên nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, cách nguyệt mãn còn kém một khắc đồng hồ, ta hiện tại tâm tình không tệ, ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều có thể trả lời ngươi. Varai nói ra, theo ta được biết, thân thể là một cái rất lợi hại chính xác vật chứa. Người khác linh hồn hoặc nguyên thần không cách nào chiếm cứ thân thể người khác. Varai biết, thân thể cùng linh hồn tựa như là nhóm máu một dạng. Nhóm máu không giống nhau, phối cùng một chỗ, đó là sẽ chết người. Linh hồn cần thân thể khí huyết thoải mái, nhưng là linh hồn cùng thân thể không thích hợp, như vậy linh hồn ngược lại sẽ khó chịu, tăng lên khô héo. Đế Thích Thiên nói ra, người nói không sai, cho nên, ta mới có thể phí tinh lực nhiều như vậy. Ta muốn lấy cái này tinh khiết nhất ngân nguyệt chi lực, cùng đông đảo khí huyết tinh thịt đến tướng thân thể ngươi chế tạo thành ta cùng linh hồn xứng đôi tồn tại. Ở trong quá trình này, ngươi sẽ phi thường khó chịu, ngươi hội nhìn lấy dòng máu của ngươi từng giờ từng phút bị ta rút khô. Varai trái tim mãnh liệt nhảy một chút, hắn nói không ra lời. Hắn tuy nhiên không sợ chết, nhưng lại sợ thống khổ như vậy chết đi. Thế nào, ngươi sợ? Đế Thích Thiên nghiền ngẫm nói ra. Varai nói ra, ngươi chính là thần hoàng Đế Thích Thiên, chính là đệ nhất thần quân, làm bực này ti tiện sự tình, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Đế Thích Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, xấu hổ là bắt nguồn từ đạo đức, nhưng đạo đức bất quá là cao minh người dùng để trói buộc người bình thường một loại vũ khí. Ta nếu là cũng bị đạo này đức hai chữ trói buộc, đó mới hội thật làm cho ta xấu hổ. Varai im lặng, hắn nói không ra bất kỳ lời nói tới. Thực là nói cái gì đều vô dụng. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng ở phía dưới nhìn lấy, các nàng căn bản là không thể làm gì. Hết thảy đều chỉ có thể tiếp nhận. Đây là một loại phi thường cường liệt cảm giác nhục nhã. Ngay tại Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có Varai lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo lưu quang. Sau đó, tại Đế Thích Thiên phía trước hư giữa không trung, một đạo hư không đại môn đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng bỗng nhiên liền thấy kỳ tích một màn. Từ môn kia bên trong đi ra một thanh niên, người thanh niên này một thân màu trắng áo choàng, tay áo tung bay. Hắn tức giận độ trầm ổn, lại không phải La Quân là ai. Một sát na này, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có Varai nội tâm đều là cuồng hỉ, kích động khó nhịn a. Cho tới bây giờ không nghĩ tới La Quân sẽ đến, nhưng hết lần này tới lần khác thì tại dạng này tuyệt vọng thời điểm, La Quân cứ như vậy xuất hiện. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn chả có một thân các nàng nghĩ không ra bản sự. Hư không chi môn biến mất. La Quân cứ như vậy lăng không đứng trên không trung. Bệ hạ, Varai kích động hô một tiếng. Còn tốt, ta đến cũng không tính quá trễ. Trần Lăng mỉm cười. Varai nhịn không được nói ra, cái này quá thần kỳ. Đế Thích Thiên nhìn về phía La Quân, hắn cũng không nhận ra La Quân, cũng không biết La Quân xem như này nhân vật có tiếng tăm. Phải biết, ngày hôm đó Lăng Phần Mộ hắc ám nguyên hình trước mặt xuất ra hiện Đế Thích Thiên, bất quá là bàn hoàng nội tâm hoảng sợ biến thành. Trên thực tế là theo chân thực Đế Thích Thiên một mao tiền quan hệ đều không có. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nhịn không được lẫn nhau ôm ấp, các nàng quá hưng phấn. Có thể hai người lúc này cũng không dám quấy rầy La Quân. La Quân nhìn về phía Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên cũng nhìn về phía La Quân. Lập tức, Đế Thích Thiên sắc mặt biến hóa. Nói ra, người đi Thiên Lăng Phần Mộ, người lấy đi ta Thái Vũ Quyền Trượng. La Quân tử tốn nói, Thái Vũ Quyền Trượng chính là thiên địa linh vật, cũng không phải là ngươi sáng tạo. Bây giờ bảo vật có linh, tự động chọn chủ, sao nhưng nói là ngươi bảo vật. Đế Thích Thiên mắt hiện hàn quang, nói, xem ra ngươi cái này tiểu hậu sinh là muốn tìm chết. La Quân mỉm cười, nói ra, Đế Thích Thiên, không nói gạt ngươi, cái kia bàn giống như ngươi. Cơ quan tính toán tường tận chỉ cầu phục sinh. Hiện tại đã bị ta bức tử. Mà ngươi, ngươi là tại vi phạm thiên đạo, ngươi không sợ đạo đức trói buộc, cái này không đáng sợ. Nhưng ngươi như vi phạm thiên đạo vận chuyển, chờ đợi ngươi thì chỉ có tử vong hai chữ. Ngươi cho rằng ngươi bắt ta thủ hạ, đó là ngươi phúc khí. Nói cho ngươi, cái này vừa lúc cũng là ngươi thổi lên tử vong kèn lệnh. Hiện tại ta khuyến cáo ngươi nhanh chóng quay đầu, tìm không ai địa phương tham sống sợ chết. Không phải vậy lời nói, hôm nay liền để ngươi hôi phi yên diệt. Muốn chết, Đế Thích Thiên giận tím mặt, hắn chính là đường đường thần hoàng, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Hắn ngay sau đó trực tiếp động thủ,
chỉ gặp hắn hướng phía La Quân nhất chỉ. Trong một chớp mắt, sở hữu màu trắng mờ mịt khí cấp tốc hội tụ, sau cùng hội tụ thành một ngụm hàn quang giới vân kiếm. Cái này miệng hàn quang giới vân kiếm thật không đơn giản, chính là Đế Thích Thiên tự thân một ngụm tinh khí thần tu luyện mà thành, lại tụ tập núi non sông suối sương mai khí tức. Sau cùng lại lấy vô số người khí huyết tinh thịt thối luyện mà thành. Kiếm này bao hàm thiên địa vạn vật biến hóa cùng tinh thần, nhưng nói là không có phá không pháp bảo, không có giết không người. Cái gì không gian quy tắc, hư không xuyên toa tại hàn quang giới vân kiếm trước mặt đều là phù vân. Sau đó, Đế Thích Thiên trong tay liền bắt pháp quyết, hàn quang giới vân kiếm trên không trung xoay tròn một cái chớp mắt, thiểm điện đâm về La Quân vị trí hiểm yếu. Một kiếm này uy lực, xa siêu việt hơn xa La Quân gặp được bất luận cái gì kiếm lực. Mặc kệ là bàn hoàng kiếm còn là mình phổ độ kiếm, chúng nó tại cái này hàn quang giới vân kiếm trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Bởi vậy cũng có thể gặp ma hoàng Đế Thích Thiên thật là cái nhân vật, tự sáng tạo pháp bảo liền siêu việt hết thảy. La Quân biết mình trốn không thoát một kiếm này, không gian quy tắc, tiểu thế giới, toàn bộ đều khốn không được hàn quang giới vân kiếm. Bao quát vòng xoáy ngân hà cũng không được. Hừ, thiên địa pháp tướng. Đế Thích Thiên chỉ trong một chiêu thì bước ra La Quân thiên địa pháp tướng, Đế Thích Thiên cũng là đủ để tự ngạo. Thiên địa pháp tướng vừa ra, viên kia ánh vàng rực rỡ đại kim đan xuất hiện. Đại kim đan phát ra lóa mắt kim quang, cấp tốc cùng hàn quang giới vân kiếm đụng vào nhau. Hàn quang giới vân kiếm tại đại kim đan bên trên chém ra lộng lẫy tia lửa. Cả hai đụng vào nhau, chỉ một lúc sau, hàn quang giới vân kiếm càng đổi càng nhỏ, sau cùng bị đại kim đan trực tiếp đụng thành phấn vụn. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn tâm niệm nhất động. Cái kia đại kim đan phát ra kim quang trên không trung hình thành một đạo đại thủ ấn chụp vào Đế Thích Thiên. La Quân mất đi liệt không đại thủ ấn, dưới mắt liền dùng kim quang để thay thế liệt không đại thủ ấn. Đế Thích Thiên ý thức được kim quang lợi hại, hắn bất đắc dĩ bên trong, trước đem Varai ném ra bên ngoài. Hắn là sợ La Quân kim quang đem Varai xử lý. Cái này kiếm không dễ thân thể, hắn cũng không muốn có cái gì sơ suất. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng trông thấy La Quân lại lợi hại như thế, các nàng trong đôi mắt đẹp dần hiện ra dị dạng thần thái tới. Chỉ kém không có che kín ngôi sao nhỏ. Các nàng lúc này thật đúng là có chút sùng bái La Quân. La Quân quả thực cũng là không gì làm không được a. Đế Thích Thiên một chỉ điểm ra, trong nháy mắt thi triển ra tụ thủy thành băng đại pháp thuật. Cái kia không trung thủy nguyên tố phun trào. Đế Thích Thiên tinh thần, ảo nghĩa toàn bộ cùng thủy nguyên tố dung hợp lại cùng nhau. Sau cùng, những này thủy nguyên tố hóa thành một ngụm hàn băng kiếm, thế mà trực tiếp đem La Quân kim sắc thủ ấn chém ra, đồng thời hướng phía đại kim đan chém tới. Răng rắc một chút, hàn băng kiếm chạm tại đại kim đan bên trên, lập tức liền hóa thành bụi bay. Đế Thích Thiên, người phá không ta thiên địa pháp tướng, chịu chết đi. La Quân vận chuyển đại kim đan hướng phía Đế Thích Thiên chấn áp xuống dưới. Đế Thích Thiên hoàn toàn không cách nào tới La Quân một chiêu này thiên địa pháp tướng, mặc cho hắn Đế Thích Thiên có trăm ngàn thủ đoạn. Lúc này, hắn thân thể tại đại kim đan chiếu dọi xuống, cấp tốc hóa thành một bãi trong suốt dịch thể. Muốn chạy trốn, La Quân một chút thì nhìn ra Đế Thích Thiên thủ đoạn. Hắn cấp tốc lấy đại kim đan chấn áp xuống dưới. Trong suốt dịch thể trong nháy mắt xâm nhập vào đằng sau bên trong vách núi. Đại kim đan một đường đập tới. Cái kia vách núi lập tức bị đại kim đan tan hóa thành cho tàn, đại kim đan cắt vào đi vào tựa như là lưỡi đao sắc bén cắt vào đến đậu hũ non bên trong. Bẻ gãy nghiền nát, không có chút nào trở ngại. Dạng này lực lượng không khỏi để Trầm Mặc Nùng cả đám thấy kinh hồn bạt vía. Quá kinh khủng. Lấy khoa học kỹ thuật hiện đại lực lượng tới nói, trừ phi là phát xạ đạn đạo mới có thể dạng này đục xuyên vách núi. Nhưng này cũng không có khả năng tinh như vậy xác thực khai sơn vách tường. Cho dù là Lết gặp được vách núi nham thạch, đó cũng là có chút đau đầu. Có thể đây hết thảy, tại đại kim đan cắt xuống, đều lúc không có chút nào ý nghĩa tới. Bất quá lúc này, núi dao động địa động, La Quân đại kim đan quá cuồng bạo, để vách núi bắt đầu bộ phận đổ sụp đứng lên. Không ít đá vụn nện xuống đến, người phía dưới lập tức tránh ra. Không được, La Quân trong lòng run lên, đại kim đan kim quang quá lợi hại, vạn phá hư cả ngọn núi. Cái kia sẽ tạo thành đại diện tích đổ sụp hoặc là gây nên động đất. Tính toán, trốn liền trốn đi. Dù sao ta cũng muốn rời khỏi cái này mê thất đại lục.
La Quân vừa nghĩ đến đây, lập tức đem đại kim đan thu hồi đến trong não vực. Ngay sau đó, La Quân cũng liền rơi xuống đất. Sư tỷ, Mặc Nùng. La Quân trông thấy Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng, hắn cũng là vui vẻ. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng lúc này trông thấy La Quân, trong lòng hai người thật đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang a. Người cái này, Lâm Băng nhịn không được nói, người cái này tình huống như thế nào a? Cái kia Đế Thích Thiên mạnh đến biến thái, người đến lúc này đem hắn đánh cho té cứt té đái. Nói như vậy, hiện tại thần đế đều không phải là đối thủ của ngươi a. La Quân ngược lại là rất lợi hại khiêm tốn, hắn nói ra, cũng không dám theo thần đế so, nơi này là có nơi này đặc thù tính. Cách nơi này, ta chẳng phải là cái gì. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá nơi này không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn sau đó vung tay lên, liền phát ra hư không chi môn. Đem những này đồng bạn cũng mang đi ra ngoài đi, Trầm Mặc Nùng nói với La Quân. Dù sao cùng những người này ở đây cùng một chỗ lâu như vậy, có thể cứu thì cứu đi. La Quân gật đầu, thế là mọi người lần lượt đi vào chúng rượu chi môn. Vừa vào cửa, lúc trở ra liền đã tại cái kia trên vách đá. Trên vách đá phong quang lại là tuyệt vời, hướng phía trước nhìn, đầy khắp núi đồi xanh tươi rừng cây. Hiểm trở sơn phong. La Quân làm theo trực tiếp để Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có Varai tiến vào chữ vật giới chỉ. Mọi chuyện, đều làm cho các nàng theo Duẫn Nhi trốn thoát đi. La Quân lúc này còn muốn đi gặp một lần Thiên Lăng Lão Tổ, bởi vì hắn đáp ứng Thiên Lăng Lão Tổ, cứu người về sau, lại đi gặp mặt một lần. Hư không chi môn lại lần nữa mở ra. Không lâu sau, La Quân thì xuất hiện tại Xuân Minh Đảo trên không. Hắn rơi xuống giới về sau, liền trực tiếp đến Lão Tổ trong động phủ gặp Thiên Lăng Lão Tổ. Lão Tổ, Đế Thích Thiên ta cũng không có giết chết. Cũng không biết hắn làm pháp thuật gì, chu nhập trong vách núi đào tẩu. La Quân vừa đến, liền đối với Thiên Lăng Lão Tổ đi thẳng vào vấn đề. Động trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Thiên Lăng Lão Tổ ngồi xếp bằng, hắn y nguyên lộ ra an tường. Sau đó, hắn mỉm cười, nói ra, đồng bạn chắc hẳn đều cứu trở về a. La Quân nói ra, không sai, cái này đều muốn đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thiên Lăng Lão Tổ mỉm cười, nói ra, ta bất quá là thuận thế mà làm. Coi như ta không nói cho ngươi. Người cũng có thể từ trong tay của ta cướp đi Thiên Huyền La Bàn, sau đó chính mình tính ra bọn họ chỗ. La Quân nói ra, nhưng này không giống nhau, nếu là ta tự mình tới hiểu thấu đáo Thiên Huyền La Bàn, có lẽ thì bỏ lỡ cứu bọn họ sau cùng thời cơ. Thiên Lăng Lão Tổ nói ra, Lão Hủ sống lâu như thế, lớn nhất minh bạch cũng là bốn chữ, thuận thế mà làm. Cho nên, Lão Hủ cũng không có khả năng không giúp ngươi một chút. La Quân nói ra, tiền bối. Bây giờ tâm nguyện ta đã, nơi này cũng không có cái gì là ta chỗ nhớ nhung. Ta liền cáo từ, ngài đối vãn bối còn có cái gì bàn giao sao? Thiên Lăng Lão Tổ mỉm cười, nói ra, chỉ sợ ngươi còn đi không? La Quân sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Thiên Lăng Lão Tổ nói ra, tiểu ca nhi không nên hiểu lầm, ta sẽ không gây khó dễ ngươi, cũng lưu khó không được. Chỉ bất quá. Dưới mắt giáo thần Lena Hoya khả năng ra một vài vấn đề. Chẳng lẽ là bàn, La Quân bị kinh ngạc, nói ra. Thiên Lăng Lão Tổ nói ra, không sai, Lena Hoya cũng không có nghe người đem U Minh Hoàng Tuyền Đồ phá hủy, vả lại, U Minh Hoàng Tuyền Đồ cũng không phải dễ dàng như vậy phá hủy. Bây giờ, bàn đã thôn phệ U Minh Hoàng Tuyền Đồ, thành một cái hung tàn ma nhân. Hắn đã chính thức nhập ma, tiếp lấy lại đem Lena Hoya Nguyên Thủy Thánh Điển cướp đi. Đồng thời thôn phệ Nguyên Thủy Thánh Điển. Bây giờ, bàn tu vi đã siêu việt hắn thượng cổ thời kỳ tu vi. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ Đế Thích Thiên cầm trong tay Thái Vũ Quyền Trượng, cái kia cũng không phải bàn đối thủ. La Quân sắc mặt âm trầm xuống. Sau đó, La Quân nói ra, những chuyện này cũng đã không liên quan gì đến ta, đây đều là mê thất đại lục chính mình nhân quả. Không, 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 Thiên Lăng Lão Tổ nói ra, chuyện này... Tiểu ca nhi ngươi ở chính giữa là rất trọng yếu một vòng, ngươi cũng là bởi vì. Ngươi như vậy đi, ta chỉ sợ Nguyệt Ảnh Cung cũng vô pháp kết thúc yên lành. Cái này, La Quân không khỏi nhíu mày, hắn cũng biết, cái kia bàn là cái tiểu nhân hèn hạ, có thù tất báo. Chính mình hỏng hắn chuyện tốt, hắn dưới mắt cường đại lên, như tìm không thấy chính mình, khẳng định phải tìm Nguyệt Ảnh Cung cho hả giận. Như thế nói đến, chính mình vẫn thật là không thể như thế vừa đi chi.
Thiên Lăng lão tổ theo rồi nói ra, tiểu ca nhi, ngươi cũng đã biết, ngươi vì sao lại đến Mê Thất Đại Lục sao? Vì cái gì? La Quân hỏi, hắn biết Thiên Lăng lão tổ khẳng định là nói ra suy nghĩ của mình, cho nên dứt khoát liền trực tiếp hỏi. Thiên Lăng lão tổ liền nói ra, ngươi là thiên mệnh giả, mà Mê Thất Đại Lục đang đứng trước lớn nhất một cái nguy cơ. La Quân nói ra, còn xin tiền bối nói tỉ mỉ. Thiên Lăng lão tổ nói ra, Mê Thất Đại Lục cái không gian này tồn tại, chính là có nó tự thân tác dụng. Đối tại toàn bộ thế giới hệ thống tới nói, nó ở chính giữa có chính nó sứ mệnh, cũng là không thể thiếu một vòng. Nếu là Mê Thất Đại Lục thật đổ sụp, ảnh hưởng là còn lại rất nhiều không gian, sau cùng tiếp mà ảnh hưởng đến chủ thế giới, đây là phi thường khủng bố. La Quân trầm ngâm. Thiên Lăng lão tổ tiếp tục nói, có nhân loại địa phương, cuối cùng sẽ tràn ngập biến số, mà lại ngay cả thiên đạo có đôi khi đều không cách nào khống chế. Hắn đón đến, nói ra, Mê Thất Đại Lục trước kia ma pháp quá cường đại, cho nên tại thiên đạo ảnh hưởng dưới, có thần ma chi chiến. Thần ma chi chiến về sau, toàn bộ Mê Thất Đại Lục đạt được khó được bình tĩnh. Nhưng là tại thần ma đại chiến bên trong, Đế Thích Thiên cùng bàn hai cái này siêu cấp cường giả vẫn là lấy đặc thù phương thức sống sót. Hai người bọn họ cũng là toàn bộ Mê Thất Đại Lục ma kiếp. Lúc đầu, nếu là ngươi không đến, bàn không có nhanh như vậy hội phục sinh. Nhưng là, Đế Thích Thiên lại đang một mực mưu đồ, hắn hội vào hôm nay lúc này, chính thức ngưng luyện ra thân thể. Tiếp mà, hắn sẽ đi Thiên Lăng phần mộ đạt được Thái Vũ quyền trưởng. Sau cùng, hắn hội phục sinh bàn, để bàn trở thành dưới tay hắn. Lại nói tiếp, Đế Thích Thiên hội đảo loạn toàn bộ Mê Thất Đại Lục không gian quy tắc. Hắn hội từ bàn nơi đó đạt được thôn phệ chi thuật, sau đó thôn phệ toàn bộ Mê Thất Đại Lục nguyên tố chi lực. Khi Mê Thất Đại Lục mất đi nguyên tố chi lực lúc, cũng là Mê Thất Đại Lục đổ sụp thời điểm. Thiên Lăng lão tổ nói ra, Đế Thích Thiên dĩ nhiên minh bạch Mê Thất Đại Lục cùng chủ thế giới còn có rất nhiều tiểu thiên thế giới liên hệ, hắn muốn thông qua loại phương thức này siêu thoát ra ngoài, cũng lại đạt được vĩnh hằng lực lượng. Hắn không sẽ quản Mê Thất Đại Lục chết sống, cũng sẽ không quản Mê Thất Đại Lục đổ sụp về sau đối toàn bộ thế giới hệ thống ảnh hưởng. Cũng chính là tại dạng này một cái nguy cơ dưới, tiểu ca nhi, người cái này thiên mệnh giả thông qua một loại thần kỳ chỉ dẫn, lại tới đây nơi này. Thiên Lăng lão tổ nói ra, ta tin tưởng, liền xem như chỉ dẫn người người tới đều không nghĩ tới hội là như thế này một loại nhân quả quan hệ. Tiểu ca nhi, ngươi chỉ cần biết rằng, vận mệnh tuyến đường một vòng, tinh vi vô cùng. Đây là chúng ta thường nhân cũng không thể suy nghĩ tưởng. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, nói như vậy đứng lên, ta thật là muốn đi cứu vãn thế giới. Thiên Lăng lão tổ nói ra, không sai. Sắc mặt hắn nghiêm túc, tuyệt không giống như là đang nói đùa. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, đã như vậy, vậy ta hiện tại thì đi một chuyến Thiên Nguyên Đế Quốc. Hắn đón đến, nói ra, tiền bối muốn cùng ta cùng đi sao? Thiên Lăng lão tổ lắc đầu, nói ra, ta sẽ không đi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cũng cười một tiếng, nói ra, ta hiểu, tiền bối vẫn là muốn thuận thế mà làm. Thiên Lăng lão tổ cười nhạt một tiếng, nói ra, thiên mệnh tại ngươi, không tại ta. Ngươi đi, có thể hiểm bên trong cầu sinh, mà ta qua, sẽ chết. La Quân ngay sau đó nói ra, vậy vãn bối như vậy cáo từ. Ngươi muốn tại trong vòng hai canh giờ đuổi tới Thiên Nguyên Đế Quốc, không phải vậy lời nói, bàn hội biến mất. Thiên Lăng lão tổ nói ra, đợi ngươi cứu Lena Hoya về sau, ngươi cần trở lại Nguyệt Ảnh Cung. Bởi vì ngươi một trận chiến này là không có cách nào giết chết bàn. Ngươi cũng tìm không thấy bàn, mà ngươi đợi tại Nguyệt Ảnh Cung, bàn sẽ tự động tìm tới cửa. La Quân mang theo ẩn ý nhìn Thiên Lăng lão tổ liếc một chút, sau đó, hắn xoay người rời đi. Thiên Nguyên Đế Quốc đô thành chính là toàn bộ đế quốc phồn hoa kinh tế trung tâm. Vẫn là ban đêm, đêm khuya. Một vầng minh nguyệt treo cao chân trời. Đô thành đèn đuốc sáng trưng. Thế giới ma pháp bên trong, ban đêm hỏa diễm phá lệ rực rỡ. Một tòa thành thì có bao nhiêu sáng ngời thì đại biểu có bao nhiêu phồn vinh. La Quân rất dễ dàng tìm đến thần giáo thánh giáo đường, hắn tại trong trời cao, lấy thần thức chiếu rõ hư không. Cái kia thánh giáo đường khí thức cùng đô thành vương cung khí thức mãnh liệt nhất. Mà giờ này khắc này, thánh trong giáo đường, những giáo đồ đó nhóm các trưởng lão cũng không biết bên trong phát sinh tình huống gì. Bọn họ chỉ biết là giáo thần tại thánh trong nội đường bế quan tu luyện, bất kỳ người nào đều không nên quấy nhiễu. Thánh trong nội đường,
một vùng tăm tối tĩnh mịch. Lena Hoya lúc này nhất là chật vật, nàng không lạnh lùng đến đâu cao quý. Khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, nàng bị bàn dùng cốt long đâm khóa tại trên cây cột, chỉ cần hơi hơi nhúc nhích, chính là đau đớn vô cùng. Mà bàn đâu? Bàn hiện tại là tuyệt đối khuôn mặt đáng ghét, hắn thôn phệ U Minh Hoàng Tuyền Đồ, giờ phút này, hắn mặt đã thành bộ xương màu đen. Thân thể của hắn bên trên tán phát lấy nói không nên lời mùi thối. Hắn mặc màu đen áo choàng. Cuộn tại U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong là đi qua thống khổ niết bàn. Nếu như hắn là chân thật thân thể, khả năng đã sớm hủy diệt tại trong Hoàng Tuyền Đồ. Nhưng là, thân thể của hắn lại là liệt thần ngẫu. Tại thôn phệ U Minh Hoàng Tuyền Đồ quá trình bên trong, thân thể của hắn thành toàn bộ khô lâu. Về sau, hắn lại bắt giữ Lena Hoya, đem chọn vốn nên nguyên thủy thánh điển thôn phệ. Kể từ đó, hắn thân thể mới khôi phục, nhưng là hành công còn kém sau cùng một đoạn, cho nên đầu lâu vẫn là khô lâu trạng thái. Hắn loại người này còn sống, sớm đã không phải dựa vào thân thể các loại bộ phận đến chèo chống. Chèo chống cũng là lực lượng cường đại cùng nguyên thần. Cho nên, thân thể không có cách nào trói buộc hắn. Bàn bỗng nhiên mở to mắt, hắn nhìn về phía Lena Hoya, cười lạnh, nói ra, Lena Hoya, tại ngươi đánh lén bản hoàng thời điểm, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có phen này tao ngộ a. Lena Hoya trầm mặc không nói, chuyện cho tới bây giờ. Nàng có cái gì tốt nói sao? Bàn còn nói thêm, giáo thần Lena Hoya, luôn luôn cao cao tại thượng. Chắc hẳn còn không có hưởng qua nam nhân tư vị đi, nam nhân thiên hạ, nếu người nào có thể đem giáo thần ép dưới thân thể, vậy cũng là cực đại vinh diệu. Hắn đón đến, lại cười một tiếng, nói ra, Lena Hoya, người không nên gấp gáp. Đối đãi ta công hành viên mãn, chính là phá ngươi cái này tinh khiết chi thân thời điểm. Lena Hoya nhàn nhạt nhìn về phía bàn, nàng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, thân thể sự tình, bản tôn đã không làm hắn nghĩ. Người muốn như thế nào cũng không đáng kể. Bàn nói ra, ha ha, hắn đón đến, nói, ngươi cho rằng ngươi như vậy coi nhẹ, bản hoàng liền sẽ mất đi hứng thú sao. Lena Hoya, bản hoàng có thể cam đoan với ngươi, bản hoàng tuyệt sẽ không giết ngươi. Bản hoàng muốn giam cầm linh hồn ngươi cùng thân thể vĩnh viễn. Ngươi Lena Hoya vinh diệu cũng vinh diệu đầy đủ, người quãng đời còn lại sẽ thành bản tôn nô lệ, người nhất định phải giống một đầu chó cái một dạng còn sống, người phải tùy thời đem thân thể ngươi cung phụng cho bản hoàng. Ngươi, Lena Hoya thân thể mềm mại nhìn không được run rẩy, nàng cũng không còn cách nào bình tĩnh, trong mắt nàng nói không nên lời là phẫn nộ vẫn là hoảng sợ, bàn, ngươi cũng coi là một thế hệ vật, như thế bị ổi sự tình, ngươi cũng làm được. Bản hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra, trước kia bản hoàng chính là thánh hoàng, lợi dụng nhân đức bày ra. Nhưng này cũng không phải là bản hoàng bản tính, đó là một loại thủ đoạn. Mà bây giờ, bản hoàng đã phát hiện nhân đức vô hiệu, người trong thiên hạ, ai cũng tự tư. Chỉ có cường quyền mới có thể đem chấn áp, nếu bọn họ phản kháng, liền giết chết, lại phản kháng, lại giết chết, lâu, liền cũng không có người phản kháng. Người đây là khuất phục không có linh tính động vật thủ đoạn. Lena Hoya nói ra, nhân loại chính là vạn vật chi linh, người càng ép bách, liền sẽ càng kích phát ra người trí tuệ cùng hung tàn tới. Người đó cũng không phải đường lớn. Có phải hay không đường lớn, luôn luôn muốn thử một lần. Bàn hoàng nói ra, nhưng mặc kệ ngươi hôm nay nói cái gì, mệnh vận ngươi lại là vĩnh viễn cũng cải biến không. Chỉ sợ chưa hẳn, ngay vào lúc này, là quân thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, hư không chi môn tại thánh đường bên trong xuất hiện. Là quần áo trắng tung bay, từ hư không chi môn bên trong thản nhiên đi tới. Trong một chớp mắt, Lena Hoya trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, có một ngày nàng sẽ nhìn thấy La Quân xuất hiện, là vui vẻ như vậy, cao hứng. Bàn nhìn thấy La Quân, hắn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. La Quân lại là cười một tiếng, nói ra, thế nào, bàn, ngươi nhìn thấy ngươi tái tạo ân nhân, giống như không quá cao hứng a. Hắn đón đến, nói ra, ngươi cũng không thể hận ta, ngươi nếu muốn là hận ta, cái kia ngươi chính là không bằng heo chó. La Quân lời nói này là tuyệt đối âm hiểm a. Gia hỏa này miệng, đó là trên đời sắc nhất miệng. Nếu ai cùng hắn mắng nhau, cái kia chính là tự rước nhục. Quả nhiên, La Quân cái này lời vừa nói ra, bàn thì tức giận đến nổi trận lôi đình. Tiểu tặc, ngươi đến vừa vặn, cũng tiết kiệm bản hoàng rất nhiều công phu. Bàn nói ra,
Người đi chết đi, dừng bút. La Quân không lưu tình chút nào. Hắn đối bàn cùng Đế Thích Thiên dạng này người thống hận tới cực điểm, tuyệt không giảng khách khí. Tại bàn cùng Đế Thích Thiên trên thân, La Quân đầy đủ cảm nhận được cao vị người vô tình, vô sỉ. Mà trên thực tế tới nói, muốn người thành đại sự, thật đúng là cần vô liêm sỉ. Không có đặc biệt hung hoài, không có khả năng hoàn thành chuyện không có thể. Trên một điểm này, La Quân thực là không bằng bàn cùng Đế Thích Thiên. Bất quá dưới mắt, hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì La Quân đối bàn thì thi triển ra hắn tuyệt chiêu mạnh nhất, thiên địa pháp tướng. Người nào mẹ nó có công phu cùng ngươi lầm bà lầm bầm a? Cái kia thiên địa pháp tướng thi triển đi ra, La Quân pháp tướng trang nghiêm. Ánh vàng rực rỡ đại kim đan ầm vang phát ra, trực tiếp nghiền ép hướng bàn. Bàn không khỏi thất sắc, hắn cắn răng một cái, sau đó hai tay kết pháp ấn. Tiếp theo, bàn hét lớn một tiếng, nói, lục hồn phiên, lục đạo rãnh trời. Ra, hắn vừa dứt lời âm, một đạo lục hồn phiên liền bị tế ra tới. Lục hồn phiên chính là bàn tu luyện lục đạo oan hồn, cũng là đại biểu lục đạo luân hồi. Lục hồn phiên lắc ra khỏi sáu cỗ oan hồn. Chỉ trong tích tắc, cái này sáu cỗ oan hồn thì dán lên đại kim đan. Đại kim đan kim quang trong nháy mắt biến mất, lục đạo oan hồn đại biểu lục đạo luân hồi, trực tiếp đem đại kim đan kiện hàng đến cực kỳ chặt chẽ. La Quân lập tức liền phát hiện, chính mình đại kim đan kim quang thế mà vô pháp tan hóa lục đạo oan hồn. Trong nháy mắt, đại kim đan đã nhìn không thấy, chỉ lưu một cái đại hắc đan tại hiện trường. Lục đạo oan hồn lại là muốn đem La Quân đại kim đan thôn phệ, biến thành lục đạo oan hồn lực lượng. Cái này lục hồn phiên quả nhiên là vô cùng lợi hại. Trong nháy mắt thế mà đem La Quân thiên địa pháp tướng đều khắc chế. Phải biết giờ phút này, thiên địa pháp tướng có thể là La Quân lợi hại nhất pháp thuật. Nếu như thiên địa pháp tướng cũng không có cách nào, cái kia La Quân cũng liền cầm bàn không có bất kỳ biện pháp nào. La Quân ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, sau đó hắn trong mắt lóe lên hàn quang. Lúc này, Lena Hoya cũng đặc biệt chớ khẩn trương. Nàng sợ La Quân hội đánh không lại bàn. Lục đạo luân hồi, bao hàm thiên địa vạn vật. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, nhưng là, bàn, ngươi lục đạo bố cục còn chưa đủ. Ngươi trưởng khống không ta cái này thiên địa pháp tướng tinh thần. Sau đó, ngón tay hắn liên tục kết xuất 10 đạo pháp ấn. Thiên địa pháp tướng, vô cùng ảo nghĩa, phá cho ta. Trong nháy mắt, đại kim đan tuôn ra vô cùng kim quang tới. Kim quang kia đem lục đạo oan hồn thiểm điện thôn phệ đi vào, không còn sót lại một chút cạn. Bàn thấy thế không khỏi thất sắc. Bàn, ngươi cho ta chịu chết đi. La Quân ngón tay liên tục phát động, cái kia đại kim đan ầm vang nghiền sát hướng bàn. Bàn lại là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn để ngăn cản La Quân thiên địa pháp tướng. Hắn đối La Quân cái này thiên địa pháp tướng là ăn đầy đủ đau khổ. La Quân, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ. Bàn lại vung tay lên, lập tức mãnh liệt mà ra hoàng tuyền thủy như vỡ đê hoàng hà chạy dũng mãnh tiến ra. Hơn nữa còn thật nhiều màu đen u linh ăn mòn mà đến. Bàn thừa dịp lúc này, mở ra chúng diệu chi môn, lập tức bỏ chạy. La Quân nếu là muốn truy, cũng là có thể đuổi kịp. Thiên địa pháp tướng sẽ không câu nệ tại không gian quy tắc cùng xẹt qua hư không thuật pháp. Nhưng là dưới mắt, La Quân nếu như đuổi theo, như vậy Lena Hoya thì chết chắc. Tính toán, La Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn chuyển tay thì lấy phát ra một đạo thủ ấn đem Lena Hoya bắt lại, tiếp lấy liền dẫn Lena Hoya tiến vào hư không chi môn. Hết thảy đều là trong một chớp mắt. La Quân hơi chút chần chờ liền sẽ rốt cuộc đuổi không kịp bàn. Dù sao bàn là xẹt qua hư không mà đi. Bình minh rốt cuộc tiến đến, trời sắp sáng sáng. Lena Hoya cùng La Quân ra hiện tại cũng thành đông phương trên ngọn núi. Từ phía trên ngọn núi này có thể nhìn thấy toàn bộ đô thành toàn cảnh. Nơi này là hoàng thất cấm địa, ngoại nhân là không thể tới. Bất quá La Quân là không có điều kiêng kỵ gì. Lena Hoya trên thân giam cầm cũng bị La Quân đuổi ra. Lena Hoya khôi phục tự do. Giờ này khắc này, Lena Hoya lần nữa đối mặt La Quân, nàng tâm tình phức tạp tới cực điểm. La Quân lại là sắc mặt bình tĩnh, hắn nói ra, thần tôn, bây giờ bàn đã đào tẩu, hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Còn có, ta cũng đã gặp ma hoàng đế Thích Thiên, hắn cũng bị ta đuổi đi. Hai người kia chỉ sợ là muốn mưu đồ cùng một chỗ, làm ra càng đại loạn hơn tử.
Lena Hoya bị kinh ngạc, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, nghĩ không ra liền Đế Thích Thiên cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi tiến bộ nhanh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, thần tôn có tính toán gì? Lena Hoya nói ra, cảm ơn. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Lena Hoya nói ra, không phải cảm ơn ngươi cứu ta, mà chính là cảm ơn ngươi trực tiếp mang ta tới nơi này. Nếu để cho ta thủ hạ nhìn thấy ta bộ dáng như vậy, ta cái này giáo thần sẽ không mặt mũi nào lại đi đối mặt bọn hắn. Tại Lena Hoya tâm lý, hiển nhiên là nàng danh dự quan trọng hơn hết thảy. Nàng là thần giáo tín ngưỡng, nàng không thể đang giáo chúng trong lòng có mảy may tì vết. Cho nên, nàng mới có thể giết đi theo nàng những tùy tùng kia. La Quân nói ra, cái này không tính là gì. Lena Hoya nói ra, người ta ở giữa, chỉ có cừu hận, không có ân nghĩa. Ngươi tại sao muốn cứu ta? La Quân cười một tiếng, nói ra, đại khái là bởi vì, thần tôn ngươi vẫn là một cái đại mỹ nhân đi. Nam nhân đối với nữ nhân xinh đẹp luôn luôn đặc biệt tha thứ. Lena Hoya hơi hơi ngẩn ngơ, sắc mặt nàng không có gì thay đổi. La Quân còn nói thêm, thần tôn, không bằng như vậy đi, ngươi có thể trước theo ta cùng đi Nguyệt Ảnh Cung. Bàn sẽ không như vậy bỏ qua, chúng ta cần muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Sau đó chờ đợi bàn cùng Đế Thích Thiên đến. Tay ta cầm Thái Vũ Quyền Trượng, hai người này đối với ta là không yên lòng. Lena Hoya nói ra, cùng chờ bọn hắn đến, còn không bằng trực tiếp đi tìm bọn họ, tiên hạ thủ vi cường. Ngươi đã có thể tới cứu ta, nói rõ ngươi cùng Thiên Lăng Lão Tổ có chỗ liên hệ. Là sao chúng ta không trực tiếp qua tìm Thiên Lăng Lão Tổ, để hắn giúp chúng ta tìm tới bàn cùng Đế Thích Thiên? La Quân nói ra. Bàn cùng Đế Thích Thiên từ có biện pháp đến tránh né Lão Tổ Thiên Huyền La Bàn truy tung. Lão Tổ nói, dưới mắt chúng ta chỉ có chờ đợi bọn hắn đến. Lena Hoya nói ra, bọn họ nếu là ngóc đầu trở lại, chỉ sợ nhất định đã có đối phó ngươi nắm chắc. La Quân nói ra, cho nên ta phải thừa dịp mấy ngày nay, hảo hảo tu luyện một phen, nhìn xem phải chăng có thể có cảm giác ngộ. Lena Hoya nói ra, tốt, nếu là dạng này, ta tùy ngươi cùng đi Nguyệt Ảnh Cung một chuyến. La Quân gật gật đầu. Lena Hoya giờ phút này đã không hề tự xưng bản tôn, đây là nàng tại trong lúc vô hình đối mặt La Quân hạ thấp tư thái. Sau đó, La Quân mở ra hư không chi môn, cùng Lena Hoya bước vào đi vào. Hừng đông thời điểm, trên mặt biển kim quang vạn trượng. Cái kia tia nắng ban mai ở chân trời, là xinh đẹp như vậy. Gió sớm quét. La Quân cùng Lena Hoya buông xuống đến Nguyệt Ảnh Cung. Nguyệt Ảnh Cung bên trong, Thiên Lăng Lão Tổ cũng tại, Trầm Mặc Nùng bọn người theo Thiên Lăng Lão Tổ cùng một chỗ. Lục Nguyệt Hoa tự nhiên cũng là nhận được tin tức, cả đám đều đang đợi La Quân cùng Lena Hoya đến. Nguyệt Ảnh Cung tuy nhiên không như thần dạy thánh giáo đường như vậy rộng rãi, nhưng cũng tự có một phen lịch sự tao nhã. Lena Hoya đến để tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ. Trầm Mặc Nùng các nàng cùng Duẫn Nhi tụ hợp về sau. Cùng Đa Luân Tư, Phê Y Kê Lua cũng đều biết. Sau cùng tăng thêm Lục Nguyệt Hoa, cho nên Trầm Mặc Nùng các nàng đối Mê Thất Đại Lục tình huống đã rất lợi hại giải, đối La Quân chỗ kinh lịch hết thảy cũng có chỗ giải. Lúc này, Lục Nguyệt Hoa nói đã ở bên trong điện an bài tiệc rượu, mời mọi người đi vào nhập tọa. Mọi người liền cũng đi theo vào. Đa Luân Tư cùng Phê Y Kê Lua cảm thấy nhất cổ quái, bọn họ thật không nghĩ tới một ngày kia. Còn có thể cùng giáo thần Lena Hoya dạng này cùng một chỗ bình khởi bình tọa a. Quả nhiên là thế sự như bàn cờ cục mới a. Bữa ăn điểm vô cùng phong phú, còn có bồ đào mỹ tử. Cả đám ngồi xuống, mọi người đối Lena Hoya thật cũng không lớn như vậy cừu hận. Dù sao Lena Hoya trên thực tế cũng không thể đối mọi người làm ra tổn thương gì tới. Mà liên quan tới bản hoàng cùng Đế Thích Thiên nguy hại, Thiên Lăng Lão Tổ cũng đã nói. Cho nên mọi người hiện tại là có chút cùng chung mối thù. Cho nên mọi người lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì địch ý. Thần tôn đã mất đi nguyên thủy thánh điển pháp bảo, bây giờ trên tay không có pháp bảo tại, rất nhiều không tiện. La Quân đem Thái Vũ Quyền Trượng tế ra, sau đó đưa tới Lena Hoya trước mặt, nói ra, cái này Thái Vũ Quyền Trượng trước đó ta muốn đưa cho lão tổ, nhưng lão tổ không muốn. Bây giờ thì cho thần tôn tạm dùng đi. Mọi người thấy thế đều là ngẩn ngơ. Ngay cả Lena Hoya cũng ngây người, nàng ngơ ngác nhìn về phía La Quân, nói ra, người muốn đem Thái Vũ Quyền Trượng cho ta. Cũng không phải cho, tạm mượn. La Quân nói ra,
có lẽ một ngày kia, ta hội trở về lấy. Bất quá thần tôn yên tâm, nhất thời bán hội, ta khẳng định là sẽ không trở về. Lena Hoya vội vàng chối từ, nói ra, lập tức liền muốn ứng đối bản cùng đế thích thiên, ta không thể bắt ngươi quyền trưởng. Cái này quyền trưởng tại trên tay ngươi mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. La Quân nói ra, ta bây giờ cần thái vũ quyền trưởng địa phương không nhiều, cái này thái vũ quyền trưởng thâm ảo vô cùng, mỗi người cầm trên tay đều có khác biệt lĩnh ngộ. Lena Hoya nói ra, nặng như thế lễ, ta không thể thụ. Nàng thật là cải biến rất nhiều, mà lại hiện tại tất cả mọi người bình khởi bình tọa ở chỗ này, nàng làm sao cũng không tiện tự dưng thụ La Quân lớn như thế lễ. Một bên Lục Nguyệt Hoa nhịn không được nói ra, La Quân, đã bàn cùng đế thích thiên tùy thời đều muốn quyển thổ mà đến, người sao không lại tiến thái vũ quyền trượng bên trong tu luyện mấy giờ? Người ở bên trong tu luyện một giờ thì có tu vi như thế, nếu là tu luyện mấy giờ, đế thích thiên cùng bàn chẳng phải là căn bản không đủ gây sợ. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, hắn nói ra, một giờ cũng là 10 năm, ngồi 10 năm nhà tù đã rất thống khổ, người ngược lại tốt, vừa mở miệng cũng là mấy chục năm, ta còn muốn hay không sống. Cái kia 10 năm là đầy đủ tịch mịch cùng thống khổ. Đối với La Quân loại này thật động lòng người tới nói, cái kia là tuyệt đối cực hình. Hắn cũng không muốn lại đi kinh lịch lần thứ hai. Lục Nguyệt Hoa hơi hơi ngẩn ngơ, nàng cũng cảm thấy mình đã từng nói tại nhẹ lòng một ít. La Quân nói tiếp, đương nhiên, ta không là thuần túy sợ khổ. Mà là đối với hỗn độn chi khí lý giải cùng tu luyện, ta đã đến một cái cực hạn điểm. Tu luyện tiếp nữa, cũng rất khó có đột phá. Dù sao con đường tu luyện, khoảng không từ ngồi khổ thiền cũng là rất khó có đột phá. Thiên Lăng lão tổ mỉm cười, nói ra, tiểu ca nhi nói tới thật không tệ. Lục Nguyệt Hoa liền cũng thì không nói thêm lời. Thần tôn, ngươi thì thu cất đi. La Quân nói với Lena Hoya. Lena Hoya do dự một cái chớp mắt, sau đó nhân tiện nói, tốt, vậy ta thì tạm thời nhận lấy, ngày khác ngươi như cần, ta lập tức hoàn trả. Giờ phút này Lena Hoya hoàn toàn dỡ xuống thần bí vầng sáng, Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua liền cảm giác Lena Hoya không hề như vậy có cảm giác thần bí cùng khoảng cách cảm giác. Ăn điểm tâm xong về sau, La Quân trước cùng Lục Nguyệt Hoa một mình trò chuyện một hồi, thái vũ quyền trượng trước mắt cho ngươi, ngươi cũng khó có thể có lĩnh ngộ. Ngược lại sẽ để ngươi lâm vào họa sát thân, ta hy vọng ngươi chớ có trách ta tự làm chủ đem quyền trượng đưa cho Lena Hoya. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, nói ra, thái vũ quyền trượng vốn là ngươi sở hữu, ngươi muốn làm gì quyết định cũng có thể. Nàng đón đến, lại cười một tiếng, nói ra, bất quá ngươi yên tâm, ngươi lo lắng cùng cân nhắc, ta hiểu. La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, ngươi không trách ta liền tốt. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có Varai gặp mặt. Bận rộn cái này hồi lâu, lúc này La Quân mới có đôi khi đến cùng các lão bằng hữu gặp mặt. Xuân Nhi cùng Lan Si, còn có Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua cũng tại. Mọi người tại cái này mê thất đại lục trong không gian đoàn tập hợp một chỗ, không khỏi trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đợi xử lý xong bàn cùng đế thích thiên sự tình về sau, chúng ta liền lập tức trở về chủ thế giới. La Quân nói như vậy. Có nắm chắc không? Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân. Nàng chỉ là ứng đối đế thích thiên cùng bàn công sát. Lâm Băng nói ra, yên tâm đi, Mặc Nùng. La Quân ra hỏa này, không chết. Người nào cùng hắn đối nghịch, cái kia chính là cùng thiên đạo đối nghịch. Đế thích thiên cùng bàn chết chắc. Cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nhìn không được cười lên. Nghe có chút hoang đường, nhưng lại hình như là có chuyện như vậy. La Quân cũng là cười một tiếng, bất quá hắn có thể không dám khinh thường. Bởi vì hắn biết tình thế phát triển thoạt nhìn là như thế, nhưng bên trong hung hiểm chỉ có tự mình biết hiểu. Chỉ cần hơi có một chút sai lầm, chính mình liền sẽ thịt nát xương tan a. Đúng vào lúc này, Phê Y Kê Lua đột nhiên mở miệng. Hắn có chút do dự, nói ra, là tiên sinh. La Quân nhìn về phía Phê Y Kê Lua, mỉm cười, nói, làm sao? Phê Y Kê Lua nói ra, ta không quá muốn đi chủ thế giới, ta tại cái này mê thất đại lục đợi cả một đời, bởi vì cái gọi là cố thổ nan ly. Và lại, ta không giống Đa Luân Tư dù cho qua chủ thế giới, cũng có kinh người vũ lực có thể giúp ngài. Mà ta qua chủ thế giới, rời đi nguyên tố chi lực, vậy ta thì chẳng phải là cái gì. Ta vẫn là muốn đợi ở chỗ này. Hắn nói có chút tâm thần bất định, lại là sợ La Quân hội trách tội. La Quân nao nao, sau đó hắn nói ra,
Feikelua, đã đây là người ý nguyện cùng lựa chọn, ta tôn trọng người ý nguyện. Bất quá về sau người muốn đi nơi nào, nếu như người muốn về thần giáo, ta có thể theo Lena Hoya muốn nhân tình này. Feikelua nói ra, không cần, là tiên sinh, ta muốn một người tự do tự tại đi chung quanh một chút, dạng này rất tốt. La Quân nói ra, cái kia tốt. Sau đó, La Quân vừa nhìn về phía Đa Luân Tư, nói, Đa Luân Tư, người thì sao? Đa Luân Tư đang chuẩn bị nói chuyện, La Quân bỗng nhiên tiến lên một phát bắt được Đa Luân Tư tay, nói ra, lão tử tại chủ thế giới đồng dạng còn đang bị người khắp nơi truy sát, người không dám đi giúp ta, ta xé ngươi. Đối với Đa Luân Tư, La Quân là có loại như huynh như đệ cảm giác, cho nên hắn đối Đa Luân Tư không có gì cố kỵ. Feikelua cùng La Quân ở giữa thì sẽ có vẻ xa lạ rất nhiều. Đa Luân Tư cười một tiếng, nói ra, ta vẫn luôn muốn đi chủ thế giới nhìn xem. Bên này nói chuyện sau khi kết thúc, La Quân liền đi tu luyện. Mà Trầm Mặc Nùng còn có Lâm Băng còn có Varai cùng Duẫn Nhi đều vây quanh Lan Si đảo quanh, đây là sống long a, các nàng quá cảm thấy hứng thú. Mà lại, Lan Si sẽ nói tiếng Anh. Cho nên mọi người bắt đầu giao lưu cũng không có chút nào khó khăn. La Quân là dự định muốn đem Lam Ti Đái về chủ thế giới, lão tử dưỡng đầu rồng làm sủng vật, cái kia bao nhiêu phong cách a. Nghĩ tới đây, La Quân chợt nhớ tới tại trong ma cung, những đóng băng đó long còn chờ đợi mình đi giải cứu đây. Xem ra chính mình còn có bận bịu, đem chuyện này làm xong, cũng coi là xứng đáng tiện nghi sư phụ long thần Clarissa. Vào lúc ban đêm, bích nguyệt giữa trời. Nguyệt ảnh cung bên ngoài trên mặt biển một mảnh yên tĩnh. Bỗng nhiên ở giữa, trên mặt biển phá đến một trận yêu phong. Sau đó, bàn lệ cười thanh âm truyền đến, La Quân tiểu tặc, đi ra nhận lấy cái chết. Theo sát lấy, đế thích thiên cũng nghiêm nghị cười to. Hai người rất nhanh liền xuất hiện tại Nguyệt ảnh cung trên quảng trường. Lúc này, La Quân, Thiên Lăng lão tổ, còn có Lena Hoya cấp tốc đuổi tới trên quảng trường. Cái kia trên quảng trường, bàn một thân hắc bào, đầu của hắn đã không còn là khô lâu bộ dáng, mà chính là một người bình thường đầu. Bàn toàn thân tản mát ra khí tức âm trầm tới. Về phần đế thích thiên thân hình phiêu miểu, bất quá đế thích thiên so trước đó đã có biến hóa. Đó chính là hắn cũng biến thành âm trầm, tựa hồ là theo bàn ở giữa có liên hệ nào đó. La Quân cũng cảm giác ra đế thích thiên cùng bàn biến hóa. Hắn thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, tiếp lấy lại cười một tiếng, cất giọng nói, hai người thủ hạ bại tướng, lại đi tìm cái chết. Cái này lời vừa nói ra, lập tức tức giận đến bàn cùng đế thích thiên gần chết. Bàn nghiến răng nghiến lợi, nói ra, La Quân tiểu tặc, hôm nay bản hoàng nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đế thích thiên mặt âm trầm, không nói một lời, nhưng rất lợi hại hiển nhiên, hắn cũng là hận La Quân tận xương a. Thiên Lăng lão tổ cất giọng nói, nghĩ không ra đối thủ một mất một còn bàn hoàng cùng ma hoàng thế mà đều có thể cùng một chỗ hợp tác. Người tiểu bối này, nơi này không có người nói chuyện phần. Bàn sắc bén xông Thiên Lăng lão tổ nói ra. Thiên Lăng lão tổ cười cười, nói ra, bàn hoàng, ma hoàng, các ngươi hai vị thực sự không nên tới này. Các ngươi hôm nay có thể còn sống sót cũng đã là nghịch thiên mà đi, vốn nên tìm một chỗ tham sống sợ chết. Bây giờ đến đây, bất quá là tự tìm đường chết. Người tiểu bối này, người thật là muốn chết a. Bàn hoàng giận dữ không thôi, lập tức xông Thiên Lăng lão tổ xuất thủ. Hắn phất ống tay áo một cái, lập tức phát ra một đạo tố sắc vân giới kỳ. Chiêu này tố sắc vân giới kỳ bên trong bao hàm đế thích thiên hàn quang vân giới kiếm đạo để ý. Chỉ gặp một lần màu trắng cờ xí đột nhiên thì xuất hiện tại Thiên Lăng lão tổ bên người, sau đó, cái kia cờ xí đột nhiên biến lớn. Trở nên che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền đem Thiên Lăng lão tổ vây quanh ở chính giữa. Tiếp theo, vô cùng màu đen u linh theo độc tố một dạng lít nha lít nhít kiện hàng hướng Thiên Lăng lão tổ. Cái này màu đen u linh là bàn đi qua lần nữa lặp đi lặp lại thối luyện, liền xem như Thiên Lăng lão tổ đối diện với mấy cái này màu đen u linh cũng là quá sức. Thiên Lăng lão tổ cấp tốc tế ra Thiên Huyền La Bàn tới. Cái kia Thiên Huyền La Bàn như thái cực phù ấn một dạng xoay tròn cấp tốc. Sau đó đem màu đen u linh hút vào đi vào. Thiên Lăng lão tổ trong tay liên tục kết pháp ấn, ngay sau đó, Thiên Huyền La Bàn tuôn ra vô cùng quang hoa đến. Những này quang hoa bắn phá màu đen u linh, chính là muốn đem màu đen u linh trực tiếp thiêu. Bàn cười lạnh một tiếng, nói, tiểu bối,
bản hoàng màu đen u linh đã bao hàm vạn sự vạn vật đạo lý, chỉ bằng ngươi pháp thuật cũng muốn phá giải. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Quả nhiên, cái kia thiên huyền la bàn quang hoa bắn phá tại màu đen u linh bên trên, màu đen u linh chỉ là hơi yếu, sau đó lại điên cuồng thôn vệ hướng thiên lăng lão tổ. Thiên lăng lão tổ hãi nhiên thất sắc. Hắn phát hiện mình tuy nhiên có được trăm ngàn loại thủ đoạn, nhưng không có một loại thủ đoạn có thể chống lại đến cái này màu đen u linh. Bàn cùng đế thích thiên đều là thượng cổ lúc sau tồn tại đại thần thông giả, bọn họ tu luyện thuật pháp đều là vô cùng lợi hại. Nếu không phải La Quân thiên địa pháp tướng quá mức lợi hại, nơi đó hội về phần bị làm chật vật như vậy. Thì tại thiên lăng lão tổ đối mặt đen nghịt màu đen u linh thúc thủ vô sách thời điểm, La Quân không nói hai lời, thiên địa pháp tướng thi triển đi ra. Đại kim đan phát ra lóa mắt kim quang đến. Kim quang cấp tốc đem cái kia đen nghịt màu đen u linh toàn bộ thiêu. Thiên lăng lão tổ rảnh rỗi khe hở, thiểm điện thoát ly tố sắc vân giới kỳ vây quanh. Cái kia thiên lăng lão tổ vừa đi, La Quân không cố kỵ nữa, lợi dụng đại kim đan trực tiếp đem tố sắc vân giới kỳ phá hủy. Sau đó, La Quân lại vận chuyển đại kim đan công sát hướng bàn. Dù sao hiện tại La Quân theo những này siêu cấp cao thủ đối chiến đều không sử dụng não tử, xuất thủ thì là lợi hại nhất đòn sát thủ. Đại kim đan hướng bàn ầm vang công sát mà đến, cái kia kim quang chói mắt làm cho cả đại kim đan tựa như là thái dương như lửa. Bàn không dám khinh thường La Quân thiên địa pháp tướng. Trong ngày này, bàn một mực đang cùng đế thích thiên nghĩ biện pháp ứng đối La Quân thiên địa pháp tướng. Ngay vào lúc này, bàn hét lớn một tiếng, nói, đế thích thiên, mau. Hắn vung tay lên, pháp quyết bóp, lại tế ra lục hồn phiên. Cái kia lục hồn phiên lục đạo oan hồn cấp tốc bao trùm đại kim đan. Đồng thời, đế thích thiên thân thể hóa thành một cỗ thanh khí dung nhập vào lục hồn phiên bên trong. Đế thích thiên chính là thượng cổ ma hoàng, ý hắn chí. Tinh thần bên trong có một cỗ cuồn cuộn lịch sử đã lâu khí tức. Trước đó lục hồn phiên đại biểu lục đạo luân hồi vô pháp trấn áp thiên địa pháp tướng, đó là lục hồn phiên tinh thần ảo nghĩa không đủ, mà bây giờ đế thích thiên cả người linh hồn ý chí về sau, lục đạo luân hồi rốt cục viên mãn. La Quân bị kinh ngạc, hắn cảm nhận được chính mình đại kim đan thế mà đang bị cuồng mãnh thôn phệ. Hỏng bét, La Quân cấp tốc bắt pháp quyết, thôi động tự thân tinh thần ảo nghĩa. Để đại kim đan bộc phát ra càng cường đại thiêu lực tới. Chỉ tiếc, lần này vô luận đại kim đan như thế nào bộc phát ra kim quang thiêu lực lượng, nhưng thủy chung vô pháp đem lục hồn phiên hòa tan. Rất nhanh, lục hồn phiên hoàn toàn đem đại kim đan bao trùm. Từ bên ngoài nhìn, đã nhìn không thấy kim sắc, chỉ có thể nhìn thấy màu đen đại đan trên không trung kịch liệt xoay tròn. Lena Hoya thấy thế cũng là thất sắc, nàng huy động thái vũ quyền trượng, phát ra ngũ hành đại thủ ấn. Cự đại thủ ấn hướng phía cái kia hắc đan chộp tới. Nhưng là, đại thủ ấn một khi tiếp xúc đến hắc đan, lập tức liền bị thôn phệ đến không còn một mảnh. La Quân càng cảm giác hơn đến đại kim đan dần dần không hề bị chính mình khống chế, dần dần biến thành thuộc về bản hắc đan. Phải nói là sáu hồn ám hắc đan. Cái này sáu hồn ám hắc đan lực lượng là vô cùng. Ha ha ha, bàn lệ cười rộ lên, nói, La Quân tiểu tặc. Người bây giờ liền bản mệnh thần linh đại kim đan đều không có, bọn ngươi tại cũng là một cái xác sống, ngươi còn chưa chịu chết. Hắn sau khi nói xong, liền vận chuyển sáu hồn ám hắc đan hướng La Quân trấn áp tới. Thiên lăng lão tổ cùng Lena Hoya thấy thế quá sợ hãi. Cái này sáu hồn ám hắc đan bên trong có được đế thích thiên tất cả lực lượng, cũng có được bản tinh thần lực lượng, sau cùng liền La Quân tinh thần cùng lực lượng đều thôn phệ. Cái này ám hắc đan uy lực đã đến vô cùng vô tận cấp độ. La Quân cái này cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sáu hồn ám hắc một phát ra thanh sắc quang mang cấp tốc đem La Quân vây lại. Cái này thanh quang so La Quân kim quang đều lợi hại hơn gấp 10 lần. La Quân huyết nhục chi thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất luận cái gì không gian quy tắc, xuyên toa hư không đều đã vô hiệu. Thiên lăng lão tổ cùng Lena Hoya cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể tới cái này mạnh nhất sáu hồn ám hắc đan. Bất quá đúng vào lúc này, cái kia sáu hồn ám hắc đan đột nhiên thì đứng yên bất động, thanh sắc quang mang từ đầu đến cuối không có soi sáng La Quân trên thân. Hiện trường bên trong, La Quân thần tình nghiêm túc, hai tay của hắn đều bóp tâm ấn pháp quyết, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Lộc gặp sông phá, cát chỗ dấu hung, lập tức gặp khoảng không vong, trung thân bôn tẩu.
sinh gặp bại địa phát cũng hư hoa, tuyệt sử phùng sinh, hoa mà không bại. Tinh Lâm Miếu Vượng, lại xem sinh khắc cơ hội, Tử Vi Thiên Phủ toàn theo giúp đỡ chi công, bảy giết phá quân chuyên theo dê linh chi ngược. La Quân đọc đến đây bên trong, đột nhiên mở mắt, nói, chư tinh cát gặp hung cũng cát, chư tinh hung, gặp hung cũng hung. Tử Vi đấu số, ta nay ngồi trong cung, hết thảy vận mệnh, từ ta nắm khống, đại vận mệnh thuật, phá. Vây quanh La Quân thân thể, đầy trời trong tinh không hiện ra tử sắc khí thể, những khí thể này sờ trên tay, lại là căn bản không có cái gì. Nhưng đúng vào lúc này, Thiên Lăng Lão Tổ, Lena Hoya, còn có bản trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Vận mệnh quá tàn khốc, nguyên lai mệnh ta vẫn cũng là như thế. Bọn họ từ trong lòng cảm thấy mình dẫy không ra gông xiềng vận mệnh. Đại vận mệnh thuật tàn khốc ngay tại ở để ngươi từ trong nội tâm nhận mệnh. Cùng lúc đó, cái kia sáu hồn ám hắc trong nội đan đột nhiên tuôn ra kim quang tới. Ngay sau đó, đại kim đan cấp tốc xuất hiện, đem cái kia lục hồn phiên lôi đỉnh thiêu. Bao quát đế thích thiên cũng tại trong tiếng kêu thảm bị thiêu hoàn toàn. Không có khả năng, vì cái gì hắn hội đại vận mệnh thuật. Bàn điên cuồng kêu to lên. Bàn, người chịu chết đi. La Quân vận chuyển đại kim đan cấp tốc chân áp hướng bàn. Bàn căn bản đến không kịp trốn tránh, trong một chớp mắt liền bị đại kim đan đốt hóa thành cho tàn. Chính là trong chớp mắt này, bàn cùng đế thích thiên bị La Quân giết chết. Từ đó bên trong thiên địa lại không bàn cùng đế thích thiên. La Quân liền cũng liền thu đại kim đan đến trong não vực. Trên bầu trời, cái kia sở hữu tử sắc khí thể cũng đi theo biến mất. Thiên Lăng Lão Tổ cùng Lena Hoya cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thiên Lăng Lão Tổ kính sợ nhìn về phía La Quân, nói ra, tiểu ca nhi, người coi thật không hổ là thiên mệnh giả. Truyền thuyết này bên trong đại vận mệnh thuật thế mà đều có thể bị ngươi thi triển đi ra. Lena Hoya nhìn La Quân ánh mắt cũng đầy đủ phức tạp. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, đại vận mệnh thuật ta vẫn luôn biết, nói thực ra, vừa rồi ta cho là mình đã chết chắc. Nhưng trong linh đài đột nhiên linh quang nhất thiểm, thế là thì muốn thử xem. Ta lúc đầu coi là, bằng vào ta lực lượng là thi triển không ra chiêu này tới. Thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là có hiệu quả. Thiên Lăng Lão Tổ nói ra, tiểu ca nhi thuận theo thiên thời, tự nhiên đến thiên chi trợ. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, có lẽ đi. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hư vô thương khung. Thiên đạo, thiên thời, lão thiên. Ngươi thật sự là hư vô tồn tại, vẫn là từ nơi sâu xa có bàn tay vô hình đang thao túng. Khi La Quân yếu khi còn bé, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vận mệnh, thiên thời những này hư vô mờ mịt đồ, vật. Nhưng khi La Quân đứng cho tới hôm nay độ cao này lúc, hắn đối vận mệnh, thiên thời càng phát ra kính sợ, hoảng sợ. Bồ Tát sợ bởi vì, chúng sinh sợ quả. Càng là ngồi ở vị trí cao người, càng là mê tín, càng là tin tưởng thần Phật câu chuyện. Tin tưởng vận mệnh câu chuyện. Lãnh thụ vĩ đại, cả đời chưa bao giờ tiến vào cố cung, bởi vậy liền có thể thấy được lốm đốm. Lớn nhất không sợ thần Phật, vận mệnh chính là tầng khổ cáp cáp, bởi vì không có gì cả, cho nên mới sẽ không sợ sệt mất đi. Mọi người thường cho là mình không gì không biết, nhưng thực hoàn toàn không biết gì cả. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. La Quân ba người trở lại Nguyệt Ảnh cung lúc, tất cả mọi người khẩn trương chào đón. Vừa rồi chúng ta trông thấy đầy trời tử khí tung bay, chẳng lẽ cái kia là La Quân ngươi đang thi triển đại vận mệnh thuật? Lục Nguyệt Hoa dẫn đầu hỏi trước. La Quân gật gật đầu, hắn mặt nói với mọi người, đế thích thiên cùng bàn đều đã hoàn toàn bị ta thiêu, không bao giờ còn có thể gây sóng gió. Mọi người nghe vậy đều là thở phào một hơi. Trầm Mặc Nùng thật sâu nhìn một chút La Quân, nàng cảm thấy cách hơn một tháng gặp La Quân so trước kia trầm ổn rất nhiều. Mà lại càng ngày càng có vương giả phong phạm. Vậy đại khái cũng là trưởng thành tính tàn khốc đi, buộc người không thể không qua trưởng thành thành thục. Thời điểm không còn sớm, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. La Quân theo rồi nói ra. Mọi người nghe vậy cũng liền ai đi đường nấy. Bất quá La Quân lại có chút ngủ không được, hắn trở về phòng về sau không bao lâu, liền ra khỏi phòng, ra Nguyệt Ảnh cung. Không có người biết La Quân vì cái gì sau đại chiến. Nhưng không có lộ ra thật cao hứng. Nếu là lúc trước La Quân, đó nhất định là mặt mày hớn hở thổi châu. Nguyệt Ảnh cung bên ngoài mỹ lệ phi thường, nhưng nói là chim hót hoa nở. La Quân đi vào bên bãi biển bên trên,
hắn biết tại Mê Thất Đại Lục thời điểm không nhiều, tại là nghĩ nhiều nhìn xem mảnh này mỹ lệ bầu trời. La Quân ngồi tại trên bờ cát, hải chiều chập trùng, gió đêm quét mà đến, cái này khiến La Quân cảm thấy có chút ý lạnh. Bất quá trong không khí, còn có một loại hương hoa. La Quân nhìn lấy cái kia mênh mông mặt biển, ánh trăng chiếu rọi trên mặt biển, giống như độ một tầng hoa dâm. Hắn tâm niệm nhất động, cả người bỗng nhiên như thiểm điện lao ra. Hắn thỏa thích đạp trên sóng biển tiến lên, bốn phía nhấc lên thao thiên cự lãng. Sau đó, La Quân hướng lên trời xông lên qua. Giống như đại bằng vương một dạng, dung thân vừa bay nghìn vạn dặm. La Quân vọt tới không trung trong tầng mây, hắn tiện tay biến hóa, tầng mây trong tay hắn tùy ý nhào nặn. Lại biến hóa, trong không khí hỏa diễm bạo liệt đi ra, hàn băng hóa thành hàn băng cự kiếm. Ha ha ha, La Quân lên tiếng cười như điên, hắn cảm thấy mình tại thời khắc này đã trở thành Tôn Ngộ Không. Thời trẻ con của hắn mộng tưởng chính là muốn trở thành Tôn Ngộ Không, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm. La Quân cuồng sau khi cười xong, trong lòng đột nhiên lại sinh ra một loại nói không nên lời cô đơn cảm giác tới. Sau đó, La Quân đáp xuống trên bờ biển. Lúc này, hắn trông thấy trên bờ biển thêm ra một người. Người này áo trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt thế thiên tiên, chính là giáo thần Lena Hoya. Lena Hoya không giống như trước kia như vậy cao cao tại thượng. Bất quá sắc mặt nàng vẫn là như thế lạnh lùng như băng, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, bây giờ ngươi tu vi tại toàn bộ Mê Thất Đại Lục đã trở thành chí tôn thứ nhất tồn tại. Chỉ cần ngươi muốn, toàn bộ Mê Thất Đại Lục đều là ngươi, nhưng nói là trên vạn vạn người, nhưng vì cái gì ngươi thật giống như không mấy vui vẻ. La Quân cười một tiếng, hắn nói ra, ta đệ nhất mắt thấy kiến thần tôn ngươi lúc, cảm thấy ngươi cao cao tại thượng, vĩnh viễn không dám chạm đến. Ta cùng ngươi ở giữa khoảng cách, chính là trời cùng đất khác biệt. Lena Hoya từ tốn nói, hiện tại, ngươi có thể nhìn xuống ta. Ta bất quá là bại tướng dưới tay ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, nhìn, thần tôn rất lợi hại để ý. Lena Hoya nói ra, La Quân, ngươi là một cái chính thức chính nhân quân tử. Như thiên hạ còn có một người để cho ta chịu phục. Người kia cũng là ngươi. Nàng nói lời này thời điểm, trong mắt xuất hiện khó được tình cảm ba động, cái kia là chân thành. La Quân nói ra, có thể trước khi đi cùng thần tôn ngươi dạng này bình tĩnh nói chuyện, ta cảm thấy đây là một loại tạo hóa cùng duyên phận. Lena Hoya cười nhạt một tiếng, sau đó, nàng thì như vậy ngồi trên mặt đất. Thần tôn, ngươi cười thời điểm rất mỹ lệ. La Quân cười nói một câu, cũng ngồi xuống theo qua. Lena Hoya nói ra, ta rất ít cười, từ ta có trí nhớ bắt đầu, sư phụ thì nói cho ta biết, không được cầu thả tại nói cười. Đại khái là tại trong mắt mọi người, cao cao tại thượng giáo thần liền nên là băng băng lạnh lùng, không có cảm tình đi. La Quân cười không nói. Lena Hoya nói ra, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi vì cái gì không vui. Ngươi hôm nay liền đế thích thiên cùng bàn đều nhất cử diệt sát. Tại Mê Thất Đại Lục, ngươi một trận chiến này tuyệt đối có thể tái nhập sử sách. La Quân cười cười, lại là tránh không đáp. Hắn nói ra, ta khi còn bé mộng tưởng ta là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, Lena Hoya không khỏi kỳ quái. Nàng chỗ nào nhận biết cái gì Tôn Ngộ Không a? La Quân nói ra, Tôn Ngộ Không, là chúng ta chủ thế giới bên trong một cái hư cấu nhân vật. Hắn có cân đầu vân, ngã nhào một cái cách xa vạn dặm. Hắn có thất thập nhị biến, muốn trở thành người nào thì biến thành người nào. Hắn đã từng đại náo thiên cung. Ngươi có thể đem thiên cung tưởng tượng thành cùng các ngươi thần giáo một dạng tồn tại. Hắn quấy đến thiên địa gà chó không yên. Lena Hoya liền cũng liền hiểu La Quân ý tứ. Nàng nói ra, vậy ngươi bây giờ đã trở thành Tôn Ngộ Không? La Quân nói ra, không, không có. Hắn đón đến, nói ra, ta quên, Tôn Ngộ Không về sau cũng bị Phật Tổ hàng phục tại Ngũ Chỉ Sơn, lại bị Đường Tăng mang lên Kim Cô. Hắn nhìn lợi hại, nhưng thực, Phật Tổ muốn hắn thì sinh. Muốn hắn chết thì chết. Ta liền muốn a, La Quân nhìn bầu trời, hắn nói ra, ta hôm nay sở dĩ thắng, bàn cùng đế thích thiên sở dĩ chết. Đó là bởi vì thiên muốn để ta thắng, muốn để bàn cùng đế thích thiên chết. Nếu như ngày đó, ta đối cái này lão thiên tới nói không dùng được, có lẽ nó liền sẽ muốn ta chết. Lena Hoya nói ra, cho nên ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này mà không vui. La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Lena Hoya lâm vào trầm mặc. Có lẽ, người sống cũng là như thế đi.
La Quân nói ra, ngươi là giáo thần, là thần tôn, ngươi trên vạn người. Nhưng ngươi lại một mực ăn nói có ý tứ, ngươi bị giáo thần vinh diệu giam cầm, không được tự do. Người bình thường, vì sinh kế, không được tự do. Kẻ có tiền, tổng cũng có bọn họ không tự do chỗ. Coi như là tiểu hài tử, cũng có bọn họ không tự do, bọn họ muốn làm bài tập, muốn bị phụ huynh quản thúc. Cho nên, cái này thực không có gì tốt phiền não. Lena Hoya nói ra. La Quân nói ra, đúng, không có gì tốt phiền não. Nói thì nói như thế, La Quân tâm lý chung quy là không có thống khoái như vậy. Thật giống như mặc kệ hắn cố gắng thế nào, làm sao mạnh lên, nhưng hết thảy thực đều phải quy công cho vận mệnh. Căn bản không phải ngươi La Quân nỗ lực cùng vinh diệu được không? Bỏ qua một bên cái đề tài này không nói, Lena Hoya bỗng nhiên nói ra, có nghĩ tới hay không, lưu tại mê thất đại lục, không muốn về chủ thế giới qua. Dù sao ở cái này mê thất đại lục bên trong, ngươi đã đạt tới độ cao này. La Quân mỉm cười, nói ra, nếu ta lưu lại, thần tôn ngươi là hoan nghênh vẫn là không chào đón đâu. Lena Hoya nói ra, ngươi vẫn là đừng gọi ta thần tôn. Gọi ta Lena Hoya liền tốt. La Quân nói ra, phải chăng ta là duy nhất có thể gọi ngươi Lena Hoya người. Lena Hoya đường đường chính chính gật gật đầu, nói ra, không sai. La Quân nói ra, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Hắn đón đến, nói, ngươi vẫn là không có trả lời ta như lưu lại, ngươi là hoan nghênh vẫn là không chào đón. Lena Hoya cười nhạt một tiếng, nói ra, không thể nói rất lợi hại hoan nghênh. Nhưng cũng không thể nói không chào đón. Bản này cũng chính là cùng ta không có bao nhiêu quan hệ sự tình. La Quân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nói, ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu. Lena Hoya hơi hơi ngẩn ngơ, nói, bằng hữu. Nàng đón đến, nói ra, ta không có bằng hữu, giáo thần là không cần bằng hữu, cũng không thể có bằng hữu. La Quân nghe vậy liền cũng thì biết mình là đùa giỡn không thành Lena Hoya. Hắn cảm thấy có thể hơi trêu đùa Lena Hoya, đó là một kiện vô cùng thú vị sự tình. Nhưng Lena Hoya thật là cùng hắn xưa nay nhận biết nữ tử khác biệt, nàng người này, đẹp làm theo đẹp vậy, nhưng là bảo thủ không thú vị. Thời gian không còn sớm, ta muốn đi về nghỉ, Lena Hoya nói ra. Nàng nói chuyện đồng thời đứng lên. La Quân nói ra, ngày mai ta muốn đi thử giải phong tại trong ma cung long tộc, người có muốn hay không theo ta cùng đi. Lena Hoya hơi hơi ngẩn ngơ, nói ra, ta cùng long tộc ở giữa có vô pháp hóa giải ân oán, vẫn là đừng đi cho thỏa đáng. La Quân nói ra, cũng thế. Hắn đón đến, nói, long tộc giải phong, ta hội khuyên long tộc che giấu, không muốn sinh sự. Đồng thời ta cũng hy vọng Lena Hoya ngươi có thể cho long tộc một con đường sống. Lena Hoya trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần long tộc không chủ động xâm chiếm. Ta tuyệt không ra tay với bọn họ. La Quân nói ra, đa tạ. Lena Hoya nói ra, chưa nói tới đa tạ. Nàng đón đến, hỏi, người cần Thái Vũ Quyền Trượng sao? La Quân có chút thẹn thùng, hắn thật sợ mình không có Thái Vũ Quyền Trượng hội không giải quyết được. Cho nên hắn mới muốn Lena Hoya cùng một chỗ cùng đi, có thể Lena Hoya nói không đi, hắn lại không quá có ý tốt muốn về Thái Vũ Quyền Trượng. Hiện tại Lena Hoya chủ động đưa ra. La Quân hơi hơi thở phào. Hắn gật gật đầu, nói ra, ta giải phong long tộc về sau, liền sẽ về chủ thế giới. Đến lúc đó khả năng còn muốn ngươi hỗ trợ thi triển Thái Vũ Quyền Trượng, cho chúng ta đánh lái trở về thông đạo. Lena Hoya gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Sau đó, Lena Hoya quay người rời đi. La Quân đợi một lúc sau, liền cũng liền trở về ngủ. Sáng ngày thứ hai. La Quân cầm trong tay Thái Vũ Quyền Trượng, hắn mang Lan Si cùng Duẫn Nhi còn có Trầm Mặc Nùng một đoàn người cùng một chỗ tiến đến. Thiên Lăng lão tổ biểu thị cũng cùng đi. Lục Nguyệt Hoa đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, thế là mọi người dứt khoát cùng nhau đi tới. La Quân mở ra hư không chi môn, mọi người liền vào nhập hư không chi môn. Thoáng qua ở giữa, mọi người liền đến ma cung phía trước. Thăm lại chốn xưa. La Quân cùng Đa Luân Tư đều là cảm xúc rất nhiều. La Quân cả đám sau đó liền đến trong ma cung, cái kia bị băng phong chúng long tại trong tầng băng sinh động như thật. La Quân bắt đầu lấy Thái Vũ Quyền Trượng vì điểm chống đỡ, sau đó lấy Thiên Địa Pháp Tướng làm cơ chuẩn. Thiên Địa Pháp Tướng phát ra vô cùng kim quang, bắt đầu hòa tan ma cung tầng băng.
Tuy nhiên cái này tầng băng vô cùng cứng rắn, lại có thần đế ý chí lực ở chính giữa. Nhưng dưới mắt, La Quân hỗn độn chi khí quá mức cường đại, cho nên kim quang chỗ đến, bẻ gãy nghiền nát. Sau 10 phút, đóng băng tầng bắt đầu xuất hiện vết rách. Chúng long cũng bắt đầu thức tỉnh, ngay sau đó, đóng băng tầng đại diện tích rạn nứt, sau cùng nương theo lấy trận trận long ngâm tiếng gầm gừ lên. Hết thảy 12 đầu thần long, toàn bộ tỉnh lại. Những này long tộc thân thể cũng không thể hóa thành người, bởi vì cái này không phù hợp vật lý quy tắc, to lớn như thế thể xác, làm sao có thể biến thành hình người. Nhưng bọn hắn nguyên thần lại là hình người. Rất nhanh, 12 đạo nguyên thần thì thoát ra tới. Cầm đầu cũng là long tộc đại trưởng lão, Thu Được Rách. Thu Được Rách chỉ huy mọi người đi tới La Quân trước mặt, Thu Được Rách hướng La Quân thi lễ, nói ra, đa tạ công tử trưởng nghĩa xuất thủ, cứu ta chẳng khác gì thủy hỏa. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là ta đáp ứng long thần tiền bối, cho nên đây cũng là nên ta làm. Thu Được Rách nói ra, công tử là long thần đệ tử, điểm này chúng ta đều đã biết được. Chỉ bất quá chúng ta đều không nghĩ tới, công tử tới cứu chúng ta một ngày này thế mà đến nhanh như vậy. Lan Si tránh sau lưng Duẫn Nhi, nàng sợ hãi nhìn lấy những trưởng lão này. Cái kia nhị trưởng lão Venice nhìn về phía Lan Si, nói ra, đây chính là long thần con nối dõi, Lam Tia tiểu thư A. Nàng chính là chúng ta tân nhiệm long thần A. Nói đến đây, Venice kích động lên. La Quân vốn là dự định đem Lam Ti đái về chủ thế giới, không nghĩ tới là, theo giải cứu chúng long tộc về sau, Thu Được Rách mấy vị trưởng lão liền nói Lan Si muốn làm tân nhiệm long thần. La Quân lại là bất đắc dĩ, cái này hắn thật không tiện cự tuyệt. Về sau, Trầm Mặc Nùng cũng nói với La Quân, chúng ta trở lại chủ thế giới, còn có chư nhiều việc cần hoàn thành. Lan Si cũng quá đặc thù, chúng ta mang ở đâu, chỗ nào đều là tiêu điểm, nàng ở chỗ này, đối nàng đối với chúng ta đều có chỗ tốt. La Quân nghĩ cũng phải, ngay sau đó cũng chỉ có thể như thế. Bất quá trước khi đi, La Quân vẫn là lấy thể hồ quán đính phương pháp đem long tộc ma pháp toàn bộ truyền thụ cho Lan Si. Còn Lan Si có thể hay không lĩnh ngộ, vậy liền nhìn Lan Si chính mình. La Quân tiếp lấy lại cùng đại trưởng lão Thu Được Rách thương lượng, hắn hy vọng long tộc có thể đem đến thiên lăng bên trong, tốt nhất là theo thiên lăng lão tổ cùng một chỗ. Như thế, long tộc chỉ cần không ra thiên lăng, liền cũng liền có thể cùng thiên nguyên đế quốc bên kia bình an vô sự. Thu Được Rách cả đám thật vất vả được đến tự do, cũng là chân quý, liền đáp ứng La Quân yêu cầu. Giải quyết long tộc sự tình, La Quân liền muốn bắt đầu tay chuẩn bị trở về chủ thế giới. Thiên lăng lão tổ mang Thu Được Rách một đoàn người trực tiếp qua Xuân Minh đảo, Lan Si cũng phải bị mang đi. Lan Si khóc không chịu đi, không nỡ Duẫn Nhi, sau cùng làm cho Duẫn Nhi cũng là rơi nước mắt. Duẫn Nhi liên tục theo Lan Si cam đoan, về sau còn sẽ tới nhìn Lan Si, như thế mới miễn cưỡng dỗ đến Lan Si rời đi. Duẫn Nhi cùng làm chút tình cảm là người thường không thể tưởng tượng, Lan Si sau khi đi, Duẫn Nhi cũng là thương tâm không thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, Duẫn Nhi không thể là vì Lan Si thì lưu tại Mê Thất Đại Lục bên trong. Ngay sau đó, La Quân một đoàn người trở lại Nguyệt Ảnh Cung bên trong. La Quân dự định muốn rời khỏi, hắn trước trịnh trọng theo Lục Nguyệt Hoa tạm biệt, cũng theo Phi Kê Lua tạm biệt. Ly biệt luôn luôn tràn ngập thương cảm. Lục Nguyệt Hoa trong mắt phức tạp khó tả, nàng biết, đây là nàng và La Quân kết quả tốt nhất. Không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, cũng chỉ có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Phê Y Kê Lua cũng là nói tiếng bảo trọng. Như thế về sau, La Quân cùng Đa Luân Tư, Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng cùng Duẫn Nhi liền chuẩn bị rời đi. Mọi người đi vào trên quảng trường, Lena Hoya cầm trong tay Thái Vũ Quyền Trượng, phụ trách vì La Quân bọn họ mở ra thông đạo chi môn. Cửa lối đi này, La Quân đã sớm tại 10 năm thời gian tu luyện bên trong tìm tới. Cho nên hiện tại hắn dạy Lena Hoya, Lena Hoya cũng là xe nhẹ đường quen. Lena Hoya cầm trong tay Thái Vũ Quyền Trượng thi pháp, rất nhanh tại trong sân rộng xuất hiện một cái tràn ngập màu trắng mờ mịt khí tức vòng xoáy. Hy vọng chúng ta lần này nhưng so sánh lại thất lạc. Lâm Băng bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, thất lạc cũng không sợ, như vậy đi, chúng ta nếu như đến chủ thế giới mà không cùng một chỗ lời nói. Chúng ta thì đều đánh viên tinh vân điện thoại. Trầm Mặc Nùng nhãn tình sáng lên, nói ra, đây là ý kiến hay. Sau đó, Trầm Mặc Nùng nói viên tinh vân số điện thoại.
Varai làm theo cười khổ, nói ra, chỉ mong chúng ta không phải là từ lão tổ tông tu luyện vụ đô bên trong ra ngoài. Không phải vậy bị Long Ngạo Thiên chặn vừa vặn thì xong đời. La Quân nói ra, không có bi quan như vậy, liền xem như tại vụ đô bên trong. Chúng ta cùng lúc xuất hiện, Long Ngạo Thiên không có khả năng đem tất cả cao thủ toàn bộ tùy thời tùy khắc mang theo trên người, chúng ta cũng có cơ hội lao ra. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi, Lâm Băng nói ra. Người nào trước, Trầm Mặc Nùng hỏi. Đợi một chút, chúng ta giống như quên một người. Varai bỗng nhiên nói ra. Người nào, La Quân nhìn không được hỏi. Duẫn Nhi không khỏi thất sắc, nói ra, Bạch Tuyết tỷ tỷ. Ta dựa vào, La Quân cũng rốt cục nhớ tới. Bạch Tuyết cũng là cái kia trường sinh cảnh ngũ trọng lãnh mỹ nhân A. Nàng đối Soros thân vương trung thành tuyệt đối. Về sau cũng liều chết bảo vệ mình, ta qua, nàng là cùng chính mình đám người này cùng một chỗ tiến đến. Thế mà thật sự đưa nàng cấp quên. Làm sao không nói sớm, La Quân có chút oán niệm quái Varai. Varai bất đắc dĩ, hắn nói ra, bệ hạ, chúng ta từ khi gặp mặt về sau, ngài một mực đang bận bịu A. Ta đều không có cơ hội theo ngài báo cáo. Duẫn Nhi cũng là tự trách, nàng từ nhìn thấy La Quân bắt đầu kích động, càng về sau La Quân bận rộn. Lại thêm cùng Lan Si tách ra, nàng thật sự là đem Bạch Tuyết cấp quên. Về phần Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng, các nàng theo Bạch Tuyết không có quen như vậy. Trước đó tại Đế Thích Thiên nơi đó quá thảm, theo La Quân gặp nhau về sau, còn tại cảm khái La Quân kinh lịch. Nhưng thực, giải thích quá nhiều cũng vô dụng, hai người là không nhớ ra được Bạch Tuyết a. La Quân cũng không biết làm sao tìm được Bạch Tuyết, hắn đối với Bạch Tuyết giải quá ít. Thiên Huyền La Bàn tìm kiếm. Đó cũng là cần một số manh mối. Ngay sau đó, La Quân hỏi Varai một số liên quan tới Bạch Tuyết manh mối. Sau đó, hắn liền để mọi người trước chờ đợi. Sau đó, La Quân liền để Lena Hoya rút lui trước Tiêu Thông Đạo. Ngay sau đó, La Quân qua Xuân Minh Đảo tìm Thiên Lăng Lão Tổ qua. Nếu là muốn so sánh Bạch Tuyết cùng mọi người ở giữa tao ngộ, nàng nên tính là lớn nhất bình an vui sướng. Có lẽ là nàng khi còn nhỏ đợi thì gặp được quá nhiều khổ sở. Cho nên lão thiên phá lệ thương tiếc nàng một số. Bạch Tuyết đến Mê Thất Đại Lục về sau, cũng là tại tuyết vực bên trong. Nàng rất nhanh liền rời đi tuyết vực, đến Thiên Nguyên Đế Quốc. Bạch Tuyết tuy nhiên lãnh đạm, nhưng cũng nhất tâm muốn tìm được La Quân bọn họ. Sau đó, Bạch Tuyết địa phương đoàn lính đánh thuê. Nàng thành một tên rất lợi hại xuất sắc lính đánh thuê. Sở dĩ đoàn lính đánh thuê. Là bởi vì lính đánh thuê là lưu động tính, cho nên thu hoạch tình báo nhiều. Chỉ tiếc, Bạch Tuyết đau khổ tìm kiếm, lại là căn bản không có La Quân bọn họ bóng dáng. Tìm được cũng liền quái. La Quân bọn họ căn bản liền không có xuất hiện ở trên trời nguyên đế nước qua. La Quân cùng Duẫn Nhi thủy chung tại Thiên Lăng bên trong đảo mệnh, liền giáo thần đều bắt không được. Mà Trầm Mặc Nùng các nàng càng khổ cực, từ tiến tới bắt đầu thì bị bắt được thần bí trong huyệt động chờ chết. Bạch Tuyết tìm hơn một tháng, không có chút nào La Quân bọn họ tin tức. Nội tâm của nàng đều đã bắt đầu có chút uể oải. Một ngày này, nàng độc thân đi vào tuyết vực, nàng luôn cảm thấy, La Quân bọn họ hẳn là cũng ở phụ cận đây không xa đi. Nàng về sau là nghĩ như vậy. Tuyết lông ngỗng nhao nhao rơi xuống, Bạch Tuyết cô độc tiến lên. Trên thực tế, Bạch Tuyết cũng rất thói quen bỏ đàn sống riêng sinh hoạt. Để cho nàng vĩnh viễn ở chỗ này sinh hoạt. Nàng sẽ không cảm thấy không quen. Nhưng là Bạch Tuyết thủy chung nhớ kỹ lão thân vương bàn giao, nàng muốn phụ tá La Quân vị này bệ hạ. Đầy trời tuyết lớn bên trong, bốn phía không có chút nào khói người. Dạng này tuyết trắng mịt mùng có thể đem người bức điên. Nhưng Bạch Tuyết lộ ra rất bình tĩnh, nàng ăn mặc vải thô sam, bên ngoài bộ cái áo choàng dài. Cho dù là dạng này phổ thông trang phục, nhưng cũng khó nén nàng mỹ lệ hòa thanh xuất sắc. Cũng chính là vào lúc này, Bạch Tuyết nhìn thấy thần kỳ một màn. Ở trước mặt nàng, một đạo hư không chi môn hình thành. Sau đó, Bạch Y tung bay La Quân đi tới. Bạch Tuyết làm lính đánh thuê thời điểm, đã biết nơi này có ma pháp. Nhưng nàng không sao cả gặp qua ma pháp sư, nơi này ma pháp sư đều là cao cao tại thượng. Cho nên, trước mắt một màn này vẫn là rất lợi hại rung động. Bạch Tuyết cho dù là như thế không màng danh lợi tính tình. Nàng cũng không nhịn được kinh ngạc, bệ hạ. Khổ ngươi, Bạch Tuyết, La Quân khe khẽ thở dài, nói ra. Bạch Tuyết nói, ngài làm sao tới, bệ hạ. La Quân nói ra,
Trong lúc nhất thời, ta cũng giải thích với ngươi không rõ ràng. Đi thôi, tất cả mọi người đã tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị trở về thế giới bao la. Ngày sau, chúng ta lại nói tỉ mỉ. Bạch Tuyết cũng không phải tìm căn nguyên cứu tính cách, nghe vậy cũng liền gật gật đầu. Sau đó, La Quân mang theo Bạch Tuyết tiến vào hư không chi môn. Chỉ một lúc sau, La Quân cùng Bạch Tuyết đi vào trước mặt mọi người. Varai cùng Duẫn Nhi nhìn thấy Bạch Tuyết, đều là vô cùng kích động. Duẫn Nhi dứt khoát nhào vào Bạch Tuyết trong lồng ngực, hô Bạch Tuyết tỉ tỉ. Bạch Tuyết thương yêu Duẫn Nhi, cũng là động tình. Varai thở phào, nói ra, Bạch Tuyết, ngươi không có việc gì liền tốt. Chúng ta đi trước đi, trở lại thế giới bao la, chúng ta lại nói tỉ mỉ. La Quân nói ra, sau đó, hắn nói cho Bạch Tuyết, viên tinh vân dãy số. Hồi đến thế giới bao la về sau, tất cả mọi người thông qua gọi cú điện thoại này đến tập hợp. Bạch Tuyết gật gật đầu. Sau đó, cả đám lần lượt tiến vào thông đạo vòng xoáy bên trong. Đa Luân Tư có chút khẩn trương, bất quá cũng tại thứ hai đếm ngược cái nhảy đi xuống. Cái cuối cùng thì đến phiên La Quân. La Quân một chân bước vào, đột nhiên cảm thấy trước mắt xuất hiện kỳ quái cảnh tượng, bốn phía đều là kín không kẽ hở tầng mây. Đó cũng không phải thông đạo, La Quân không khỏi sững sờ, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi Lena Hoya giở trò quỷ, hiện tại nhưng vẫn là tại mê thất đại lục bên trong. Ở chỗ này, La Quân là tuyệt đối vương giả. Lena Hoya cũng không có khả năng ở chỗ này giở trò quỷ. Ngay vào lúc này, Lena Hoya xuất hiện tại La Quân trước mặt. La Quân không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Lena Hoya. Lena Hoya toàn thân áo trắng, vẫn là xinh đẹp như vậy tuyệt luân. Bất quá nàng tựa hồ không hề giống trước đó như thế tránh xa người ngàn dặm. Sau khi đi, thì lại sẽ không trở về sao? Lena Hoya nhàn nhạt hỏi. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, nói không chính xác, Thái Vũ quyền trượng bên trong có thật nhiều ảo diệu. Bất quá ta tại chủ thế giới bên trong còn không có cách nào đến sử dụng. Ngẫm lại, tại trên tay ngươi bảo quản ngược lại là an toàn nhất. Có lẽ có một ngày, ta sẽ tìm được trở về phương pháp hướng ngươi lấy đi Thái Vũ quyền trượng. Có lẽ ta nghĩ không ra phương pháp, cái kia liền sẽ không trở lại. Lại có lẽ, ta trực tiếp bị cừu nhân giết, dù sao có quá nhiều không xác định. Hắn đón đến, lại cười một tiếng, nói ra, ngươi dù sao cũng nên không phải không nỡ ta đi. Nếu nói không nỡ bỏ ngươi, ngươi liền sẽ lưu lại. Lena Hoya khuôn mặt hơi đỏ lên, ra ngoài ý định nói ra. La Quân ngơ ngẩn, hắn lúc đầu chỉ là trêu đùa Lena Hoya, lại không nghĩ rằng Lena Hoya biết cái này trả lời. Nếu là ngươi chịu lưu lại, ta có thể đối thần giáo giáo chúng tuyên bố, ngươi cùng ta kết làm vợ chồng. Sau này, người ta trung trưởng thần giáo. Lena Hoya y nguyên rất bình tĩnh, nàng nói ra, ta muốn hồi lâu, cảm thấy trên đời này nếu có một người nhưng để ta có một tia tâm động. Cũng chỉ sợ là ngươi. La Quân nghe xong lời này, cảm xúc đó là bành trướng chập trùng a. Nhưng hắn sau cùng lại chỉ có thể cười khổ, nói ra, thần giáo ta không hứng thú, nhưng ta đối với ngươi có hứng thú. Có thể mặc dù như thế, ta vẫn là phải muốn rời khỏi. Lena Hoya nghe vậy, trong mắt nhưng cũng không có vẻ thất vọng. Nàng nói ra, ta biết ngươi lại là loại này lựa chọn. Chỉ bất quá, ta không muốn cho mình lưu cái gì tiếc nuối. Cho nên vẫn là lựa chọn nói ra. Ta cũng không muốn cho mình lưu tiếc nuối, cho nên, đắc tội. La Quân bỗng nhiên tiến lên, ôm Lena Hoya mềm mại vòng eo, sau đó tìm tới nàng ôn nhuận môi đỏ. Trong chớp nhoáng này, Lena Hoya hai mắt trợn lên, trong một chớp mắt, não hải trống rỗng. Sau đó, nàng cũng liền kịp phản ứng. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác, nàng chậm rãi thì nhắm mắt lại. La Quân tham lam hấp thu Lena Hoya thơm ngọt nước bọt, nụ hôn này, thuần mỹ vô cùng, tựa như là ấp ủ trăm năm lâu mỹ tử một dạng, khiến người ta thật lâu khó mà quên. Sau một hồi lâu, La Quân cùng Lena Hoya tách ra. Ta nên đi, gặp lại. Hắn quay người thì nhảy vào thông đạo. Gặp lại, Lena Hoya khuôn mặt ửng hồng, nàng nhẹ nói một câu. Nàng biết, nàng hội vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ cái hôn này, nhớ kỹ giờ khắc này vị đạo. Cũng sẽ nhớ kỹ La Quân người này. Đối với La Quân tới nói, hắn xác thực có thể nhân cơ hội này muốn Lena Hoya người. Chỉ sợ Lena Hoya sẽ không phản đối. Nhưng là như thế sẽ có vẻ rất lợi hại không tôn trọng Lena Hoya, chính mình xem nàng như thành người nào. Trước khi đi đánh một pháo tùy ý nữ nhân. Nhiều khi,
La Quân tâm lý có một cái giá trị xem. Giữa nam nữ cảm tình có thể trở thành mỹ hảo hướng tới, cái này hướng tới không nhất định là muốn phát sinh quan hệ. Nếu không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, liền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tiến vào thông đạo vòng xoáy bên trong về sau, La Quân lần nữa tiến vào cái kia màu sắc sặc sỡ mặt kính thế giới bên trong. Sau đó, hắn một bước đạp không, sau đó liền trước mắt không còn, tiếp lấy cả người mất trọng lượng, hướng xuống mặt rơi xuống. Ngoá, cứ việc sớm có kinh nghiệm, nhưng La Quân vẫn là hơi thất sắc. Hắn tận lực bảo vệ tốt mặt cùng bộ vị yếu hại. Phanh một tiếng. Rất nhanh, La Quân cảm giác được chính mình cả người thân thể chấn động, ngũ tạng lục phủ đều có chút khó chịu. Hắn cảm giác mình nện ở trên mui xe. Đương nhiên, La Quân bản thân là không có việc gì. Thân thể của hắn cường hãn cực kỳ, hắn lập tức mở mắt ra, bên tai đồng thời truyền đến tiếng thét chói tai. La Quân lập tức phát hiện bốn phía là một cái tiểu hồ bạc, rừng cây nhỏ. Mà chính mình vừa vặn nện ở một cỗ đại chúng mới lãng giật trên mui xe, xe kia đỉnh đã ổ hãm xuống dưới. Xe là đứng ở ven đường bên trên. Nơi này hẳn là vùng ngoại ô hoặc là nông thôn khu vực. Sau đó, La Quân từ trên mui xe xoay người xuống tới. Hắn lập tức liền trông thấy buồn cười cùng một màn hương diễm. Một đôi đang xa chấn nam nữ thất kinh, hai người hạ thân vẫn là để trần đâu, trên người mặc y phục. Đôi nam nữ này nhìn hơn 30 tuổi, nam bụng phát tướng, nữ rất có tư sắc, dáng người cũng không tệ. Cải trắng tốt cuối cùng sẽ để heo ủi, đây thật là nhân loại bất đắc dĩ. Cái kia đối với nam nữ dọa đến mặt không còn chút máu, cũng xác thực, La Quân như thế xuất hiện, quá không thể tưởng tượng. Mẹ nó, nơi này một không có cao ốc, hai không có đại sơn. Đột nhiên từ trên trời rơi cá nhân xuống tới, cái này có thể không đem người dọa đến gần chết. Làm không tốt cái này nam đều muốn bị hoảng sợ ra phương diện nào vấn đề. La Quân thật cũng không như vậy thất đức, hắn xoay người sang chỗ khác, nói ra, các ngươi nhanh lên mặc quần áo đi. Nơi này hẳn là Hoa Hạ, đôi nam nữ này là người Hoa. Cái này là La Quân suy đoán. Đôi nam nữ này nghe được La Quân nói chuyện, hai người vội vàng lại tiến trong xe mặc quần áo. Cũng là chiếc xe này chất lượng không tệ, La Quân rơi xuống lúc cũng làm chút né tránh biện pháp, không phải vậy hai người này có thể bị chết có chút oan. Nam tiến trong xe về sau, rất nhanh liền đi ra. Nữ ra mặt mỏng, không có dám ra đây. Nam nơm nớp lo sợ hỏi La Quân, nói, ngươi là người hay quỷ a? Lúc này chính là 8 giờ tối, mặt trăng rất mỹ lệ, đại địa một mảnh màu xám bạc. Cái này hương thôn ban đêm, phá lệ yên tĩnh. La Quân có chút tức giận nhìn về phía Nam, nói ra, ta nhìn giống quỷ sao? La Quân sau khi nói xong, liền cũng phát giác một vài vấn đề. Chính mình lối ăn mặc này thì rất lợi hại phục cổ a, màu trắng áo choàng, theo đang diễn trò giống như. Nam kia vẫn là rất sợ La Quân, hắn nói gấp, ngài không giống quỷ, ngài không giống quỷ. La Quân hỏi, người tên gì? Nam cũng không dám theo La Quân hoành, chủ yếu là La Quân xuất hiện quá thần bí. Hắn nói ra, ta gọi Lâm Quân. La Quân nói ra, ta hỏi ngươi cái mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta, yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm khó ngươi. Vâng, ngài hỏi, Lâm Quân thành thật nói ra. La Quân nói, nơi này là chỗ nào? Lâm Quân quái dị nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, nơi này là Yến Kinh Đông Giao Thập Lý Phô. Ta qua, thế mà nói thẳng Yến Kinh. La Quân không khỏi mừng thầm, tâm đạo, cái này ngược lại tiết kiệm không ít sự tình. Đồng thời, La Quân cũng cảm thấy ngũ duy không gian thông đạo quả nhiên là thú vị. Chính mình trước đó là từ xa ngoài vạn dặm quận bo tiến vào Mê Thất Đại Lục. Lúc này đi ra, nhưng lại đến Yến Kinh. Hiện tại là mấy tháng mấy ngày, La Quân lập tức lại hỏi Lâm Quân. Lâm Quân nghe xong lời này, liền dùng càng thêm cổ quái ánh mắt nhìn La Quân. Nhưng hắn vẫn là hồi đáp, hôm nay là ngày 1 tháng 8. Thời gian là ngang nhau, La Quân nghe xong lời này, tâm lý thì nắm chắc. Hắn theo rồi nói ra, đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn sử dụng. Lâm Quân không dám vi phạm, từ trong túi quần móc ra một cái Hoa Vi điện thoại di động. La Quân cầm điện thoại di động lên thì bấm Viên Tinh Vân điện thoại. Bên kia cũng rất nhanh liền thông. Vị kia, Viên Tinh Vân hỏi, Viên Tinh Vân thanh âm trầm ổn, hắn biết mình cái số này tư mật, có thể đánh tiến đến đều khẳng định là người quen cũ.
Là ta, La Quân nói ra. Viên Tinh Vân nhất thời hoan hỉ, nói ra, La Quân. Cái này thật đúng là xảo, vừa mới tiếp vào Mạc Nùng điện thoại, ngươi lập tức thì đánh tới. Mạc Nùng bây giờ ở nơi nào? La Quân lập tức hỏi. Viên Tinh Vân nói ra, tại Tokyo. Ta qua, La Quân âm thầm oán thầm, cái này thật đúng là theo ở trên trời chơi hạt giống giống như, vẩy khắp ngũ đại châu thất đại dương a. La Quân ngay sau đó liền nói, ta lập tức tới ngay Yến Kinh bên này, ta đợi chút nữa đến Minh Châu Cao Úc tìm ngươi, ngươi an bài cho ta dưới vấn đề chỗ ở. Tốt, Viên Tinh Vân tự nhiên đáp ứng. La Quân ngay sau đó thì tắt điện thoại. Sau đó, hắn nói với Lâm Quân, vậy liền lại làm phiền ngươi đưa ta một chuyến đi, ta muốn đi Yến Kinh ba vòng Minh Châu Cao Úc, ngươi biết ha. Lâm Quân gật gật đầu. Sau đó, La Quân cũng liền lên xe. Hắn ngồi ở phía sau, cái kia nữ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Một đường lái hướng Yến Kinh. Trên đường, Lâm Quân cùng cái kia nữ cũng nhịn không được liên tục lặng lẽ dò xét La Quân. Nữ tử sau cùng lấy hết dũng khí hỏi, ngài là từ trên máy bay đến rơi xuống sao? Không đợi La Quân nói chuyện, Lâm Quân nói ra, người cái này không ngốc à, nếu là từ trên máy bay đến rơi xuống, người còn có thể sống được. Chúng ta cũng phải bị đập chết. Nữ tử cũng cảm thấy có đạo lý. Nàng nói ra, có thể. Lâm Quân cũng muốn hỏi La Quân, nhưng lại không quá xin hỏi. La Quân cười ha ha, nói ra, ta là từ tương lai xuyên toa trở về, lập tức, nhân loại liền muốn dẫn phát đại chiến thế giới lần thứ ba, địa cầu sẽ bị chiến tranh hạt nhân bao trùm, khi đó, khắp nơi đều là biến dị cương thi, quái thú. Trong nhân loại không có quốc gia, chỉ có liên bang. Ta trở về là đến ngăn cản đại chiến thế giới lần thứ ba. À, Lâm Quân cùng nữ tử không khỏi hãi nhiên thất sắc. Ngài nói thật sự là thật, nữ tử sắc mặt trắng bệch, run giọng hỏi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, giả. Nữ tử hòa Lâm Quân mã bên trên thở phào một hơi, vậy ngài đến là? Nữ tử hỏi. La Quân cũng là đau đầu, mẹ chứng, hắn tuy nhiên nói láo vô số, nhưng là lúc này thật đúng là tìm không ra cái phù hợp lý do lừa gạt hai cái này hiếu kỳ bảo bảo. Tổng cũng không thể ăn ngay nói thật, vậy nhưng so vừa rồi cái kia hoang ngôn còn muốn không thể tưởng tượng đây. La Quân thế là trừng mắt, nói ra, hỏi nhiều như vậy làm gì, chính ta tạo cái nhiệt khí bóng, không cẩn thận ngã xuống. Mà mẹ nó, Lâm Quân lập tức liền nhấc ngang tới. Hắn nghe xong La Quân bất quá là cái chơi nhiệt khí bóng, vậy lão tử sợ ngươi cọng lông a. Hắn lập tức dừng ngay, nói ra, tiểu tử, ta nói cho ngươi. Ngươi làm hư ta xe, ngươi đến bồi. La Quân không khỏi sững sờ, hắn cười tủm tỉm nói ra, tốt, ta cho ngươi bồi, cho ngươi 30 vạn thế nào? Lâm Quân nói, ngươi đùa bỡn ta đúng hay không? Đúng, cũng là đùa nghịch ngươi. La Quân cười ha hả nói ra, Lâm Quân cái này khí a, lập tức liền muốn phát tác, La Quân một phát bắt được hắn thủ đoạn, nói, tiểu tử, ngươi không thành thật đúng hay không? A, đau. Lâm Quân lập tức như giết heo hô to. Tiếp tục mở xe, La Quân lười nhác nói nhảm, bỏ qua Lâm Quân tay, lạnh lùng nói ra. Sau đó, La Quân thì không tiếp tục để ý Lâm Quân. Lâm Quân cùng nữ tử kia cũng hoàn toàn trung thực xuống dưới, một câu đều không tìm La Quân hỏi. La Quân nhắm mắt ngưng thần, cái này nhắm mắt lại, khóe miệng của hắn liền lộ ra đắng chát. Trong não vực, đã không có quang não. Hỗn độn chi khí hoàn toàn biến mất. Biến mất không còn một mảnh. Mà lại, bốn phía trong không khí, rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì nguyên tố chi lực. La Quân minh bạch, từ giờ khắc này, hắn mộng kết thúc. Hắn chẳng khác gì là lại trở lại hiện thực thế giới bên trong. Cái kia mê thất đại lục hết thảy, đều giống như một trận hoa lệ mà không chân thực mộng. Lại như là một trận vô cùng rất thật trò chơi. Bất quá, La Quân vẫn là muốn cảm tạ mê thất đại lục trận này lữ hành. Hắn thu hoạch đa luân từ người huynh đệ này, mặt khác còn được đến long thần long tinh, sau đó để thân thể của mình càng thêm cường đại, tu vi cũng đến trường sinh cảnh đệ tam trọng. Cái này tốc độ kinh khủng là thường nhân không dám tưởng tượng. Ban đêm tầm 10 giờ, La Quân đi vào Minh Châu Cao Úc phía trước. Sau khi xe dừng lại, La Quân xuống xe. Hắn vừa xuống xe liền trông thấy Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, xem xét tựa như là cái tư thục lão sư. Đây là cái gì trang phục? Viên Tinh Vân trông thấy La Quân về sau, không khỏi nhịn không được cười lên.
La Quân khẽ cười khổ, theo rồi nói ra, ta đem huynh đệ kia xe làm hư, người giúp ta bồi ít tiền đi. Hắn tuy nhiên trên mặt dữ dằn, nhưng là hắn vẫn là tuyệt đối giảng đạo lý. Viên Tinh Vân cười một tiếng, nói ra, không có vấn đề. Sau đó, hắn từ trong bọc xuất ra một xấp tiền, hết thảy 1 vạn khối. Điểm ấy đủ sao? Viên Tinh Vân hỏi. Đầy đủ, La Quân tiếp nhận tiền, sau đó trở về trước xe, hắn đem tiền đưa cho Lâm Quân, nói ra, tính cả sửa xe tiền, tăng thêm ngươi đưa ta tới tiền xăng, tiền nhân công, phí qua đường chờ một chút, cái này 1 vạn khối không có để ngươi ăn thiệt thòi à? Không, không có, Lâm Quân vui mừng quá đỗi. Hắn trần xe tổn thương không lớn, 2.000 khối liền có thể sửa chữa tốt, dù sao không phải cái gì xe xịn. Cho nên Lâm Quân vẫn là rất cao hưng. Cút đi, La Quân sau cùng tức giận nói ra. Lâm Quân vội vàng nói tạ, sau đó nổ máy xe nghênh ngang rời đi. Như thế về sau, La Quân mới đến đối mặt Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân nói ra, đi thôi, ta trước đưa ngươi đi nhà ta nghỉ ngơi. Ngươi đến Yến Kinh đến, hiện tại Mặc Nùng cũng không tại, ta tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi, không thể bạc đãi ngươi. Không phải vậy Mặc Nùng muốn trách ta. La Quân cười một tiếng, nói ra, thực ta là cảm thấy tại trong tửu điếm muốn tự tại một số. Viên Tinh Vân trợn mắt chừng một cái, nói ra, vậy nhưng không phải do ngươi. La Quân liền cũng thì không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên trước đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng theo Viên Tinh Vân ở giữa là náo chút không thoải mái. Nhưng này chút không thoải mái là liên quan tới bảo vệ quốc gia cùng cá nhân trên nguyên tắc khác nhau. Những này không thoải mái là không ảnh hưởng quan hệ cá nhân. Huống chi thời gian trôi qua lâu như vậy, lẫn nhau ở giữa sớm đã không có gì lo lắng. Sau đó, La Quân bên trên Viên Tinh Vân Wrangler xe Jeep. Viên Tinh Vân lái xe. La Quân cái này mới có rảnh thưởng thức dậy Yến Kinh Mỹ lệ bóng đêm tới. Tại Mê Thất Đại Lục ở lâu, hắn lại đối thế giới bao la hết thảy phá lệ tưởng niệm. Nơi này, mới là nhân loại văn minh vị trí A. Vô luận đi bao xa, qua tới đó, lấy đến bao lớn thành tựu. Nhưng đối với La Quân tới nói, thế giới bao la, hoa hạ, đây mới là hắn vĩnh viễn căn. Liền cũng tại lúc này, Viên Tinh Vân điện thoại di động lại vang, cái gì, người vị nào? Viên Tinh Vân nghe bên kia nói tiếng Anh nói bô bô, hắn tiếng Anh không có tốt như vậy, hoàn toàn nghe không hiểu nhiều, tức giận đến muốn tắt điện thoại. Cho ta, La Quân liền vội vàng đoạt lấy Viên Tinh Vân điện thoại di động. Uy, La Quân tiếp thông điện thoại, nói. Ngoá. La Quân, là người A, bên kia lập tức hưng phấn lên. Lại là Đa Luân Tư. Ha ha, Đa Luân Tư, còn tốt không có phí công dạy người A, người thế mà cũng sẽ dùng di động. La Quân vừa cười vừa nói. Đa Luân Tư kìm nén thanh âm nói ra, người còn nói, nếu không phải nghe người nói rất nhiều liên quan tới chủ thế giới sự tình, ta muốn bị các người nơi này hù chết. Cái kia trên đường cái từ đâu tới nhiều quái thú như vậy A, chạy còn nhanh. Quái thú, La Quân sững sờ, nói, ta dựa vào, người nói sẽ không phải là xe hơi à. Đa Luân Tư nói, đúng đúng đúng, cũng là xe hơi. Ta nhớ được ngươi đã nói. La Quân cười lên ha hả, nói, nguyên lai xe hơi trong mắt ngươi là quái thú à. Đa Luân Tư có chút thẹn quá hóa giận, nói ra, ngươi ở đâu à, ta muốn làm sao tìm ngươi. Vẫn là ta qua tìm ngươi đi, La Quân nói ra, ngươi ở đâu. Ta nào biết ta ở đâu à? Đa Luân Tư có chút phát điên. La Quân nói, há, cũng đúng. Hắn đón đến, nói ra, tốt, ngươi đừng đi xa. Ta sẽ mau chóng tới tìm ngươi, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Vậy sao ngươi tìm ta? Đa Luân Tư rất lợi hại lo lắng. La Quân nói ra, yên tâm đi, ta sẽ tìm được ngươi. Muốn tìm tới Đa Luân Tư tự nhiên là rất đơn giản, thông qua hắn đánh tới số điện thoại di động. Rất nhanh liền có thể định vị mà. Đối với Viên Tinh Vân tới nói là một bữa ăn sáng. Về sau, La Quân lại lần lượt tiếp vào Varai, Duẫn Nhi, Lâm Băng, cùng Bạch Tuyết điện thoại. Mọi người phân bố vị trí, vậy đơn giản cũng là đủ loại. Bất quá tất cả mọi người là thế giới bao la người, cho nên muốn tụ tập lại rất đơn giản. Khó khăn nhất cũng là Đa Luân Tư gia hỏa này, thuộc về không chứng không hợp đồng. Hắn muốn trở về. Vậy cần theo địa phương một số người trên đường liên hệ, tìm tới phương pháp. Nhưng cái này cũng không có gì tốt khó. La Quân đêm nay nhất định không thể nghỉ ngơi thật tốt, hắn để Viên Tinh Vân trước định vị ra Đa Luân Tư vị trí.
Còn tốt, Đa Luân Tư cũng không ở nước ngoài, mà là tại phương Bắc một tòa thành thị bên trong. Cái này tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Ngay sau đó, Viên Tinh Vân phái ra máy bay riêng cùng La Quân cùng đi tiếp Đa Luân Tư. Vào lúc ban đêm, La Quân cùng Viên Tinh Vân đã đem Đa Luân Tư tiếp về Yến Kinh, cũng vào ở đến Viên Tinh Vân trong nhà. Viên Tinh Vân ở tại vùng ngoại ô trong biệt thự, tuy nhiên vắng vẻ điểm, nhưng là đặc biệt thanh tĩnh cùng rộng lớn. Trong biệt thự có hai cái người hầu chuyên môn phụ trách quét dọn thu thập, nếu như Viên Tinh Vân ở nhà, liền sẽ cho Viên Tinh Vân nấu cơm. Bất quá Viên Tinh Vân luôn luôn không tại, cho nên cái kia hai cái người hầu cơ hồ chẳng khác nào là chính mình biệt thự lớn ở. La Quân vừa đến đã trêu chọc Viên Tinh Vân, nói ra, Viên Sử A, người đây là dùng tiền mời người khác ở người biệt thự A. Người nói người đây là vì như vậy. Viên Tinh Vân cười mắng, người cái miệng này A, một chút cũng không thay đổi. Trước đó, La Quân đối mặt Viên Tinh Vân, hắn có một loại cảm giác đè nén. Cũng mang một tia kính sợ, nhưng bây giờ, La Quân tu vi đã là trường sinh cảnh tam trọng. Hắn tu vi đã tại Viên Tinh Vân phía trên, cho nên hai người ở chung cảm giác đã rất lợi hại là ngang nhau. Đây không phải La Quân cố ý vi chi, mà chính là khí chàng vấn đề. La Quân khí chàng đến phân thượng này, tự nhiên mà vậy cũng là loại cảm giác này. Viên Tinh Vân tự nhiên cũng có thể cảm nhận được La Quân biến hóa, hắn nhìn không ra La Quân tu vi đến có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hắn biết, La Quân tu vi không kém hắn. Hắn trong lòng cũng là kinh ngạc La Quân tu vi tiến triển nhanh chóng, thật sự là quá kinh khủng. Đến Viên Tinh Vân, La Quân dạng này tu là hơn. Bọn họ hô hấp thổ nạp đều đã liền thành một khối, liền xem như siêu cấp cao thủ, vậy cũng rất khó coi ra bọn họ sâu cạn. Nếu là nhìn so với chính mình tu vi thấp người, cái kia còn có thể miễn cưỡng nhìn cái một hai đi ra, nếu là gặp được cao hơn chính mình, cái kia sẽ rất khó nhìn ra. Tại trong biệt thự, đám người hầu đã chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối. Đây là Viên Tinh Vân sớm gọi điện thoại bàn giao. Tại trong nhà ăn, Viên Tinh Vân cùng Đa Luân Tư cùng La Quân ngồi xuống. Đa Luân Tư có loại thổ lão mạo vào thành cảm giác, nhìn chơi đều rất lợi hại mới mẻ. Bất quá hắn vẫn là tận lực nhìn xuống loại này hiếu kỳ, tận lực biểu hiện được bình thường. Trong nhà ăn ánh đèn chói lọi, đây là Đa Luân Tư tò mò nhất. Hắn tự mình lặng lẽ hỏi La Quân, đây là cái gì ma pháp? La Quân kém chút không có cười ra tiếng, hắn nhịn cười theo Đa Luân Tư giải thích. Ăn cơm quá trình bên trong, Viên Tinh Vân hỏi La Quân tao ngộ. La Quân liền đại khái đem tại quận Bo khi huyết hoàng sự tình nói, lại giảng lưu lạc mê thất đại lục dị độ không gian thời gian. La Quân nói rất lợi hại giản lược, không sai biệt lắm nửa giờ thì kể xong. Viên Tinh Vân đối La Quân khi huyết hoàng hơi kinh ngạc, bất quá cũng có thể tiếp thu. Nhưng hắn đối mê thất đại lục cảm thấy rất hứng thú, liên tục lại hỏi La Quân rất nhiều liên quan tới mê thất đại lục sự tình. La Quân trả lời. Viên Tinh Vân nhìn không được hưng phấn nói ra, quả nhiên, ta phán đoán không có sai. Cái thế giới này ảo diệu, không phải chúng ta lý giải đơn giản như vậy. Tầng tầng lớp lớp không gian chi mê, còn có càng nhiều chúng ta không biết lĩnh vực, quá thần kỳ. La Quân đối điểm này rất là đồng ý. Sau khi ăn cơm xong, La Quân mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng hắn nhìn Đa Luân Tư rất là hưng phấn. Liền mượn Viên Tinh Vân xe, mang Đa Luân Tư ra ngoài đi dạo đứng lên. Hắn tận lực cho Đa Luân Tư giải thích thế giới bao la hết thảy. Trước đó, Viên Tinh Vân nói với La Quân tiếng Trung, Đa Luân Tư nghe giống như thiên thư. La Quân cũng nói với Đa Luân Tư, nếu có hứng thú, hắn đến lúc đó tìm người dạy Đa Luân Tư tiếng Trung. Đa Luân Tư gật gật đầu. Tối hôm đó, La Quân cùng Đa Luân Tư đến 3 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai, La Quân dự định qua Tư Đồ ra gặp Tư Đồ lão gia tử. Đối với Tư Đồ công quán cái chỗ kia, La Quân cảm tình phức tạp tới cực điểm. Có đôi khi, hắn cũng không dám qua đối mặt. Tại như thế một buổi tối, Linh Nhi bị Trần Diệc Hàn làm cho muốn sống không được, muốn chết không xong. Đó là vợ hắn a. Mà hắn lại cái gì cũng không thể vì Linh Nhi đi làm. Cái này là La Quân trong cả đời lớn nhất sỉ nhục. So thả Vĩnh Long đưa cho sỉ nhục còn nặng hơn. Nhiều khi, La Quân có thể làm được như vậy cứng cỏi, bất khuất, hắn đều sẽ yên lặng cảm tạ sinh mệnh những này cừu nhân. Là bọn họ cho La Quân lực lượng. Bây giờ chính là đầu tháng 8, Yến Kinh khí trời cũng rất là nóng bức. La Quân để Đa Luân Tư ngay tại trong biệt thự đợi, hắn mượn Viên Tinh Vân xe trực tiếp qua hướng Tư Đồ công quán.
Sau 2 giờ, La Quân đến Tư Đồ Công Quán. Đến thời điểm, La Quân ngây người. Bởi vì hắn nhìn thấy Tư Đồ Công Quán đã là một vùng phế tích, nơi này vắng ngắt, không có chút nào người ở. La Quân không nghĩ tới Tư Đồ Công Quán đã bị hủy, trong lòng hắn sinh ra một loại nói không nên lời khủng hoảng tới. Sau đó, La Quân vội vàng bấm Viên Tinh Vân điện thoại. Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra, ta cho là ngươi đều biết. La Quân hỏi vội, đến là chuyện gì xảy ra? Viên Tinh Vân nói ra, cũng là lần trước, Trần Diệc Hàn bức bách Tư Đồ Linh Nhi. Về sau thần đế cứu đi Linh Nhi, nhưng là Tư Đồ Công Quán cũng tại một lần kia bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Quân thân thể chấn động, lại là như vậy thảm liệt. Nhưng vì cái gì lão gia tử cùng Linh Nhi không có cái gì nói với tự mình? Giờ khắc này, La Quân bức thiết muốn gặp được Linh Nhi. Đó là vợ hắn a, nàng thụ lớn như vậy ủy khuất, mà chính mình lại cái gì đều làm không? Trần Diệc Hàn. La Quân trong mắt lóe lên cực đoan phẫn nộ hỏa diễm, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân giết ngươi. Sau một hồi khá lâu, La Quân mới bình tĩnh trở lại, hắn hỏi, vậy ngươi có thể biết, lão gia tử bọn họ hiện tại ở nơi đó? Viên Tinh Vân nói ra, lão gia tử điện thoại không có sửa đổi, ngươi trực tiếp gọi điện thoại hỏi liền tốt. La Quân gật gật đầu. Sau đó, hắn treo Viên Tinh Vân điện thoại, sau đó bấm lão gia tử máy riêng. Điện thoại rất nhanh liền thông, bên kia truyền đến là Ngô Bá Thanh âm. Ngô gia gia, là ta, La Quân trầm thấp nói ra. Ngô Bá bên kia ngốc ngẩn ngơ, sau đó kích động lên, Tôn thiếu gia, là ngươi. La Quân hổ thẹn tới cực điểm, hắn nói ra, Ngô gia gia, gia gia của ta hắn có khỏe không? Ngô Bá Thanh âm ảm đạm, hắn nói ra, Tôn thiếu gia, trong khoảng thời gian này chúng ta làm sao cũng liên lạc không được ngươi. Ngươi mau trở lại nhìn một chuyến lão gia tử đi, lão gia tử nhanh không được. La Quân hãi nhiên, hắn lập tức nói, ta hôm nay đến trước kia công quán, phát hiện nơi này đã bị thiêu hủy. Ngô gia gia, các ngươi hiện tại ở đâu đây? Ngô Bá nói ra, chúng ta tại. Đạt được địa chỉ về sau, La Quân lập tức lái xe đi gặp. Trên đường đi, La Quân đem xe mở nhanh chóng, trong đầu hắn thủy chung lượn vòng câu nói kia. Lão gia tử sắp không được. Tư Đồ lão gia tử bây giờ ở tại một chỗ khác nhà cũ bên trong, chỗ ấy rất là thanh tĩnh. La Quân rất nhanh liền đến Ngô Bá chỗ nói địa chỉ. Hắn vừa xuống xe, liền trông thấy Ngô Bá ở ngoài cửa nhìn chung quanh. Ánh nắng tươi sáng vẩy chiếu vào Ngô Bá trên thân, Ngô Bá tóc đã trắng như tuyết, hắn lộ ra rất là già nua. La Quân vừa xuống xe, liền bước nhanh chào đón. Tôn thiếu gia, mau vào. Ngô Bá dẫn La Quân tiến nhà cũ. Khiến La Quân nghĩ không ra là, Tư Đồ gia rất nhiều thúc bá, con cháu bối chờ một chút, tất cả mọi người đã tới. Nhưng nói là tề tụ một đường. Tư Đồ lão gia tử thì ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt hắn vô cùng kém, nhưng nói là hơi thở mong manh, thì treo sau cùng một hơi. La Quân tiến đến, Tư Đồ lão gia tử gặp La Quân, ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên. La Quân một thanh bổ nhào qua, sau đó quỳ gối Tư Đồ lão gia tử trước mặt. Gia gia, Tôn Nhi bất hiếu. La Quân hai mắt phát hồng, nghẹn ngào nói. Tư Đồ Viêm nhìn về phía La Quân, hắn mỉm cười, nói tới nói lui. Hắn nói chuyện đã có chút cố hết sức, nói, La Quân, người trở về liền tốt. Thực ta sớm không được, lần trước Trần Diệc Hàn một trưởng kia nát ta tâm mạch. Ta sở dĩ còn có thể chống đỡ cho tới hôm nay, cũng là còn muốn gặp ngươi một lần. Không cùng ngươi gặp một lần, ta này đôi mắt nhắm không lên a. Lại là hắn, La Quân nghiến răng nghiến lợi, nói, ta nhất định muốn giết hắn. Hắn là người thân đệ đệ a, Tư Đồ Viêm nói ra, La Quân, người cũng không cần quá câu chấp tại cừu hận. Đây đều là mệnh ta số. La Quân mắt đỏ nói ra, hắn nếu thật coi ta là đại ca hắn, liền sẽ không đối với ngài đối Linh Nhi làm ra như thế ác tha sự tình. Đã hắn đã mất tình, ta tuyệt sẽ không đối với hắn có chút lưu tình. Tư Đồ Viêm gặp La Quân như vậy. Hắn cũng không có nhiều lời. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, La Quân, ta thời điểm không nhiều. Ngươi nghe ta nói mấy câu. La Quân nhìn về phía Tư Đồ Viêm, trong mắt của hắn tràn đầy lệ quang. Tư Đồ Viêm đợi La Quân chi tình nghị, La Quân vĩnh viễn ghi khắc. Bây giờ Tư Đồ Viêm muốn thân tử, La Quân trong lòng bi thương khó nhịn. Ta một mực cùng ngươi theo Linh Nhi đều nói, cha mẹ của nàng là ra ngoài đi xa. Thực là ta lừa các ngươi.
Linh Nhi mẫu thân sinh hạ Linh Nhi về sau, thì cùng người chạy. Phụ thân nàng thụ không cái này kích thích, cũng vừa đi chi. Như thế hơn 20 năm, các nàng cho tới bây giờ đều không có tin tức gì. Linh Nhi tuy nhiên có phụ mẫu, nhưng xưa nay chưa thấy qua phụ mẫu liếc một chút. Tư Đồ Viêm nói đến chỗ này kịch liệt ho khan, La Quân vội vàng đứng lên vì Tư Đồ Viêm thuận khí. Tư Đồ Viêm bình phục lại về sau, sắc mặt hắn ửng hồng vô cùng. Hắn bắt lấy La Quân tay, nói ra, Linh Nhi là cái số khổ hài tử, người nhất định phải đối đãi nàng thật tốt, biết không? La Quân trọng trọng gật đầu, nói ra, ra ra, ta sẽ. Tư Đồ Viêm liền cười một tiếng, hắn nói ra, người bây giờ tu vi, ta đã nhìn không ra. Người trưởng thành rất nhanh, có người tại, ta rất lợi hại yên tâm. Lúc đầu ta còn lo lắng ta đây vừa đi, Yến Kinh có chút gia tộc hội dục dịch. Bọn họ đối ta Tư Đồ ra là ẩn nhẫn quá lâu. Nhưng bây giờ có ngươi, ta đã không có gì tốt lo lắng. Hắn đón đến, nói ra, từ hôm nay trở đi, La Quân, ngươi chính là Tư Đồ gia tân gia chủ. La Quân không có cự tuyệt, lão gia tử lâm trung di ngôn, hắn tự nhiên là muốn tuân theo. Vâng, ra ra, La Quân nói ra. Lúc này, chung quanh thúc bá bên trong, có sắc mặt người cũng đã rất là khó coi. Cũng khó trách. La Quân bất quá là Tư Đồ gia cháu rể, nhưng Tư Đồ lão gia tử lại làm cho hắn tới làm Tư Đồ gia gia chủ, những thúc thúc đó bá bá nhóm tự nhiên không phục. Nhưng bây giờ, Tư Đồ lão gia tử lâm trung di ngôn, tự mình mở miệng, chúng gia thúc bá đều tại, bọn họ cũng không tiện nói gì. Tư Đồ Viêm tiếp lấy liếc nhìn mọi người, hắn nhìn về phía hắn con trai trưởng Tư Đồ Kính, nói, A Kính, ta lời nói, ngươi nghe được sao? Tư Đồ Kính là cái chừng 50 tuổi lão giả. Hắn ăn mặc đường sam, cả người rất lợi hại có khí chất. Hắn nhìn về phía Tư Đồ Viêm, sau đó hít sâu một hơi, nói ra, phụ thân, chẳng lẽ tại trong lòng ngài, nhi tử thật không kịp hắn sao? Lời này, nhi tử hôm nay vốn không nên hỏi, nhi tử cũng không phải tham đồ thứ gì, chỉ là đang nghĩ, nhi tử đến có cái gì sai lầm. Ngươi, Tư Đồ Viêm nhìn về phía Tư Đồ Kính, hắn nhất thời tức giận sôi sục. Sau đó, hắn một hơi thở gấp lên. Tiếp lấy thì nghẹo đầu, chính là như vậy tắt thở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tư Đồ Viêm lão gia tử tắt thở một khắc này, trong phòng khách rất nhiều bọn tử tôn lên tiếng khóc lớn, tóm lại là một mảnh sầu vân thảm vụ. Mà mấy vị thúc thúc bá bá sắc mặt lại là nghiêm túc bên trong mang theo phức tạp chi tình. La Quân lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn hít sâu một hơi về sau, đối Ngô bá nói ra, Ngô gia gia, gia gia tang sự. Ngài đến xử lý đi. Ngô bá gật gật đầu, hắn nói ra, bất quá tôn thiếu gia, lão gia trước đó từng có bàn giao, hy vọng tang sự hết thảy giản lược. La Quân gật gật đầu, nói ra, hết thảy đều theo gia gia yêu cầu đến xử lý. Như vậy sao được, Tư Đồ gia con thứ hai Tư Đồ Vân đứng ra, hắn bốn chừng 15 tuổi, dáng người hơi mập, khắp khuôn mặt là khôn khéo chi sắc. Hắn nói thẳng, phụ thân ta cả đời vì Tư Đồ gia vất vả. Làm sao đều muốn vì hắn phong quang đại táng. La Quân nhìn Tư Đồ Vân liếc một chút, hắn rõ ràng từ Tư Đồ Vân trong mắt nhìn thấy một tia khiêu khích. La Quân cảm thấy không khỏi có chút nổi nóng, lão gia tử một lòng vì cái nhà này. Dưới mắt thật đúng là hài cốt chưa lạnh, đám người này ghê tởm sắc mặt liền muốn lộ ra sao. La Quân cũng minh bạch, Tư Đồ Vân sở dĩ đứng ra, hắn chính là muốn ở trước mặt mọi người suy yếu chính mình uy nghiêm. Hắn ở đâu là xuất phát từ hiếu thuận a? Ngô bá nhất thời có chút khó khăn, La Quân trầm giọng nói ra, Ngô bá, không cần để ý tới hắn. Tốt, La Quân, người thật sự là không được a. Cha ta vừa qua, người thì không đem chúng ta những trưởng bối này để vào mắt. Tư Đồ Vân lập tức liền giống như là tìm tới nhược điểm một dạng. Đại thiếu gia Tư Đồ Kính cũng là lạnh lùng nói ra, La Quân, lúc đầu cha ta vừa qua, lúc này ta không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng là, người không nên quá không coi bề trên ra gì. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân liếc một chút. Sau đó, hắn nói ra, gia gia vừa qua, chúng ta không muốn tại lão nhân gia ông ta trước mặt cãi nhau. Ta hiện tại chỉ muốn dựa vào gia gia nguyện vọng, để lão nhân gia ông ta hảo hảo nhập thổ vi an. Còn hắn, đại bá, nhị bá, chờ gia gia an táng về sau, ta hội cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ta cũng biết các ngươi muốn là cái gì, tất cả mọi người là người biết chuyện. Ngươi, Tư Đồ Vân đang muốn phát tác. Dù sao,
La Quân lời nói này nói không mềm không cứng, nhưng là bên trong ý trào phúng rất rõ ràng. Tư Đồ Vân liền muốn phát tác. Tư Đồ Kính tự nhiên là xem kịch vui. Bất quá lúc này, La Quân dưới chân bỗng nhiên nhất động. Đùng đùng, sao không dứt? Mặt đất kia thế mà trực tiếp dạn nứt ra chừng 5 mét. Toàn bộ mặt đất đều là chấn động, tựa như là phát sinh rất nhỏ động đất. Mặt đất dạn nứt là lấy La Quân chân làm trung tâm mà phát sinh. Lần này phát công nhất thời để mọi người kinh hồn bạt vía. Tư Đồ Vân không nói nên lời. Tư Đồ Kính cũng đầy là kiêng kỵ nhìn một chút La Quân, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lão gia tử như vậy coi trọng La Quân. Sau đó trong hai ngày, La Quân đều là tại xử lý lấy lão gia tử tang lễ. Tuy nhiên lão gia tử muốn giản lược, nhưng đơn giản sau khi, cũng phải tâm thành. Tại ngày thứ hai thời điểm, La Quân vẫn luôn tại làm lấy gia thuộc người nhà đáp lễ sự tình. Hắn vì Tư Đồ Viêm lão gia tử đốt giấy để tang, cũng coi là vì lão gia tử tống chung. Tuy nhiên lão gia tử con nối dõi rất nhiều, có lẽ cũng không kém La Quân cái này một cái. Nhưng La Quân vẫn là muốn tận lực vì lão gia tử làm nhiều một ít chuyện. Tại ngày thứ hai thời điểm, Bạch Tuyết, Xuân Nhi, Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng đều đã đến Yến Kinh tụ hợp. Trừ Varai còn xa tại Italy không có kịp thời tới. Bạch Tuyết một nhóm người này biết La Quân ra sự về sau, lập tức cũng liền đến. Bao quát Đa Luân Tư cùng Viên Tinh Vân đều tới. Mọi người làm khách mời đến thăm. Tại linh đường bái tế lão gia tử về sau, mấy người liền đến lệch sảnh nghỉ ngơi. Mà tại xế chiều thời điểm, trong linh đường rốt cục xuất hiện khách không mời mà đến. Người đến chính là trước kia thì cùng La Quân, cùng Tư Đồ gia có thù không đợi trời chung Lâm gia. Lâm gia lão tổ tông bị La Quân nhất thương cho đánh chết, mà Lâm gia đời cháu bên trong xuất sắc nhất Lâm Nam Trời cũng bị La Quân nhất thương cho đánh chết. Còn tiểu tôn tử Lâm Phong cũng bị La Quân cho phế. Lâm gia chính là đời đời tập võ, nhưng hôm nay, cháu trai trong đồng lứa đều bị La Quân cho hủy. Đây là lớn lao cừu hận a. Cho nên bây giờ, Tư Đồ Viêm chết tin tức vừa truyền tới. Lâm gia gia chủ Lâm Chiến Thiên liền dẫn mấy cái nhi tử khí thế hung hung tới. Cái này bên trong bao quát con trai trưởng Lâm Lập Quần, nhị tử Lâm Tiêu, còn có mặt khác hai cái tiểu nhi tử. Một chuyến này 5 người, từng cái đều là cao thủ. Riêng là Lâm Chiến Thiên, hắn tại lão tổ tông bị giết về sau, tu luyện càng thêm khắc khổ, bây giờ nghiêm chỉnh là hóa thần đỉnh phong cao thủ. Hắn thân thể đã viên mãn, chiến đấu lực tuyệt đối khủng bố mà cường hãn. Khi Lâm gia nhân lúc đi vào đợi, Tư Đồ Kính, Tư Đồ Vân đám này tôn nhóm đều cơ hồ dọa sợ. Bọn họ lâu dài tại Tư Đồ lão gia tử che chở cho còn sống, không buồn không lo. Mà giờ khắc này mới có loại chỗ dựa ngược lại cảm giác. Bọn họ đều là không biết võ công người. Bây giờ Lâm Chiến Thiên đám người này khí thế hung hung đến cửa, bọn họ cái kia có thể không bị sợ mất mật. Tư Đồ Kính, Tư Đồ Vân cùng còn lại con cháu, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch. Chỉ có La Quân một thân màu đen đồ tang, cả người hắn lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái mà trầm thấp. Lâm Chiến Thiên bọn người sau khi đi vào, đoàn người này lộ ra sát khí đằng đằng. Cỗ này sát khí để tất cả mọi người có chút đứng ngồi không yên. Lâm Chiến Thiên một đoàn người liếc nhìn giữa sân, lại là không có phát hiện một cao thủ. La Quân tu vi, bọn họ nơi đó nhìn ra được. Cũng là tại lúc này, Đa Luân Tư bọn họ toàn bộ đều cảm giác được không thích hợp. Cũng đi ra. Xem xét điệu bộ này, Đa Luân Tư cả đám lập tức đi vào La Quân đứng phía sau định, tùy thời chờ La Quân chỉ lệnh. Lâm Chiến Thiên một nhóm người này tự xưng là thân thủ siêu tuyệt, lại là một cái cũng không nhìn ra La Quân bọn họ đám người này tu vi tới. Lâm Chiến Thiên cũng không tin, nơi này có thể có nhiều cao thủ như vậy. Cái này cao thủ cũng không phải rau cải trắng, sao có thể khắp thế giới đều gặp a? Tiểu tặc, người đại khái không nghĩ tới. Ngươi cũng sẽ có hôm nay à. Lâm Chiến Thiên nhìn về phía La Quân, lạnh lùng nói ra. La Quân từ tốn nói, Lâm lão gia tử, ngài nếu là để tế điện gia gia của ta, ta rất lợi hại hoan nghênh. Nếu là tới quấy rối, ta khuyên ngươi lập tức rời đi. Quát con trai của Lâm Tiêu Lâm Nam Thiên cũng là bị La Quân giết. Hắn cái này thấy một lần La Quân, hai mắt đều là huyết hồng, cất bước tiến lên liền muốn ra tay với La Quân. Lâm Chiến Thiên ngăn lại Lâm Tiêu, sau đó, hắn nói với La Quân, ta ngày sau lại tính sổ với ngươi. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Tư Đồ Kính, Tư Tốn nói, Tư Đồ Kính đại công tử,
ta hôm nay đến có hai cái mục đích, một là bái tế phụ thân ngươi. Hai là muốn theo ngươi nói chuyện chúng ta tại Nam Thành bên kia mảnh đất kia hạng mục. Tư Đồ Kính chính thức cảm nhận được Lâm Chiến Thiên uy áp, đây là thuần túy vũ lực mang đến hoảng sợ. Tư Đồ Kính hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định. Sau đó, hắn trầm giọng nói ra, Lâm Thế Bá, nơi này là phụ thân ta linh đường, ta không nói chuyện làm ăn. Lâm Chiến Thiên lạnh hừ một tiếng này hừ trực tiếp đánh vào đến Tư Đồ Kính tâm. Hắn nhất thời sắc mặt trắng bệch, đồng thời ở ngực một buồn bực, thế mà phun ra một ngụm máu tươi tới, Tư Đồ Kính, ta chịu cùng ngươi nói chuyện làm ăn là để mắt ngươi. Bây giờ ngươi tử quỷ kia lão tử đã không tại, thương hại các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Tư Đồ, thế mà không có một cái nào ra dáng nhân vật. Về sau, ngươi như biết cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ta còn có thể thưởng cho ngươi một miếng cơm ăn, nếu không phải như vậy. Ngươi muốn như nào, ngay vào lúc này. La Quân lãnh đạm chặn đứng Lâm Chiến Thiên lời nói. Dựa theo La Quân tính khí, vốn nên là để Tư Đồ Kính những người này nếm chút khổ sở. Nhưng đây là lão gia tử linh đường, La Quân biết lão gia tử cũng khẳng định không nguyện ý nhìn thấy con cháu chịu nhục, cho nên hắn đứng ra. Ha ha, ta kém chút quên. Lâm Chiến Thiên nhìn về phía La Quân, nói ra, ta quên ngươi thằng nhãi con này cũng sẽ chút công phu. Chắc là ngươi điểm này không quan trọng công phu quyền cước cho ngươi khí. Dám ở trước mặt ta nói như thế. La Quân từ tốn nói, Lâm Chiến Thiên, lúc đầu hôm nay không muốn chấp nhặt với ngươi. Nhưng ngươi dám ở gia gia của ta linh đường trước mặt đại náo, vậy thì tốt, ta sẽ cho ngươi biết một việc. Gia gia của ta còn sống thời điểm, các ngươi Lâm gia bất quá là Tư Đồ gia trước mặt một con chó, gia gia của ta không tại, các ngươi vẫn cải biến không cái gì, vẫn là một con chó. Ngươi muốn chết, Lâm Chiến Thiên nổi giận. Hắn đột nhiên thì hướng La Quân xuất thủ, đại thủ mở ra, hóa thành sắc bén móng vuốt, thì theo quái thú móng vuốt một dạng, trực tiếp chụp vào La Quân vị trí hiểm yếu. Làm càn, Bạch Tuyết đột nhiên một tiếng quát chói tai. La Quân là quân, nàng là thần. Nàng làm sao có thể khiến người khác ở trước mặt nàng công kích La Quân? Ngay vào lúc này, Bạch Tuyết ngăn ở La Quân trước mặt. Răng rắc một tiếng. Mọi người còn không thấy rõ ràng. Bạch Tuyết đã bắt lấy Lâm Chiến Thiên thủ đoạn, cứ như vậy uốn éo, Lâm Chiến Thiên thủ đoạn liền bị cố chấp đoạn. Lâm Chiến Thiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt hắn trắng bệch, bạch 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 sau lùi lại mấy bước ra ngoài. Giờ này khắc này Lâm Chiến Thiên, ánh mắt giống như gặp quỷ. Hắn thật sự là không dám tin a. Làm sao có thể, mình đã tu vi như thế, thế mà cứ như vậy không khỏi rượu bị tiểu nữ tử này cố chấp tay gãy. Lâm Chiến Thiên sau lưng mấy cái nhi tử cũng là hãi nhiên thất sắc. La Quân đối xử lạnh nhạt liếc nhìn quá khứ, sau đó nói, còn chưa cút. Lâm Chiến Thiên một đoàn người đã thật sâu cảm nhận được La Quân bên này người khủng bố, bọn họ e ngại nhìn La Quân bên này liếc một chút, sau đó không nói một lời, xoay người rời đi. Vào lúc ban đêm, Tư Đồ lão gia tử chính thức hạ táng. Hạ táng hoàn tất về sau, Tư Đồ Kính bên này thu đến một tin tức. Cái kia chính là Lâm gia lão gia tử Lâm Chiến Thiên, còn có bốn con trai toàn bộ bị người giết chết trong phòng. Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân Thu đến tin tức này về sau, sắc mặt hai người nhất thời biến trắng bệch. Là La Quân làm, hai người ánh mắt giao lưu, sau cùng đồng thời đạt được cái kết luận này. Không nghĩ tới nhìn hắn dáng dấp thanh thanh tú tú, ra tay cư nhiên như thế tàn nhẫn. Tư Đồ Vân lòng còn sợ hãi nói ra. Tư Đồ Kính trầm giọng không nói. Tư Đồ Vân nhìn không được nói, đại ca, hắn không kiêng kỵ như vậy. Chúng ta trước đó đối với hắn nhiều có đắc tội, người nói hắn sẽ không phải đem chúng ta cũng giết đi. Tư Đồ Kính hãi nhiên thất sắc, hắn thân thể nhìn không được run rẩy, nói ra, hẳn là sẽ không đi. Dù sao hắn muốn niệm tình lão gia tử, Linh Nhi vẫn là chúng ta cháu gái đây. Hắn đón đến, nói, đại không, chúng ta về sau thì trung thực phụng hắn vì muốn tốt cho gia chủ. Tư Đồ Vân nói ra, đại ca, thì theo lời ngươi nói xử lý. Chúng ta cái này qua tìm hắn, chủ động hướng hắn yếu thế. Tư Đồ Kính đây là chính thức nhìn thấy tránh thức gió tanh mưa máu, hắn cùng Tư Đồ Vân trước kia tại lão gia tử bảo vệ dưới, sống quá an nhàn. Cho nên giờ khắc này, hai người đều là hoảng hốt. Tuy nhiên thường nói trên thương trường gió tanh mưa máu chờ một chút, nhưng mẹ nó, đó là hình dung từ A. Có thể La Quân lúc này làm. Đó cũng không phải là hình dung từ. 10 giờ tối,
La Quân tại lão gia tử lúc còn sống chỗ ở trong nhà nghỉ ngơi. Đa Luân Tư bọn họ đã cùng Trầm Mặc Nùng trở lại Yến Kinh thị khu. Tuy nhiên La Quân sự tình rất nhiều, có thể nói hết thảy đều là bách phế đãi hưng. Nhưng là La Quân dưới mắt đang đứng ở tang sự bên trong, cho nên Trầm Mặc Nùng các nàng đều không có tới quấy rầy La Quân. Lâm Băng làm theo thừa dịp cái này lỗ hổng, về trước Los Angeles đi gặp sư phụ Ninh Thiên Đô. Trong nhà ánh đèn là mờ nhạt, hết thảy đều rất lợi hại phục cổ. Lão nhân gia thói quen loại cuộc sống này, cũng không thích cường quang, cho nên nhà cũ mới là lão nhân gia yêu nhất. La Quân cùng Ngô Bá tại trong sảnh ngồi nói chuyện phiếm. Ngô Bá đã hai tóc mai hoa râm, hắn lộ ra phá lệ già nua, Tôn thiếu gia, Đại thiếu gia bọn họ chỉ là nhất thời quá tải đến, ta hy vọng ngươi có thể khác chấp nhặt với bọn họ. La Quân gật gật đầu, nói ra, Ngô gia gia, ngài yên tâm, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, liền xem như xem ở gia gia cùng Linh Nhi phân thượng, ta cũng sẽ không thật cùng bọn hắn so đo. Ngô Bá gật gật đầu, hắn nói ra, bây giờ Tư Đồ gia có Tôn thiếu gia tại, ta tin tưởng lão gia đi cũng an tâm. La Quân trong lòng nhất thời trầm thống, hắn trầm mặc sau khi, ngược lại hỏi, Ngô gia gia, trong khoảng thời gian này, vẫn đều không có Linh Nhi tin tức sao? Ngô Bá trong mắt lóe lên một tia trầm thống, hắn lắc đầu, nói ra, không có tin tức. Lão gia một mực đang niệm niệm lấy người cùng Linh Nhi, đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là không có gặp Linh Nhi một mặt. La Quân quyền đầu siết chặt, hắn nói ra, đều là ta không còn dùng được, không có bảo vệ tốt gia gia cùng Linh Nhi. Này làm sao có thể trách người đâu, Tôn thiếu gia. Người có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, lão gia tại một năm trước thì biết mình mệnh. Ngô Bá nói ra. La Quân trong mắt lóe lên trầm thống tự trách chi sắc, hắn chung quy là cái gì đều không lại nói. Sau đó, La Quân chợt nhớ tới cái gì, hỏi, đúng, Ngô gia gia, Early đâu? Nàng có khỏe không? Đưa đến nước Anh bên kia qua sách, chúng ta mời người hầu chuyên môn chiếu cố nàng. Nàng rất tốt, Tôn thiếu gia ngài yên tâm. Ngô Bá đón đến, nói ra, Early là cái rất hiểu chuyện hài tử, nàng cũng rất thông cảm Linh Nhi quyết định. La Quân gật gật đầu, hắn lại kỹ càng hỏi Early ở chỗ đó chỉ còn có phương thức liên lạc. Hắn trong lòng vẫn là quyết định, chờ có rảnh thì vấn an Early. Bất kể nói thế nào, chính mình đã đáp ứng Early tỉ tỉ, phải chiếu cố thật tốt Hilary. Chính mình thụ cái kia thái âm ngọc bội ân cứu mạng. Ân tình này cũng tuyệt đối không thể quên a. Người sống một đời, tuyệt đối không thể quên gốc. Về sau, Ngô gia gia, người có khác dự định sao? La Quân lại hỏi Ngô Bá. Ngô Bá nói ra, nếu là Tôn thiếu gia không chê, ta muốn một mực tại nơi này ở lại qua. Ta cũng không có con nối dõi, bây giờ lão gia không tại, trong lúc nhất thời cũng thật không biết nên làm thế nào cho phải. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta cũng là ý tứ này. Ngô gia gia, ngài chiếu cố gia gia của ta cả một đời, về sau ngài thì để cho chúng ta tới chiếu cố. Trước khi ta đi sẽ cho ngài lưu một khoản tiền, ngài không cần lo lắng tiền sự tình. Ngô Bá không khỏi cảm động, nói ra, Tôn thiếu gia, ngài là cái trạch tâm nhân hậu người. La Quân cười một tiếng, nói ra, đây đều là ta phải làm, nếu ta đem ngài không có chiếu cố tốt, đến lúc đó không chỉ là vô pháp qua đối mặt gia gia trên trời có linh thiêng. Liền xem như Linh Nhi cũng sẽ trách ta. Hai người đang nói chuyện, lúc này một cái người hầu vào nói, Tôn thiếu gia, Ngô Bá, Đại thiếu gia cùng Nhị thiếu gia đến, bọn họ muốn gặp Tôn thiếu gia ngài. La Quân nao, sau đó liền nói ra, mời bọn họ tiến đến. Xong người nói, vâng, Tôn thiếu gia. Sau đó, người hầu lui ra ngoài. Ngô Bá liền hướng La Quân lo lắng nói, Tôn thiếu gia, bọn họ nếu là đập vào ngài. Ngài có thể tuyệt đối đừng. La Quân nói ra, yên tâm đi, Ngô gia gia, ta biết. Ngô Bá vẫn là có chút không yên lòng, hắn ngay sau đó đứng sau lưng La Quân. La Quân cũng liền tùy theo Ngô Bá. Một lát nữa, La Quân nghe được tiếng bước chân truyền đến. Hắn liền cũng liền đứng lên, sau đó tới cửa qua nghênh Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân. Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân gặp La Quân, hai người ánh mắt phức tạp tới cực điểm, Tiểu Dương. Tư Đồ Kính giọng nói lộ ra nhu hòa. Ngô Bá ở một bên lại là ngốc ngẩn ngơ, hắn không khỏi kỳ quái, cái này đại thiếu gia làm sao đột nhiên theo biến cá nhân giống như. La Quân nói, đại bá, nhị bá, vào nhà ngồi đi. Hắn ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, không quá thân mật, nhưng cũng không có tránh xa người ngàn dặm.
Kể từ đó, Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân tâm lý thực càng thêm tâm thần bất định. Tất cả mọi người nhập tọa về sau, La Quân sắc mặt bình tĩnh, nói, không biết muộn như vậy, đại bá, nhị bá tới gặp ta là bởi vì chuyện gì. Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân nhìn nhau, sau đó, Tư Đồ Kính nói ra, Tiểu Dương, chúng ta nguyện ý phụng ngươi vì gia chủ. Tư Đồ Vân cũng nói, về sau ta và ngươi đại bá đều sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, cũng hy vọng giữa chúng ta một số không thoải mái, ngươi có thể làm chưa từng xảy ra. Ngô Bá ngơ ngẩn, hắn không biết La Quân đến làm chuyện gì, thế mà lại để như thế ngạo khí đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia buông xuống tư thái nói với La Quân dạy lời hữu ích tới. Giữa chúng ta không thoải mái, không đáng giá nhắc tới. La Quân từ tốn nói, đại bá, nhị bá, các ngươi yên tâm, ta sẽ không nhớ để ở trong lòng. Hắn đón đến, nói ra, thực trong lòng ta chỉ là cảm thấy có chút bi ai. Bi ai, Tư Đồ Kính không hiểu hỏi. Tư Đồ Vân cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. La Quân tự giễu cười cười, nói ra, ta thay ra ra cảm thấy bi ai. Tiểu Dương, lời này của ngươi chúng ta làm sao có chút nghe không hiểu. Tư Đồ Vân ấy ấy nói ra. Có đúng không, nghe không hiểu thì đúng. La Quân đứng lên, nói ra, ta biết các ngươi hôm nay tại sao tới tìm ta, đơn giản là ta đem Lâm gia mấy cái lão đại đều cho giết. Cái này để cho các ngươi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ hãi. Các ngươi sợ ta cũng đem bọn ngươi giết, đúng hay không? Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân nhất thời sắc mặt trắng bệch. Tư Đồ Kính run giọng nói ra, bọn họ thật là ngươi giết. La Quân trong mắt lóe lên tàn khốc, nói ra, không sai, đại bá. Là ta giết. Nhưng ngươi biết ta tại sao muốn giết bọn hắn sao? Ngô Bá ở một bên cũng là ngốc ngẩn ngơ, nhưng hắn sau đó trong mắt thì hiện lên vẻ tán thành. Tin tức này tuy nhiên chấn kinh, nhưng Ngô Bá cũng rất nhanh liền minh bạch La Quân dụng ý. La Quân tiếp tục nói, ta giết bọn họ, là vì đại bá ngươi, cũng là vì nhị bá ngươi, càng là vì gia gia, vì Tư Đồ gia. Ta không có khả năng một mực đợi tại Tư Đồ gia, hiện tại gia gia vừa chết. Các phương gia tộc đều sẽ đối Tư Đồ gia dục dịch. Ta nếu không lôi đình thủ đoạn, về sau ta rời đi, người nào tới giúp các ngươi trấn áp bọn họ, người nào đến bảo đảm các ngươi bình an. Mà bây giờ, Lâm gia vừa chết, mọi người đều biết Lâm gia hôm nay tới náo qua chúng ta Tư Đồ gia linh đường, nhưng bọn hắn chuyển tay thì chết, cứ như vậy, ai còn dám đến mạo phạm Tư Đồ gia. Nói đến đây, La Quân lạnh lùng nhìn về phía Tư Đồ Kính. Hắn nói ra, hôm nay ngươi chất vấn Gia Gia trực tiếp bị ngươi tức chết. Ngươi biết Gia Gia lúc sắp chết muốn là cái gì không? Hắn nhất định cảm thấy rất bi ai, bởi vì tử không biết cha a. Gia Gia từ một năm trước liền biết, mạng hắn chỉ có một năm này. Hắn vì bảo trụ các ngươi, bảo trụ Tư Đồ gia, cho nên mới sẽ để cho ta cùng Linh Nhi thành thân. Hắn để cho ta làm gia chủ, đồng dạng cũng là vì bảo toàn các ngươi, không phải vậy lời nói, chỉ bằng hôm nay Lâm gia. Các ngươi người nào có thể ứng phó? Đáng thương Gia Gia nỗi khổ tâm, sau cùng tại trong mắt các ngươi lại thành chó phổi. Đời này của hắn đều tại che chở các ngươi, cho dù chết, cũng an bài cho các ngươi đường lui. Có thể đại bá, nhị bá, các ngươi từ tâm lý giải qua Gia Gia sao? Các ngươi có phải hay không thường xuyên còn ở trong lòng nghĩ, lão bất tử này vì cái gì vẫn luôn không chết? Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân sắc mặt một mảnh trắng bệch. Lúc này, Tư Đồ Kính thân thể bắt đầu run rẩy lên. Sau đó, hắn ôm đầu khóc giống lên. Tư Đồ Vân cũng là đỏ hai mắt, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. La Quân sắc mặt nhàn nhạt, mặc kệ Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân giờ phút này là thật tâm ăn năn, hay là giả dối diễn trò, những này đều không trọng yếu. La Quân đứng lên, nói ra, ta có thể làm, không thể làm đều đã làm, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn sau khi nói xong, liền sải bước rời đi Tư Đồ ra nhà cũ. Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân đưa mắt nhìn La Quân rời đi, sau một hồi khá lâu, Tư Đồ Vân nhìn không được nói, hắn đi chỗ nào? Chẳng lẽ hắn không có ý định đợi tại Tư Đồ ra? Ngô Bá ánh mắt xa xăm, hắn nói ra, Tôn thiếu gia sẽ chỉ bảo hộ Tư Đồ ra, vĩnh viễn sẽ không chiếm theo Tư Đồ ra. Tư Đồ Kính trong mắt nước mắt chưa khô, nghe vậy hỏi, vì cái gì? Ngô Bá nói ra, đại thiếu gia, có lẽ ngươi coi trọng, cảm thấy là lớn nhất đồ trọng yếu. Nhưng là tại Tôn thiếu gia trong mắt, là không có ý nghĩa. Lấy Tôn thiếu gia năng lực, hắn muốn tài phú cùng quyền lực là dễ như trở bàn tay, hắn không cần thiết đến chiếm cứ Tư Đồ gia. Đạo lý này,
tựa như là trong mắt ngươi, táo điện thoại di động rất đáng tiền, rất trọng yếu. Nhưng ở có chút kẻ có tiền trong mắt, cái kia chính là một cái rất lợi hại giá rẻ đồ, vật, cùng một cái bánh bao không có gì khác biệt. La Quân không có lái xe, hắn chậm chạp đi tại dưới bầu trời đêm. Nơi này rất lợi hại yên tĩnh, ngôi sao đầy trời phía dưới, hắn cô độc hành tẩu. Tại thời khắc này, La Quân đem trong lòng phẫn nộ, cừu hận chôn giấu thật sâu ở trong lòng. Khi chính mình còn không có đủ thực lực thời điểm, qua đàm cừu hận, phẫn nộ chờ một chút, vậy cũng là một loại không thành thục hành vi. Hắn hội từ từ mài giũa chính mình, thẳng đến có một ngày, hắn muốn tại Trần Thiên Nhai trước mặt thân thủ giết Trần Diệc Hàn. Sau đó còn muốn bắt Trần Thiên Nhai đến mẫu thân trước mộ phần dập đầu tạ tội. Năm đó Trần Thiên Nhai đưa cho hắn cừu hận, hắn phải trả. Cái này là nhân quả, cho nên tuyệt không có tha thứ. Kẻ yếu, đàm nhân từ, tha thứ, vậy cũng là nhu nhược biểu hiện. Hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Ngày thứ hai, La Quân đem Trầm Mặc Nùng, Bạch Tuyết, Đa Luân Tư, còn có Duẫn Nhi cùng Varai triệu tập lại. Varai tại tối hôm qua rốt cục chạy tới. Mọi người ngay tại Viên Tinh Vân trong biệt thự khai hội, nơi này thanh tĩnh, bí ẩn. Viên Tinh Vân thì là đi làm việc hắn việc của mình qua, hắn là cái người bận rộn. Đầu tiên, La Quân xác định hắn những chữ vật giới chỉ đó đều đã mất đi hiệu dụng. Có thể coi như vật siêu tầm. Chuyện thứ hai, La Quân đem phổ độ kiếm đưa cho Đa Luân Tư. Bất quá kiếm trên tay, muốn đi ra ngoài đi xa thì rất lợi hại khó khăn, cho nên La Quân trước thay Đa Luân Tư thu. Chuyện thứ ba, Đa Luân Tư thân phận cũng đã an bài tốt. Là Hoa Kiều thân phận. Thứ tư sự kiện cũng chính là hôm nay hội nghị nội dung chủ yếu. Cái kia chính là như thế nào đoạt lại quận bo. La Quân trầm giọng nói ra, hiện tại chúng ta bên này cũng là nhiều người như vậy, chúng ta thực lực cũng liền toàn bộ đều ở nơi này. Trầm Mặc Nùng một mọi người nhìn về phía La Quân, chờ đợi La Quân lên tiếng. La Quân tại Mê Thất Đại Lục bên trong đã hoàn mỹ bày ra hắn thực lực mình. Bây giờ mọi người đối với hắn đều là vui lòng phục tùng. La Quân tiếp tục nói, rất lợi hại hiển nhiên, chúng ta thực lực vẫn so ra kém Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên thủ hạ còn có lục đại dòng chính cao thủ, bên trong lợi khỏe mạnh thiên trường sinh cảnh bát trọng thực lực, cầm trong tay huyền kim bảo đao, hắn phong mang, liền xem như ta cũng khó có thể tới. Mà Long Ngạo Thiên cầm trong tay nhân hoàng kính, vậy thì càng thêm khó mà ứng đối. Cái này còn không nói còn lại những đầu hàng đó huyết phương, cùng dựa vào hắn công tước, tử tước nhóm các loại. Cho nên, chúng ta đi cùng Long Ngạo Thiên liều mạng là không thể nào. Bạch Tuyết nói ra, bệ hạ, chúng ta có lẽ có thể đi tìm tám đại thân vương, nhìn có thể không thể thuyết phục bọn họ đứng tại chúng ta bên này. Nàng đón đến, nói ra, dù sao tám đại thân vương cũng sẽ không thích Long Ngạo Thiên, mà ngài mới là lão tổ tông khâm định huyết hoàng. Varai nghe vậy lập tức nói, đây tuyệt đối không được, bây giờ tám đại thân vương riêng phần mình có chính mình bàn tính. Bọn họ chỉ để ý chính mình địa bàn. Tuyệt sẽ không đến cùng chúng ta mạo hiểm đối phó Long Ngạo Thiên. Mà lại, một khi cùng bọn hắn liên lạc, bọn họ đoán chừng ngay lập tức sẽ đem chúng ta trở về tin tức tiết lộ cho Long Ngạo Thiên. La Quân nói ra, Varai nói không sai, chuyện này, ai cũng không trông cậy được vào. Hắn đón đến, nói, bọn này hôn vương toàn bộ là năm bè bảy mảng, đối huyết tộc không có một chút trung thành. Chờ kết Long Ngạo Thiên. Ta sẽ chậm chậm cùng bọn hắn tính sổ sách. La Quân dưới mắt trong lòng là có thuộc về chính hắn khe rãnh. Hắn nhất định muốn đem huyết tộc cỗ lực lượng này hảo hảo nắm giữ trong lòng bàn tay, đồng thời muốn để huyết tộc trở thành một khối tấm sắt, trở thành hắn La Quân tư binh. Kể từ đó, tương lai thì có tư bản đến theo Trần Diệc Hàn đến đối kháng. Đây là cực kỳ trọng yếu. Trần Diệc Hàn tiến vào thần vực, hiển nhiên không có ý tốt. Trầm Mặc Nùng nói ra. Không thể ngạnh kháng, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. La Quân người có cái gì tốt biện pháp? La Quân nói ra, đầu tiên, ta không có khả năng đang chờ. Nếu là muốn chờ thực lực của ta đạt tới có thể chiến thắng Long Ngạo Thiên cấp độ, đoán chừng rau cúc vàng đều muốn lạnh. Hắn đón đến, nói ra, bây giờ chúng ta ưu thế lớn nhất chính là chúng ta ở trong tối, Long Ngạo Thiên ở ngoài sáng. Cho nên, chúng ta bây giờ có thể hảo hảo đến làm một lần bài văn. La Quân nói là tiếng Trung, cho nên Đa Luân Tư ở một bên tựa như là nghe thiên thư một dạng. Bất quá cái này cũng không cần gấp,
đến lúc đó cần Đa Luân Tư làm cái gì, La Quân đều sẽ nói với hắn. Đa Luân Tư theo La Quân cũng trong âm thầm tán gẫu qua, cho nên Đa Luân Tư cũng biết La Quân hiện tại tình cảnh rất là không ổn. Đa Luân Tư không có gì để nói nhiều, hắn đến thế giới bao la chính là vì trợ giúp La Quân người huynh đệ này, cho nên, mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, hắn đều không chối từ. Làm thế nào bài văn? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, ta có lẽ là trước đó trong đầu thì có cái kế hoạch đại khái. Muốn giết Long Ngạo Thiên, lấy chính diện vũ lực rất khó thành công. Nhưng nếu là từ lợi khỏe mạnh ngày qua giết Long Ngạo Thiên đâu? Trầm Mặc Nùng cả đám nghe xong La Quân lời này đều là ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh, bọn họ con mắt đều là sáng lên. Bởi vì La Quân ý nghĩ này quá mức nghịch thiên. Cũng quá vượt quá người ngoài ý liệu. Hắn lại là muốn cho lợi khỏe mạnh ngày qua giết Long Ngạo Thiên. Lợi khỏe mạnh thiên là ai? Là Long Ngạo Thiên thứ nhất mãnh tướng A. Cũng là Long Ngạo Thiên tín nhiệm nhất người. Nếu là lợi khỏe mạnh thiên âm thầm đối Long Ngạo Thiên ra tay, như vậy Long Ngạo Thiên cơ bản không có sống cơ hội. Thế nhưng là, vấn đề này khó thì khó tại, lợi khỏe mạnh thiên làm sao có thể tới giết Long Ngạo Thiên? Varai trầm giọng nói ra. Lợi khỏe mạnh thiên theo Long Ngạo Thiên là sinh tử quá mệnh giao tình, hắn rất không có khả năng hội tới giúp chúng ta giết Long Ngạo Thiên. Lâm Băng nói ra, giao tình cái gì, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Là người đều sẽ sợ chết, dù cho không sợ chết, cũng sẽ có uy. Chỉ cần chúng ta có thể tại Long Ngạo Thiên không biết tình huống dưới, thần không biết quỷ không hay bắt lấy lợi khỏe mạnh thiên, như vậy kế hoạch này chẳng khác nào thành công một nửa. La Quân nói ra. Sư tỷ của ta nói không sai. Trầm Mặc Nùng nói ra, quận bò bây giờ là Long Ngạo Thiên xào huyệt, muốn tại Long Ngạo Thiên trong hang ổ thần không biết quỷ không hay bắt lấy lợi khỏe mạnh thiên, cái này rất khó, cơ hồ là không thể nào. Mà lại một khi tiết lộ phong thanh, lợi khỏe mạnh thiên cái này con cờ cũng sẽ mất đi tác dụng. La Quân nói ra, cho nên chúng ta dưới mắt muốn làm chuyện làm thứ nhất cũng là đem lợi khỏe mạnh thiên dẫn ra quận bò. Như thế nào dẫn xuất? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân trầm ngâm nói, như thế nào dẫn xuất, ta còn không nghĩ tới biện pháp. Bất quá ta bây giờ nghĩ hỏi một chút Varai ngươi, ngươi có biết hay không lớn nhất giải Long Ngạo Thiên cùng lợi khỏe mạnh thiên nhân là ai? Varai nói ra, Long Ngạo Thiên trời sinh tính cao ngạo mà đa nghi, không có người nào có thể rất lợi hại giải hắn. Chỉ có thể nói, tương đối mà nói, Dirty O'Connell thân vương biết giải Long Ngạo Thiên nhiều một ít. La Quân nói ra. Ta nhớ tới, Dirty O'Connell thân vương trước đó bởi vì Long Ngạo Thiên đi tìm hắn, cho nên hắn trả cho chúng ta báo qua tin đúng hay không. Varai gật đầu, nói ra, không sai. La Quân chuyển hướng Trầm Mặc Nùng, nói ra, vậy thì tốt, Mặc Nùng, người an bài chúng ta mau chóng đến Luân Đôn. Chúng ta trước hết qua gặp một lần Dirty O'Connell thân vương. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, La Quân, người kế sách này tuy nhiên rất là khéo. Nhưng là Long Ngạo Thiên cũng không phải người ngu, hắn có lẽ sẽ đoán được chúng ta muốn từ Dirty O'Connell thân vương nơi đó giải hắn. Vạn nhất hắn đã sớm tại Dirty O'Connell thân vương nơi đó bố phòng, chúng ta tình huống hội rất không ổn. La Quân nói ra, Luân Đôn là chúng ta không hiểu phương. Bất quá ta đoán chừng Long Ngạo Thiên sẽ không muốn nhiều như vậy, hắn đều không nghĩ tới chúng ta có thể trở về. Mà lại như thế quanh co kế hoạch, hắn rất không có khả năng đoán được. Hắn đón đến, nói ra, bất quá chúng ta vẫn là nên cẩn thận một số thì tốt hơn. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân tính trước kỹ càng, chủ ý đã định, liền cũng liền không nói thêm cái gì. Nàng nói ra, mọi người vẫn là muốn đem thân phận cải biến một chút, diện mạo bộ dáng cũng phải cải biến, bằng không thì cũng quá dễ thấy. La Quân gật gật đầu, nói ra, trừ Đa Luân Tư không cần cải biến, người khác sửa lại đi. Ngày thứ hai, mọi người liền sớm xuất phát. Riêng phần mình dung mạo cải biến, đồng thời có tương ứng thân phận. Cái này vốn là quốc an sở trường trò vui. Trước khi lên đường, Trầm Mặc Nùng bọn người khâm điểm nhân số, đột nhiên phát hiện không thấy Đa Luân Tư đi chỗ nào. Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, hắn có mặt khác nhiệm vụ muốn làm. Nhiệm vụ gì? Lâm Băng có chút khó chịu, nói ra, không thể nói với chúng ta sao. La Quân cười ha ha một tiếng. Nói ra, cũng không có gì, đến lúc đó các ngươi liền biết. Mọi người gặp La Quân không muốn nói, liền cũng thì không hỏi tới nữa. Buổi sáng 8 giờ, mọi người ngồi lên bay hướng nước Anh Luân Đôn phi cơ chuyến.
Tại London thời gian rạng sáng 2 giờ, mọi người đến London phi trường quốc tế. Hết thảy ngồi 11 giờ, tăng thêm 2 địa phương chênh lệch, cho nên mới giải vò đến lúc này. London ban đêm tràn ngập hàn khí cùng vũ khí, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng London quốc tế đại đô thị phồn hoa. Trong phi trường đèn đuốc sáng trưng, mọi người rất nhanh liền ra phi trường quốc tế. Chúng ta bây giờ phải đi tìm Dirty O'Connell thân vương, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem chuyện này xử lý, không đưa cho người kia phản ứng thời gian. La Quân nói thẳng, hiện tại mọi người đều chỉ nghe lệnh hắn, cho nên hắn nói cái gì chính là cái đó. Về phần Dirty O'Connell thân vương chỗ ở địa chỉ, còn có hắn tình báo, chúng người cũng đã giải không sai biệt lắm. Dirty O'Connell thân vương ở thành bảo tại London vùng ngoại thành, nơi đó cỏ xanh như tấm đệm, phong quang như họa. Cả đám rất nhanh liền đi vào lộng lẫy Dirty O'Connell thành bảo phía trước. Vậy bên ngoài là một mảng lớn trang viên, trong trang viên có hồ bơi, có hoa vườn, có suối phun chờ chút. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, mà đại môn là đóng chặt. Đi theo ta, La Quân đột nhiên trực tiếp xông lên qua, thân hình hắn như điện chớp, trong nháy mắt liền đem đại môn kia đụng bay ra ngoài. Phanh một tiếng, trang viên đại môn nơi đó có thể chịu được La Quân lực lượng, trực tiếp bị đụng nát. Trầm Mặc Nùng bọn người là ngốc ngẩn ngơ, gia hỏa này tác phong làm việc cũng quá dã man đi. Trước đó không phải nói muốn bí mật chui vào sao. Bí mật này cái chơi nha. Bất quá dưới mắt, mọi người tuy nhiên trong lòng nghi ngờ, nhưng La Quân đã lao ra. Bọn họ tự nhiên cũng chỉ có thể đuổi theo. Bao quát Duẫn Nhi, mọi người toàn bộ cấp tốc đi theo La Quân đằng sau. La Quân trong nháy mắt thì khóa chặt Dirty O'Connell thân vương. Dirty O'Connell thân vương chính là tòa pháo đài này linh hồn vị trí, cho nên La Quân muốn cảm ứng được hắn thật sự là rất dễ dàng. La Quân tại trong vòng 3 giây, đã đi thẳng đến Dirty O'Connell thân vương phòng ngủ phía trước. Về phần Bạch Tuyết bọn người làm theo tới đối phó Dirty O'Connell thân vương thủ hạ. Trong này người đều là cao thủ, mọi người phản ứng là cực nhanh. Dirty O'Connell thân vương tại La Quân khóa chặt hắn đồng thời, hắn cũng cảm ứng được địch tập. Lúc này, Dirty O'Connell thân vương đang ôm một cái mỹ lệ tóc vàng quốc tiểu cô nàng ngủ đây. Hắn vội vàng mặc quần áo, ngay tại La Quân xô cửa tiến đến một cái chớp mắt. Trong mắt của hắn hàn quang đại thịnh, như thiểm điện chặn đứng La Quân. Dirty O'Connell thân vương cũng không phải cái gì dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu nhi, hắn chính là trường sinh cảnh bát trọng cao thủ. Tuy nhiên sẽ không pháp lực, nhưng chiến đấu lực đó là khủng bố tới cực điểm. Mà lại Dirty O'Connell thân vương còn có một cái pháp khí, chính là hóa cốt đao. Đao này linh tính 10 phần, mỏng như cánh ve, chính là giết người chi lợi khí. Dirty O'Connell thân vương như thiểm điện từ trong tay giới tu di bên trong lấy ra hóa cốt đao, sau đó nhìn cũng không nhìn, một đao đem cái kia bay tới cửa phòng bổ ra. Đồng thời hóa cốt đao đao mang trực tiếp chém về phía La Quân mi tâm. Lần này quả thực cũng là một mạch mà thành, sắc bén mà khủng bố. Cái kia trên giường tóc vàng cô nàng hù đến trốn xuống phía dưới giường. Đao mang như điện, đồng thời mang theo thực cốt hàn ý, trực tiếp xuyên vào La Quân trong xương tủy. La Quân mắt cũng không chớp, hắn chính là đấu pháp bên trong vương giả. Tuy nhiên công lực không bằng Dirty O'Connell thân vương, nhưng Dirty O'Connell thân vương một đao kia còn khó không được La Quân. La Quân trong tay sớm đã mang tốt phược long bao tay. Hắn đầu tiên một cái linh dương móc sừng thiểm điện lẻn đến Dirty O'Connell thân vương dưới xương sườn, sau đó nhất chảo chụp vào Dirty O'Connell thân vương phần eo. Cái này một cái xuất thủ, La Quân cũng nhưng nói là âm độc vô cùng. Dirty O'Connell thân vương lạnh hừ một tiếng, thân thể bất động, hóa cốt đao trong tay nhất chuyển, trực tiếp đến trên xuống hướng La Quân xương sống lưng đâm xuống tới. Dirty O'Connell thân vương phản ứng quá nhanh, hắn xuất thủ tự nhiên mà thành, mượt mà vô cùng, không có chút nào sơ hở. La Quân biến hóa càng nhanh. Trường sinh cảnh tam trọng lực lượng này đã để La Quân có thể thực hiện thân thể của hắn động tác sở hữu dã tâm. Nói cách khác, La Quân lực lượng có thể cho thân thể của hắn thực hiện bất kỳ động tác gì cùng tốc độ. Tuy nhiên trường sinh cảnh bát trọng là cái khủng bố cảnh giới, riêng là huyết tộc lực lượng, trường sinh cảnh 9 tầng. Vô luận là thân thể vẫn là lực lượng, đều cường đại vô cùng. Nhưng là, lực lượng cũng liền giống như là khoa học kỹ thuật. Một khi cái này trình độ khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định,
nó liền sẽ đình trệ tại một cái mức độ bên trên. Cũng tỉ như smartphone cho tới bây giờ, cũng là rất khó lại có đột phá. Cho nên, La Quân cùng Dirty O'Connell thân vương mức độ chênh lệch, tựa như là hoa vi cao đoan điện thoại di động cùng táo điện thoại di động khác nhau. Nhỏ bé khác biệt khẳng định có, nhưng tránh thức đánh nhau, đó là trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Bất quá có thể khẳng định là, La Quân nếu như cùng Dirty O'Connell thân vương đánh lâu, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là nhất định sẽ bại. Giờ này khắc này, Dirty O'Connell thân vương trong tay hóa cốt đao thi triển đến giống như quỷ thần tương trợ, khiến người ta gần không được thân thể. Cái kia hóa cốt đao thiểm điện hướng La Quân lưng đâm tới. La Quân lại là sớm có sở liệu, hắn lại hướng Dirty O'Connell phía sau bước ra một bước, liền lập tức né tránh một đao chí mạng này. Dirty O'Connell một đao thất bại, lập tức thân thể nhất chuyển. Đao vòng quanh hắn thân thể, giống như một giải lụa lôi đình chém tới La Quân ngực bụng. La Quân cũng rốt cục ý thức được Dirty O'Connell thân vương khó chơi, hắn lần này lại là không lùi. Liên tục mấy lần biến hóa, đã để Dirty O'Connell thân vương hóa cốt đao không có trước đó như vậy nhuệ khí 10 phần. Đúng lúc này, La Quân tay đột nhiên nhô ra qua, tựa như là ẩn núp đã lâu độc xà, rốt cục bắt chuẩn cơ hội làm sinh tử đánh cược một lần. Một sát na kia, La Quân tay vững vàng bắt lấy Dirty O'Connell thân vương trong tay hóa cốt đao lưỡi đao. Muốn chết, Dirty O'Connell thân vương trong mắt lệ mang bày ra, mãnh liệt xoay tròn lưỡi đao. La Quân hai ngón một sai, tiếp lấy một sụp đổ. Cái này thiên hạ vô song hóa cốt đao thế mà liền bị đứt đoạn một mảnh vụn. La Quân lực lượng tăng thêm Dirty O'Connell thân vương lực lượng, hai người trong nháy mắt bạo phát lực quá mạnh. La Quân trong tay bóp nát phiến, hắn thiểm điện lui ra ngoài. Đáng chết, Dirty O'Connell thân vương nổi giận. Hắn hóa cốt đao cùng hắn có huyết nhục tương liên cảm giác, hóa cốt đao tổn hại một mảnh, đao này chỉnh thể chất liệu đều đã bị hao tổn. Cho nên hóa cốt đao chẳng khác nào là đã phế, hắn lúc này cái kia có thể không giận. Dirty O'Connell thân vương thiểm điện xông về phía La Quân. La Quân cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên phun ra nuốt vào lấy chấn động. Mảnh vỡ kia như lôi đình thiểm điện bắn giết hướng Dirty O'Connell vị trí hiểm yếu. Dirty O'Connell thân vương vô ý thức quay đầu, tránh đi một kích chí mạng này. Mà La Quân lại lấy linh dương móc sừng tuyệt đỉnh thân pháp đi vào Dirty O'Connell thân vương bên trái. Dirty O'Connell thân vương không chút nghĩ ngợi, lần nữa lấy hóa cốt đao hướng La Quân lưng dựng thẳng chém tới. La Quân lần này lại là trực tiếp hình xoắn ốc trầm xuống, một chân mãnh liệt quét ra. Đây là đơn giản tạo đường thối, nhưng lại có hoành tạo thiên quân khí thế. Dirty O'Connell thân vương hơi kinh hãi, hắn cũng coi là hoàn toàn cảm nhận được người trẻ tuổi này đấu pháp chi xảo trá lợi hại. Liền cũng tại lúc này, Lâm Băng cái thứ nhất tiến đến, rốt cục theo La Quân hội sư. Lâm Băng trời cũng không nói, nàng trước tiên tế ra ngự phong kiếm đến. Tiếp theo, ngón tay một điểm ngự phong kiếm, liền gặp một vệt kim quang thiểm điện đâm về Dirty O'Connell thân vương vị trí hiểm yếu. Lâm Băng ngự phong kiếm không thể nói quá lợi hại. Nhưng là phối hợp dạy La Quân đến, cái kia thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Dirty O'Connell thân vương chật vật lui bước, Lâm Băng liền cũng liền thu hồi ngự phong kiếm. La Quân cũng không có tiếp tục truy kích. Cùng lúc đó, Bạch Tuyết, Farai, Trầm Mặc Nùng cũng tiến vào. Đằng sau còn có Dirty O'Connell thân vương thủ hạ cũng muốn tiến đến, nhưng đều bị chặn ở ngoài cửa. Dirty O'Connell thân vương, chúng ta nói chuyện đi. La Quân nhìn chăm chú Dirty O'Connell thân vương, nói ra. Dirty O'Connell thân vương nhìn thấy Bạch Tuyết cùng Varai lúc đã phát giác được có chút không đúng, hiện tại hắn bị vây ở trong phòng này, hắn tình trạng rất là không ổn. Dirty O'Connell thân vương là cái tuyệt đối người thông minh. Ngay sau đó, hắn đối những cái kia thủ hạ nói ra, các ngươi lui ra. Những cái kia thủ hạ không khỏi lộ ra do dự. La Quân nói ra, Dirty O'Connell thân vương, hôm nay sự tình, ta không hy vọng truyền đi. Ngươi tranh thủ thời gian sắp xếp người đem bên ngoài thu thập xong, sau đó ra lệnh cho bọn họ không muốn tiết lộ phong thanh. Ngươi phải biết, chúng ta đám người này hiện tại là dân liều mạng, ngươi để cho chúng ta không có đường sống, vậy cũng là tuyệt chính mình đường. Dirty O'Connell thân vương thật sâu nhìn một chút La Quân, sau đó hắn liền xông những cái kia thủ hạ bên trong đầu lĩnh, cũng chính là hắn tâm phúc đại tướng vốn nên Joaquin nói, vốn nên. Dựa theo hắn nói làm, lập tức đem bên ngoài khôi phục lại bình thường bộ dáng, mặt khác nghiêm lệnh bọn thủ hạ,
không muốn giảng chuyện này tiết lộ một điểm phong thanh ra ngoài. Vốn nên Joaquin ánh mắt phức tạp, hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, vâng, thân vương điện hạ. Sau đó, hắn mang thủ hạ đi làm việc. Varai làm theo sông Dirty O'Connell, thân vương lạnh lùng nói ra, thân vương điện hạ, tin tưởng ngươi đã biết người trước mắt là ai. Ngươi thân là huyết tộc thân vương, làm sao, gặp bệ hạ không hành lễ sao? Dirty O'Connell thân vương kiêng kỵ nhìn La Quân liếc một chút, lúc trước hắn nhìn qua La Quân ảnh chụp. Nhưng là ảnh chụp cùng hôm nay sát khí đằng đằng La Quân có điều khác biệt, cho nên hắn trong lúc nhất thời không có quá nhận ra. Bất quá dưới mắt, hắn đã xác định La Quân thân phận. Dirty O'Connell thân vương trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó, hắn hướng La Quân được cái một gối quỳ xuống lễ tiết, nói, hạ thần bái kiến bệ hạ. La Quân từ tốn nói, miễn lễ. Dirty O'Connell thân vương cũng liền đứng lên. Cùng lúc đó, cái kia tránh dưới giường cô nàng tóc vàng run run rẩy rẩy đi ra, nàng sợ hãi tới cực điểm. La Quân ánh mắt đến cô nàng tóc vàng trên thân, cô nàng tóc vàng chỉ mặc áo choàng tắm, nhìn rất là mê người. La Quân giờ phút này đương nhiên muốn không phải nữ sắc, mà chính là muốn hay không sát nhân diệt khẩu. Dưới mắt chuyện rất quan trọng, La Quân không muốn có bất kỳ nhỏ bé sơ suất. Dirty O'Connell thân vương trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên quay người lại thì một đao đem cái này cô nàng tóc vàng đầu lâu chảm bay ra ngoài. Nhất thời, máu tươi vẩy ra. Mọi người tại đây đều là nhìn quen sinh tử, thật không có bị cô nàng tóc vàng thi thể hù đến. Chỉ là La Quân khẽ nhíu mày, hắn từ tốn nói, Dirty O'Connell thân vương, ngài ngược lại thật sự là thoải mái. Chúng ta Hoa Hạ có câu tục ngữ nói tốt, gọi là nhất dạ phu thê, bách nhật ân. Người ra tay ngược lại thật sự là tàn nhẫn a. Dirty O'Connell thân vương khẽ giật mình, hắn nói ra, hạ thần coi là đây là bệ tự động. La Quân từ tốn nói, không sai, ta thật là có giết nàng tâm tư. Bất quá ta còn chưa mở miệng, cho dù là ta mở miệng, người cũng có thể vì nàng cầu tình. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng nàng không tiết lộ chúng ta sự tình, ta không cần thiết nhất định kiên trì giết nàng. Dirty O'Connell thân vương nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống. Đương nhiên, Dirty O'Connell thân vương là có hay không từ nội tâm cảm thấy xấu hổ, đây là rất đáng được nghiền ngẫm. Có thể cái này đều không trọng yếu, La Quân cũng không quan tâm. La Quân nhíu mày nói ra, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Hắn đón đến, nói, thân vương, ta đối với ngươi trung thành thật sự là không đủ yên tâm. Như vậy đi, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một là như vậy bị ta giết chết. Cái lựa chọn này ta nghĩ ngươi cũng không quá nguyện ý, lựa chọn thứ hai chính là chúng ta cho trên người ngươi tiêm vào một loại virus. Loại vi khuẩn này là chúng ta trong nước mới nghiên cứu ra đến, mỗi một năm đều cần tiêm vào vaccine phòng bệnh mới có thể sống sót. Mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, ngươi cũng giải không xong loại vi khuẩn này. Dirty O'Connell thân vương sắc mặt nhất thời biến. Hắn trầm giọng nói ra, bệ hạ. Hạ thần nguyện ý đối với ngài hiệu chung. Nhưng là này virus phải chăng có thể không đánh? Ngươi nếu thật là hiệu chung với ta, virus đả vu không đánh đều không khác nhau. Trái lại, ngươi không nguyện ý, vậy đã nói rõ ngươi đối ta có hài lòng. Loại người như ngươi đối ta có hài lòng, vậy thì đồng nghĩa với là bên cạnh ta bom hẹn giờ. Cho nên, ngươi chỉ có hai con đường đi, hoặc là chết, hoặc là tiêm vào virus. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, La Quân nói như vậy. Dirty O'Connell thân vương ánh mắt phức tạp tới cực điểm, sau một hồi khá lâu, cả người hắn bắp thịt buông ra qua, hắn nói ra, hạ thần đều nghe bệ hạ an bài. La Quân nói ra, cái kia tốt, hắn nói xong cũng đột nhiên giới tu di bên trong lấy ra ống chích còn có một cái bình thuốc. Tiếp theo, hắn thì dùng ống chích hút cái kia trong suốt dược vật, sau đó trở về Dirty O'Connell trước mặt. Dirty O'Connell thân vương nhìn La Quân liếc một chút. Hắn trên trán đột nhiên tràn đầy mồ hôi. La Quân từ tốn nói, Dirty O'Connell thân vương, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi vốn là cho là ta lại phái người khác cho ngươi tiêm vào, sau đó ngươi thừa cơ bắt người chất trên tay, đến một đường sinh cơ. Có thể ngươi không nghĩ tới, ta sẽ đích thân cho ngươi trích, cho nên hiện tại, ngươi rất lợi hại do dự đúng hay không. Dirty O'Connell thân vương tâm tư toàn bị nhìn xuyên, hắn vội vàng nói. Hạ thần tuyệt không dám có bất kính chi tâm. La Quân cười cười, nói ra, loại vi khuẩn này gọi là 19 virus, vô sắc vô vị, tiêm vào đến bên trong thân thể ngươi, ngươi một điểm cảm giác đều không có. Hắn đón đến,
nói ra, đương nhiên, cũng rất có thể, trong này cũng là nước máy, ta bất quá là hoảng sợ ngươi. Chỉ cần ngươi có gan tử, ngươi có thể không tin ta. Hắn sau khi nói xong ngay tại Dirty O'Connell trên cánh tay rót vào dược vật. Như thế về sau, La Quân mới lên tiếng, chúng ta đổi chỗ nói chuyện. Trong này chết cá nhân, nói chuyện bầu không khí vô cùng không tốt. Sau đó, cả đám liền rời đi căn phòng ngủ này. Tiếp lấy liền đến Dirty O'Connell thân vương trong mật thất dưới đất nói chuyện. Dirty O'Connell thân vương giờ khắc này ở La Quân trước mặt là tất cung tất kính. La Quân cả đám ngồi xuống, Dirty O'Connell thân vương cũng bị La Quân cho phép ngồi xuống. La Quân trầm giọng nói ra, Dirty O'Connell thân vương, trước mắt Long Ngạo Thiên bên kia là tình huống như thế nào, người biết không? Dirty O'Connell thân vương lập tức trả lời, Long Ngạo Thiên tại 2 tháng trước kinh lịch chính biến về sau, liền lập tức đăng cơ trở thành máu mới hoàng. Hắn đối ngoại tuyên bố, là bệ hạ ngài mê hoặc lão tổ tông cùng Soros thân vương, hắn nói ngài là phản nghịch. La Quân không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nói ra, rất thấp kém trò xiếc, khó mà cân nhắc được. Bất quá hắn cầm quyền, vậy cũng không ai dám đến cùng hắn tranh đây là cùng không phải. Sau đó, La Quân nói, người nói tiếp. Dirty O'Connell thân vương nói ra, Long Ngạo Thiên còn tại 4 phía sắp xếp người đến nghe ngóng ngài tin tức, mặt khác tứ đại huyết vương đã đối Long Ngạo Thiên hiệu chung. Còn có, Long Ngạo Thiên cực lực lôi kéo mấy vị công tước. Lại đối còn lại tử tước quản lý nghiêm khắc, thủ đoạn hắn rất hữu hiệu. Hiện tại toàn bộ quận bò bên kia huyết tộc, toàn bộ đều đối với hắn hiệu chung. Hắn đón đến, nói ra, còn có ngài già Lam cao ốc cùng già Lam nhà trọ, cũng toàn bộ bị Long Ngạo Thiên đoạt tới, trở thành hắn tài sản riêng. La Quân đối với mình tài sản bị Long Ngạo Thiên cướp đi không có một chút đau lòng. Cái đồ chơi này, Long Ngạo Thiên còn sống tự nhiên không thể nào là chính mình. Nếu như Long Ngạo Thiên chết, cái kia tài sản cũng liền tự nhiên mà vậy hội trở về. Cái này không có gì tốt xoắn suýt. La Quân lúc này đối toàn bộ huyết tộc tình huống cũng liền có đại khái giải. Hắn nói ra, chỉ cần Long Ngạo Thiên vừa chết, những công tước đó, bá tước, tử tước chờ một chút, toàn bộ đều sẽ hiệu chung với ta. Bọn họ là cỏ đầu tường, cũng không có cái gọi là trung thành, ta có hay không có thể hiểu như vậy. Dirty O'Connell thân vương gật đầu, nói ra, ngài là lão tổ tông khâm điểm huyết hoàng, ngài nếu là giết Long Ngạo Thiên, như vậy người phía dưới không có đạo lý không phục tùng tại ngài. La Quân nói ra, như vậy, Dirty O'Connell thân vương, người cảm thấy ta muốn như thế nào mới có thể giết Long Ngạo Thiên? Dirty O'Connell thân vương hơi kinh hãi, sau đó, hắn nhìn về phía La Quân, trầm giọng nói ra, bệ dưới đệ nhất cái tìm đến hạ thần, chắc là trong lòng đã có kế hoạch. Bệ hạ bây giờ nhưng có phân phó. Hạ thần không không tuân theo. La Quân liền cũng đã biết, Dirty O'Connell thân vương là cái lão hồ ly. Hắn liền nói ra, ta muốn cho lợi khỏe mạnh ngày qua giết Long Ngạo Thiên. Đến lúc đó, chúng ta lại từ bên ngoài phối hợp đi vào. Dirty O'Connell thân vương bị kinh ngạc, La Quân ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng. Hắn nói ra, thế nhưng là bệ hạ, lợi khỏe mạnh thiên chính là Long Ngạo Thiên tâm phúc thủ hạ, hắn làm sao có thể. La Quân từ tốn nói, ngươi không phải cũng là một mực phân ly ở ta cùng Long Ngạo Thiên trung gian sao? Hiện tại ngươi còn không phải trung tâm vì ta làm việc. Lợi khỏe mạnh thiên tu vi đã cùng ngươi tại sàn sàn với nhau, một cao thủ như vậy đã sớm có được chính mình độc lập nhân cách cùng tâm trí. Chỉ cần là tại tử vong uy dưới, không có cái gì là hắn không làm. Dirty O'Connell thân vương ngốc một chút, hắn cảm thấy La Quân nói xong có đạo lý, hắn thế mà không phản bác được. Bạch Tuyết bọn người đứng tại La Quân bên cạnh không nói một lời, các nàng xem lấy La Quân bày mưu tính kế nắm giữ hết thảy. La Quân nói tiếp, ta hiện tại cần Dirty O'Connell ngươi vì ta làm một chuyện. Bệ hạ mời nói, Dirty O'Connell thân vương lập tức nói. La Quân nói ra, ngươi nghĩ biện pháp đem lợi khỏe mạnh thiên dẫn đến ngươi bên này một chuyến, đừng cho Long Ngạo Thiên sinh nghi. Chúng ta lặng lẽ đem lợi khỏe mạnh thiên bắt lấy, sau đó bức bách hắn vì ta làm việc. Dirty O'Connell thân vương sửng sốt, sau đó hắn nói ra, bệ hạ, Long Ngạo Thiên trời sinh tính đa nghi. Hạ thần thực sự không biết có cái biện pháp gì có thể dẫn lợi khỏe mạnh thiên tới. Mà lại, Long Ngạo Thiên rất dễ dàng thì sinh nghi. La Quân nhíu mày, nói ra, Dirty O'Connell thân vương, ta nhìn ngươi vẫn là không có ý định vì ta làm việc. Ta cái này vừa nói ra,
đầu ngươi bên trong không cần suy nghĩ liền nói không có cách nào. Nếu ngươi thật sự là như vậy vô dụng, ta nhìn ngươi cái này thân vương cũng không cần làm. Dirty O'Connell thân vương nhất thời hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn nói ra, bệ hạ, hạ thần ngu dốt, mời bệ hạ thứ tội. La Quân nói ra, chuyện này nơi đó có khó như vậy. Long Ngạo Thiên hiện tại lớn nhất muốn cái gì? Dirty O'Connell thân vương ngơ ngẩn, Varai nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, Long Ngạo Thiên muốn nhất ngưng tụ đạo quả, đột phá trường sinh cảnh đỉnh phong, đến thái hư trọng thiên chi cảnh. La Quân nói ra, không sai. Dirty O'Connell, người liền sẽ không cố ý thả cái tin tức đi ra, làm bộ biết một chỗ có huyết liên đạo quả. Kể từ đó, Long Ngạo Thiên hội làm thế nào? Dirty O'Connell nhãn tình sáng lên, nói ra, Long Ngạo Thiên chính mình cũng không dám tùy tiện rời đi quận Bo, hắn nhất định sẽ phái thủ hạ đắc lực lợi khỏe mạnh ngày qua tra chuyện này.